chương 2371 Lam Tiểu Bố vẫn luôn ở bên ngoài đại băng bàn cung. Sau khi xác định Thạch Uyển Dung đã chạy trốn, lúc này mới không chút hoang mang và lấy thất giới Thạch ra. Nói đi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Lam Tiểu Bố nhìn chằm chằm Thái Xuyên đang giống, như một đứa bé phạm lỗi cúi đầu trước mặt mình. Trong lòng Thái Xuyên vô cùng xấu hổ, nó biết tể mạn vi rất có thể sẽ là chủ mẫu tương lai của nó, nhưng mà đừng nói là bảo vệ chủ mẫu, ngay cả chính mình cũng bị người bắt đến hội bán đấu giá mà đấu giá, sau khi chúng ta đến đại diễn giới, ta dựa vào tâm thiên độc mà nhanh chóng bước vào cảnh giới sáng đạo thánh thú. Ngay khi ta đang định ra ngoài khoe khoang một chút, đột nhiên cảm thấy toàn bộ đại diễn giới lay động, sau đó đại diễn giới thoát khỏi vùng kết giới kia, xông vào trong hư không. Lúc Thái Xuyên nói chuyện, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Lam tiểu bố nhíu mày, hắn đã đoán được có chuyện gì rồi, đại diễn giới tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ, mà xông ra khỏi giới vực vũ trụ trung đẳng mênh mông được, nếu có đại năng bước thứ bảy ra tay, chỉ cần tìm được vị trí của đại diễn giới đồng thời còn nắm giữ đạo tắc thiên địa của đại diễn giới trong tay quả thật có thể cách vị diện giới vực mà cuốn đại diễn giới đi về sau toàn bộ chúng ta đều bị ném đến trước mặt một nữ nhân tu vi của nữ nhân này chắc chắn không vượt quá bước đại đạo thứ năm lam tiểu bố cắt ngang lời thái xuyên nói bước đại đạo thứ năm vẫn không thể nào cuốn đại diễn giới từ vũ trụ trung đẳng đi được thái xuyên nói tiếp sau này ta nghe thấy nữ nhân kia nói chuyện với một nam tử trẻ tuổi mới biết được hóa ra nam tử trẻ tuổi kia mới chính là người đã cuốn đại diễn giới đến đây nam tử kia tên là quan sung hình như là thánh chủ của đại diễn đạo nữ nhân kia tên là quan dục tuyết là cháu gái của quan sung làm sao ngươi biết đó là quan sung lam tiểu bố tiếp tục hỏi hắn biết đại diễn đạo là một trong bốn đạo của chân diễn thánh đạo thái xuyên đáp ra hỏa tên là quan sung kia nói với cái người quan dục tuyết kia rằng tuyết nhi đại diễn giới ta đã lấy về giúp ngươi rồi ngươi đừng có làm mất nữa Lần sau chưa chắc ta có thể giúp ngươi tìm lại lần nữa đâu. Trong đại diễn giới này lại xuất hiện mấy tên thú vị, còn có một con Hỗn Độn độc giác thú biến dị, nếu như ngươi thu phục được thì sẽ có ích rất lớn đối với ngươi. Nếu như ngươi không muốn, vậy thì có thể giao dịch rất nhiều tài nguyên tu luyện. Trừ cái đó ra, còn có một nữ tử Hỗn Độn đạo thể cũng để lại cho ngươi, ngươi tự xem mà làm." Cái người quan dục Tuyết kia đáp lại rằng, "Thật không ngờ, ở vũ trụ trung đẳng mà còn có Hỗn Độn độc giác thú và Hỗn Độn đạo thể." cái vị diện vũ trụ này cũng có chút kỳ quái. Quan sung kia nghe thấy vậy, cười ha ha một tiếng, thật ra, còn có một cái nguyên thần và một tên gia hỏa tu luyện đại đạo hỗn độn thiên độc. Chỉ là cái nguyên thần kia rất khôn khéo, nửa đường có thể chạy thoát, mấy người còn lại thì đều còn ở đây. Lam tiểu bố có chút hối hận vì mình đã quá bất cẩn, hắn khẳng định cái nguyên thần đã chuồn mất kia chính là tần kình thiên. Thái Xuyên tiếp tục nói, tên quan sung kia sau khi dặn dò cháu gái một chút, thì lại đến trước mặt ta uy hiếp ta, hắn nói ta tên là quan sung thánh chủ đại diễn đạo của chân diễn thánh đạo nếu như ngươi đã ở chỗ này thì phải thành thật một chút nếu không cho dù ngươi có chạy đến bất cứ ngóc ngách nào của đại vũ trụ ta cũng có thể dễ dàng bắt ngươi về đây lam tiểu bố nghe thấy vậy trong lòng giật mình lập tức tạo dựng mô hình kết cấu của thái xuyên hắn chỉ hy vọng bây giờ thực lực của mình có thể trợ giúp vũ trụ duy mô có thể tạo dựng mô hình kết cấu của thái xuyên liên tục tạo dựng ra mô hình kết cấu nhưng lam tiểu bố không thể tìm ra bất cứ ấn ký thần niệm nào trên người thái xuyên nhưng mà lam tiểu bố khẳng định trên người thái xuyên có ấn ký thần niệm chỉ là đã qua thời gian dài cái ấn ký thần niệm này đã dung nhập vào trong đạo vận của thái xuyên rồi bố ra có phải có vấn đề gì không thái xuyên nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của lam tiểu bố không nhịn được hỏi một câu lam tiểu bố gật đầu không sai người ngươi chắc chắn có hạ ấn ký chính là tên quan sung kia hạ Lam Tiểu Bố nghĩ đến đây, đột nhiên giật mình, quan sung hạ ấn ký. Có khi nào đại băng bàn cung đã gỡ bỏ ấn ký này mất rồi? Đổi thành hắn, khi mua hỗn độn độc giác thú, cũng sẽ tìm kiếm ấn ký trên người hỗn độn độc giác thú. Nếu đại băng bàn cung nghĩ đến điểm này, cũng có thể đã sớm gỡ bỏ ấn ký này rồi. Thái Xuyên, người biết cảnh giới mạnh nhất ở đại băng bàn cung là gì không? Lam Tiểu Bố vội vàng hỏi hắn là bước đại đạo thứ 6. Cái này là ta nghe nữ nhân trưởng viên kia nói. Thái Xuyên đáp, trong lòng lam tiểu bố trầm xuống hắn khẳng định bước đại đạo thứ sáu không thể nào gỡ bỏ ấn ký thần niệm mà quan sung hạ xuống nếu như quan sung không phải là bước thứ bảy vậy thì không thể nào cách vị diện mà cuốn đại diễn giới đi bây giờ chỉ có thể hy vọng quan sung không hạ ấn ký nhưng mà chuyện này không có khả năng lắm bởi vì trong lời uy hiếp của quan sung với thái xuyên có một câu cho dù thái xuyên có chạy đến góc nào của đại vũ trụ quan sung cũng có thể bắt thái xuyên về trong tình huống bình thường Loại cường giả như Quan Sung, tuyệt đối sẽ không nói lung tung. Cho thấy Quan Sung thật sự có năng lực bắt Thái Xuyên về. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đại vũ trụ mênh mông, đừng nói là Lam Tiểu Bố. Cho dù là bước đại đạo thứ 9, nói không chừng có cố gắng cả đời, cũng không thể đặt chân lên mọi ngóc ngách của đại vũ trụ. Đã như vậy, Quan Sung dựa vào đâu mà nói ra lời này? Khả năng duy nhất chính là hạ ấn ký. Thái Xuyên rõ ràng cũng biết tính nghiêm trọng của vấn đề, nó lo lắng hỏi bố ra chúng ta làm thế nào bây giờ lam tiểu bố chậm rãi nói chúng ta có hai cách thứ nhất chính là tìm kiếm khu vực hỗn độn ở trong hỗn độn dùng vũ trụ duy mô tạo dựng mô hình kết cấu của ngươi bất cứ ấn ký thần niệm nào ở trong hỗn độn cũng sẽ bị bại lộ một chút dấu vết thứ hai chúng ta đi tìm một người tìm kiếm ai thái xuyên vội vàng hỏi thăm lam tiểu bố lắc đầu hắn muốn đi tìm thạch uyển dung thế lực sau lưng thạch uyển dung nhất định vô cùng đáng sợ nếu không thì đại băng bàn cung không thể nào ép Thạch Uyển Dung lấy ra nguyên khí đại đạo tế luyện một cái băng đàn. Mặc dù tu vi của Lam Tiểu Bố chỉ mới là bước thứ tư, nhưng ánh mắt hắn không kém. Đại băng bàn cung muốn lấy công pháp đại đạo của Thạch Uyển Dung, cho nên mới ép Thạch Uyển Dung làm như vậy. Một cái tông môn mà lại muốn lấy công pháp đại đạo của một tu sĩ bình thường, cái công pháp này mà đơn giản mới là chuyện lạ hơn nữa đại băng bàn cung. Muốn có cái công pháp này, còn không dám thông qua thủ đoạn cưỡng ép lấy đạo cơ của Thạch Uyển Dung, đã biết được cường giả sau lưng Thạch Uyển Dung không hề đơn giản bởi vì một khi cưỡng ép cướp đi công pháp đại đạo của Thạch Uyển Dung, rất có thể sẽ kinh động đến cường giả phía sau Thạch Uyển Dung. Nhưng mà Lam Tiểu Bố nhanh chóng bỏ đi ý nghĩ này, cường giả phía sau Thạch Uyển Dung mạnh đến đâu, nhiều nhất thì thực lực cũng tương đương với Quan Sung mà thôi. Thực lực tương đương với Quan Sung, vậy thì chưa chắc có thể tìm ra được ấn ký hơn nữa cho dù có tìm ra được, cũng chưa chắc sẽ ra tay giúp hắn. Đi thôi, chúng ta đi tìm khu vực hỗn độn một chút, tìm ra ấn ký trên người ngươi. Lam Tiểu Bố biết, nếu như không tìm ra ấn ký trên người Thái Xuyên, bây giờ mà dẫn Thái Xuyên đến Thánh Kiếm Cung, vậy thì sẽ bại lộ bản thân. Đại băng bàn cung đã mất đi Thái Xuyên, nếu như không có gì bất ngờ, trong vòng 10 năm trường viên sẽ không tiết lộ chuyện này ra ngoài. Nhưng mà Lam Tiểu Bố cũng không muốn ký thác mọi chuyện lên người khác. Lỡ như bây giờ trường viên tiết lộ ra, nói không chừng đại băng bàn cung sẽ tìm đến chỗ quan sung luôn rồi. Vâng, bố ra. Thái Xuyên nhanh chóng đáp lại người có biết mấy người tề mạn vi, Đỗ bố và Nghi Thanh San ở đâu không? Lam tiểu bố hỏi. Thái Xuyên cúi đầu xuống, ta nhìn thấy Nghi Thanh San tỷ tỷ bị giết, còn tin tức của đỗ bố và tề tỷ tỷ thì ta không biết. Vì sao Nghi Thanh San bị giết? Trong lòng Lam tiểu bố giật mình, vội vàng hỏi. Thái Xuyên nói, bởi vì Thanh San tỷ tỷ đã bước vào bước đại đạo thứ tư, nàng vừa bị bắt đã hiểu ra được tình cảnh của mình, cho nên nàng đột ngột bùng nổ, muốn khống chế quan dục tuyết để bảo mệnh. Chỉ là không ngờ quan sung quá mạnh, nàng vừa mới xông lên, đã bị lĩnh vực thánh nhân của Quan Sung áp chế, sau đó thì Quan Sung trở tay giết nàng. Lão già, sát ý trong lòng Lam Tiểu Bố tăng cao, quyết định tương lai nhất định phải xử lý con rùa Quan Sung này. Cho dù đại diễn giới là của ngươi, cũng không phải là do chúng ta cướp đi, tất cả mọi người tu luyện ở đại diễn giới, không hề phá hỏng giới vực ngươi lấy lại đại diễn giới là được rồi, vì sao còn muốn giết người? Nghi Thanh San không hề có sát ý với Quan Dục Tuyết, hắn không tin chuyện này Quan Sung không nhìn ra được, nhiều nhất chỉ muốn khống chế rồi lợi dụng mà thôi. Còn Thiên Độc Thánh Nhân thì sao?" Lam Tiểu Bố hỏi lại. "Thiên Độc Thánh Nhân đã đầu phục quan Dục Tuyết, thành chó săn của quan Dục Tuyết." Thái Xuyên nói. Lam Tiểu Bố tức giận mà cười, lần trước đã tha cho Thiên Độc Thánh Nhân một lần, gia hỏa này chẳng những không nghĩ đến chuyện báo đáp, mà khi đối phó với Tần Kình Thiên cũng chẳng dốc sức, sau này nhất định còn qua lại với Tần Kình Thiên, nếu không thì sao Tần Kình Thiên lại xuất hiện ở đại diễn giới? Bây giờ thì hay rồi, dứt khoát đi theo quan Dục Tuyết lần sau mà gặp được thiên độc thánh nhân không cho hắn ta biết vì sao bông hoa lại hồng thì hắn đến đại vũ trụ uổng phí rồi đi thôi chúng ta đến thánh kiếm cung trước nghe nói thánh kiếm cung đang ở trong hỗn độn làm tiểu bố khống chế thất giới thạch nhanh chóng di chuyển đến phương vị của thánh kiếm cung thánh kiếm cung có một cái thánh thành đại đạo thuộc về mình thánh kiếm thành làm tiểu bố không dùng truyền tống trận hắn cứu được thạch uyển dung đại băng bàn cung nhất định đang đuổi giết thạch uyển dung Nói không chừng sẽ chú ý đến cái truyền tống trận lớn hơn nữa, người ra vào Thánh Kiếm Cung, rất có thể sẽ bị Thánh Kiếm Cung kiểm tra. Một khi Thánh Kiếm Cung chú ý đến hắn, muốn cứu người sẽ khó khăn. Tốc độ thất giới thạch của hắn cũng không chậm, dùng tốc độ cao nhất mà độn hành, khoảng 2 năm là có thể đến Thánh Kiếm Cung. Nếu như Thánh Kiếm Cung muốn giao tề mạn vi cho Đại hội Vĩnh Sinh, vậy thì trước khi Đại hội Vĩnh Sinh mở ra, tề mạn vi chắc hẳn an toàn. Truy cập halazi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hai năm sau, Thánh Kiếm Cung. Lam Tiểu Bố vẫn cho rằng Thánh Kiếm Cung được xây dựng trong hỗn độn, sau đó nhất định phải đi qua hỗn độn. Giờ hắn đứng ở bên ngoài Thánh Kiếm Cung mới biết được, Thánh Kiếm Cung chỉ được thành lập sát khu vực hỗn độn, thậm chí ngay cả biên giới khu vực hỗn độn cũng không phải ha ha, thế này là gọi là đạo môn xây dựng trong hỗn độn. Bên ngoài đạo tràng Thánh Kiếm Cung, có vô số thanh kiếm lơ lửng, những thanh kiếm này có dài có ngắn, có rộng có hẹp, kiếm không vỏ, chỉ có vỏ không có kiếm, có tàn kiếm, thậm chí có cái chỉ còn mũi kiếm, còn về kiểu dáng thì vô cùng hỗn loạn. Những thanh kiếm này ngổn ngang lộn xộn, không có chút thứ tự nào mà lơ lửng bên ngoài đạo tràng thánh kiếm cung. Thần niệm đảo qua, quả thật có vô số kiếm y mênh mông và đạo tác kiếm đạo tung hoành, nhưng mà trong mắt Lam Tiểu Bố, đây chính là bãi kiếm rác. Nếu như nói có sau khi nhìn thấy đạo tràng đại băng bàn cung, Lam Tiểu Bố còn có chút khâm phục. Nhưng đạo tràng của thánh kiếm cung, Lam Tiểu Bố nhìn lại chỉ có một cảm giác, cứt chó. Đây mà là một đạo môn thánh đạo đỉnh cấp. Cho dù trong lòng xem thường, Lam Tiểu Bố lại rõ ràng, thánh kiếm cung vẫn có chút thực lực, ít nhất thì nơi này có bước đại đạo thứ 6. Thái Xuyên ở trong trường sinh giới, nhưng mà thần niệm lại có thể quan sát được tình huống bên ngoài. Bố ra, chúng ta trực tiếp đi vào như vậy sao? Không cần, chúng ta đi vào khu vực hỗn độn sau lưng thánh kiếm cung trước. Lam Tiểu Bố dùng vũ trụ duy mô tạo dựng mô hình kết cấu của thánh kiếm cung, hắn vòng qua ao Thánh Kiếm Cung, đi đến khu vực hỗn độn phía sau Thánh Kiếm Cung. Cách Đại hội Vĩnh Sinh càng lúc càng gần, tu sĩ đến An Lạc Thiên Thành càng ngày càng nhiều. Đây cũng là bởi vì có rất nhiều người còn đang trên đường chạy đến An Lạc Thiên Thành, nếu không thì cho dù An Lạc Thiên Thành có lớn đến đâu, cũng kín hết chỗ. Nhưng mà hôm nay An Lạc Thiên Thành xảy ra một việc đại sự, một nam tử thân hình cao lớn tóc dài đi đến bên ngoài An Lạc Thiên Thành, vào lúc định đi vào thành thì bị hộ vệ ngăn trở. An Lạc Thiên Thành chính là đạo thành Thiên Đình người không có tư cách tiến vào, đương nhiên sẽ không cho phép đi vào, chuyện này vô cùng bình thường. Nhưng khi nam tử cao lớn này bị hộ vệ ngăn trở, nam tử này lại trở tay đánh bay hai tên hộ vệ này, sau đó sẽ mở cấm chế tiến vào an lạc thiên thành. Đây cũng không phải là việc nhỏ, sẽ mở cấm chế của một đạo thành thiên đình để vào thành, cái này tương đương với khai chiến với một thiên đình. Cho nên thành chủ và phó thành chủ, thậm chí là mấy đại hộ pháp đều được điều động, ngay cả quân tu sĩ thiên đình cũng trong trạng thái chuẩn bị xuất chiến lúc này tất cả tức lâu ở an lạc thiên thành đều đang bàn luận về chuyện này rất nhiều người đều đang chờ đại chiến bắt đầu một số người lo lắng sẽ ảnh hưởng đến đạo của mình thậm chí còn dứt khoát rời khỏi an lạc thiên thành càng có nhiều người sau khi nhìn thấy thành chủ trọng ninh và hữu thánh thừa đại sa tiển ra ngoài thì lập tức đi theo sau tu sĩ dám xé mở cấm chế hộ thành của an lạc thiên thành tuyệt đối chính là cường giả trong cường giả mà hữu thánh thừa của trung ương thiên đình đại sa tiển chính là người đã gần với bước đại đạo thứ bảy loại cường giả này đánh nhau chỉ cần cảm nhận được đạo vận thần thông cũng sẽ tăng thêm đại đạo của mình hữu thánh thừa đại sa tiển quả thật vô cùng phẫn nộ an lạc thiên thành chính là đạo thành của trung ương thiên đình từ khi bố trí hộ trận cho đến nay chưa bao giờ có người dám động đến hộ trận ở lối đi phụ chứ đừng nói là trực tiếp xé mở an lạc thiên thành bây giờ vốn có rất nhiều người một đám người đi theo sau như vậy rất nhanh trên đường phố an lạc thiên thành toàn là người thậm chí còn không thể đi lại nhưng mà giờ phút này hữu thánh thừa đại sa tiển đã tỉnh táo lại bởi vì trong thần niệm của hắn ta lại không nhìn thấy tu sĩ đã xé rách hộ trận của đạo thành cái này không đúng đối phương xé rách hộ trận của đạo thành mà vào thành đương nhiên vẫn luôn nằm trong phạm vi thần niệm của hắn ta giám sát vì sao hắn ta lại không thấy được người đang tìm ta đại sa tiển còn đang suy nghĩ một giọng nói lạnh lẽo đã cắt ngang suy nghĩ của hắn ta trước mắt hắn ta đột nhiên xuất hiện thêm một người nữa người này có thân hình cao lớn cánh tay khá dài, không chỉ như vậy, bàn tay của hắn ta còn rất lớn. Tóc dài xõa vai, sau lưng là một cái tinh cầu cực lớn, đạo vận trên tinh cầu lưu chuyển, giống như từ viễn cổ hỗn độn mà ra. Trong đầu đại sa tiền đột ngột hiện ra tên của một người, sau lưng hắn ta đột nhiên thấm đầy mồ hôi lạnh. Thành chủ trọng ninh của An Lạc Thiên Thành kính chào trường hành đạo tôn. Đại sa tiền còn chưa kịp nói chuyện, thành chủ An Lạc Thiên Thành trọng nính đã bước đến trước một bước mà thi lễ đại sa tiền đâu còn dám do dự chút nào nhanh chóng khom người thi lễ hữu thánh thừa đại sa tiền của trung ương thiên đình kính chào trường hành đạo tôn trường hành đạo tôn đại giá quang lâm thiên đình không kịp nghênh đón từ xa thật sự là vô cùng thất lễ trường hành đạo tôn đây chính là thạch trường hành mà nếu như nói trong thất trụ thiên thế giới người lợi hại nhất là ai vậy thì đương nhiên chính là đạo tổ thất trụ thiên và thạch trường hành trước mắt này mà ở thất trụ thiên thế giới chính là thế giới có thể xếp trong hai vị trí đầu của mười đại thế giới bàn về thực lực không hề kém hơn trung ương thiên đình ở trong thất trụ thiên thế giới thạch trường hành và thất trụ thiên rốt cuộc ai mạnh hơn không có ai biết nhưng mà chỉ cần nhìn được sự liên quan giữa hai người là có thể đoán được một hai tên của đạo tổ thất trụ thiên thế giới tên là thất trụ thiên nhưng đại đạo mà hắn ta tu luyện lại không phải là đại đạo thất trụ thiên đại đạo khai thiên của thất trụ thiên là thất trụ khai thiên thuật cái này là do thạch trường hành tu luyện không chỉ như vậy pháp bảo của hắn ta cũng không phải là đệ nhất pháp bảo thất trụ thiên tinh của thất trụ thiên thế giới mà là thất trụ thiên thương thất trụ thiên thương là một cây trường thương cũng là một pháp bảo công kích cao cấp nhất nhưng pháp bảo lợi hại nhất của thất trụ thiên thế giới lại là thất trụ thiên tinh thất trụ thiên tinh là cái gì nhìn cái tinh cầu mà thạch trường hành đang đeo trên lưng là biết đó chính là thất trụ thiên tinh nếu như vẫn còn chưa hiểu rõ sự lợi hại của đạo tổ thất trụ thiên và thạch trường hành vậy thì chỉ cần đến thất trụ thiên thế giới nghe một câu nói là được ở thất trụ thiên thế giới có một câu như thế này đó chính là Trường Hành Đạo trầm chậm, Thất Trụ Phá Thiên Sam. Ngẫm lại pháp bảo mà Thất Trụ Thiên sử dụng chính là Thất Trụ Thiên Thương, cái này có chút đồng âm với Thiên Sam. Điều duy nhất khiến người ta nghi ngờ chính là, nếu như thực lực của Thạch Trường Hành mạnh hơn Thất Trụ Thiên, vì sao đạo tổ của Thất Trụ Thiên thế giới không phải là Thạch Trường Hành, mà là Thất Trụ Thiên? Một nhân vật như vậy đến An Lạc Thiên Thành, hộ vệ An Lạc Thiên Thành lại ngăn cản, đừng nói là phá hủy hộ trận, cho dù phá hủy An Lạc Thiên Thành trung ương thiên đình cũng chỉ có thể xây dựng lại một lần nữa, chứ không phải đi tìm người ta mà nói đạo lý. Thạch trường hành lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy người trước mắt, giọng điệu lạnh lẽo, con gái Uyển Dung đã mất đi tin tức ở trung ương thế giới. Hôm nay ta đến đây, chính là muốn tìm trung ương thiên đình để đòi người. Nếu như con gái ta xảy ta chuyện gì, đừng trách hành động của ta có chút nặng. Đại sa tiền nghe thấy vậy, trong lòng trầm xuống, con gái thạch trường hành mất tích ở trung ương thế giới. Đây không phải là chuyện nhỏ, loại chuyện này một khi không có kết quả, chọc giận loại cường giả như Thạch Trường Hành này, Trung ương Thiên Đình cũng có khả năng sẽ bị diệt. Thạch Trường Hành muốn tiêu diệt Trung ương Thiên Đình, đạo tổ của Trung ương Thế Giới chưa chắc sẽ đứng ra. Đối với đạo tổ của Trung ương Thế Giới mà nói, chỉ cần có Thiên Đình là được. Bây giờ Thiên Đình bị tiêu diệt, vậy thì sẽ có Trung ương Thiên Đình thứ hai xuất hiện. Chỉ cần Trung ương Thế Giới vẫn còn, đối với đạo tổ mà nói không có vấn đề gì cả. Trường hành đạo tôn bất giận, chỉ cần uyển dung tiên tử đến trung ương thế giới ta, Trung ương Thiên Đình ta nhất định có thể tìm được tin tức của Uyển Dung Tiên Tử, xin đạo tổ yên tâm. Đại Sa Tiển chỉ có thể nói như vậy. Thạch Trường Hành gật đầu, lúc đang định nói chuyện, đột nhiên biến sắc, thân hình lập tức lóe lên, trực tiếp bước ra ngoài, chỉ một khắc sau đã biến mất tâm. Thạch Trường Hành biến mất, sắc mặt một nữ tử trong đám người lại tái nhợt, nàng biết rất rõ Thạch Uyển Dung đang ở đâu, không chỉ như vậy, nàng còn biết Thạch Uyển Dung đã chạy trốn khỏi Đại Băng Bàn Cung. Nếu như Thạch Uyển Dung vẫn còn ở Đại Băng Bàn Cung cho dù thạch trường hành và đạo tổ cùng nhau điều tra tuyệt đối cũng không thể nào tra ra được đại băng bàn cung nhưng mà thạch uyển dung chạy trốn cái này đối với đại băng bàn cung mà nói chính là ác mộng con đường sống duy nhất của đại băng bàn cung chính là trước khi thạch trường hành tìm được thạch uyển dung phải tìm được thạch uyển dung sau đó xử lý thạch uyển dung bố ra ta có thể di chuyển trong hỗn độn không gặp chút chắc trở nào nếu như không phải bị đại băng bàn cung nhốt lại ta tìm được một chỗ hỗn độn nói không chừng đã sớm bước vào diễn giới thánh thú rồi bên ngoài khu vực hỗn độn của thánh kiếm cung thái xuyên khoe thành tích của mình lam tiểu bố gật đầu ta biết đợi lát nữa sau khi ngươi tiến vào trong hỗn độn trực tiếp vận chuyển công pháp đại đạo của ngươi sau đó ta sẽ kiểm tra tình hình trên người ngươi thế nhưng sao bố ra có thể tiến vào khu vực hỗn độn được hỗn độn chỗ này khác với thái khư phần hỗn độn nơi này có thể niết hóa mọi đại đạo và thân thể đó ngươi không cần lo lắng cho ta ngươi tiến vào hỗn độn cứ làm theo lời ta nói là được lam tiểu bố xua tay nói vậy bố ra cẩn thận ta vào trong hỗn độn trước sau khi thái xuyên nói xong lập tức bước vào trong hỗn độn chỉ một khắc sau thái xuyên đã biến mất khỏi phạm vi thần niệm của lam tiểu bố cũng may lam tiểu bố đã sớm chuẩn bị vũ trụ duy mô vẫn luôn khóa chặt thái xuyên không chỉ như vậy vũ trụ duy mô còn đang tiếp tục tạo dựng mô hình kết cấu của thái xuyên giờ phút này thái xuyên đang vận chuyển công pháp đại đạo ở trong hỗn độn, mọi thứ đều trở nên vô cùng rõ ràng. Theo công pháp đại đạo mà Thái Xuyên vận chuyển, toàn bộ thân thể, bao gồm cả đạo tắc đại đạo, máu thịt, hơi thở và nguyên thần đều lưu chuyển trôi chảy ở trong hỗn độn, nhưng hết lần này đến lần khác lại có chút gì đó không đúng. Thậm chí Lam Tiểu Bố không cần phân tích, đã biết cái này nhất định chính là ấn ký đạo niệm mà Quan Sung để lại. Cái ấn ký đạo niệm này đã dung nhập vào bên trong đạo cơ của Thái Xuyên, thủ đoạn còn rất lợi hại, nhưng mà quan sung rõ ràng vẫn còn kém một chút, nếu như quá lợi hại, vậy thì cái ấn ký đạo niệm này cho dù có ở trong hỗn độn cũng theo lúc thái xuyên, hành công theo từng chu thiên, mà lưu chuyển theo đạo vận, thế thì đến mô hình kết cấu, mà vũ trụ duy mô tạo dựng ra cũng sẽ không tìm ra. Nhưng mà cho dù biết trên người thái xuyên có ấn ký đạo niệm, cũng không phải người nào cũng có thể bỏ đi được cái ấn ký này. Bởi vì muốn bỏ đi ấn ký đạo niệm này, vậy thì sẽ tổn thương đến đạo cơ của thái xuyên. Thái xuyên là hỗn độn độc giác thú, một khi đạo cơ bị tổn hại, muốn tìm được cách chữa trị đạo cơ, chỉ sợ sẽ vô cùng khó khăn. Bởi vì cái này nhất định cần phải có bảo vật cấp bậc hỗn độn, trong hỗn độn mọi thứ đều bị nhiết hóa, bảo vật cùng sinh ra với hỗn độn mà không bị nhiết hóa, cái đó mạnh đến mức nào. Cũng may làm tiểu bố không sợ, từ khi tu luyện đại thiết các thuật đến nay, làm tiểu bố rất ít khi dùng đại thiết các thuật đối phó với kẻ thù, mà lại không ngừng dùng đại thiết các thuật chặt đứt các loại đạo tuyến đạo niệm, thậm chí là các loại đạo văn cấm chế. Thật sự là vì dùng đại thiết cắt thuật để cắt chém những thứ này rất thuận tiện. Đạo vận khóa chặt ấn ký đạo niệm trên người Thái Xuyên lại, thi triển đại thiết cắt thuật là có thể dễ dàng cắt bỏ ấn ký đạo niệm trên người Thái Xuyên ra. Lần này Lam Tiểu Bố không giữ lại ấn ký đạo niệm ở trong thế giới của mình, thậm chí cũng không để ở trong vũ trụ duy mô, mà bỏ cái ấn ký đạo niệm này vào trong hỗn độn. Thực lực của hắn còn quá thấp, giữ lại ấn ký đạo niệm của một cường giả bước đại đạo thứ bảy, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Bây giờ hắn có thể gỡ xuống, đó là vì đối phương hoàn toàn không để ý đến đạo ấn ký này, thậm chí sau khi hạ thì đã quên mất, một khi nhớ lại, nói không chừng sẽ đi tìm đến hắn. Cái ấn ký đạo niệm này hắn nhớ kỹ, chỉ cần gặp được người thi triển cái ấn ký đạo niệm này, hắn chắc chắn có thể nhận ra. Bây giờ hắn không phải là đối thủ của quan sung, tương lai nhất định sẽ tìm đến đó. Nhưng mà quan dục tuyết, hắn có thể tìm đến trước. Bố ra, ta đột nhiên cảm thấy cả người mình nhẹ nhõm, thậm chí có thể đột phá lên diễn giới thánh thú cảnh sau khi ấn ký đạo niệm trên người được lam tiểu bố gỡ bỏ giọng điệu của thái xuyên trở nên vui mừng nói chuyện tu luyện đợi lát nữa rồi nói đi cứu tề mạn vi trước đã lam tiểu bố thuận miệng nói bọn hắn tiến vào hỗn độn cũng không lâu nhưng mà chỉ cần đi vào trong hỗn độn thì sẽ không còn phương vị nữa cho nên muốn ra ngoài từ đường cũ là chuyện không thể nào trong hỗn độn mọi thứ đều không tồn tại bao gồm cả thời không và quy tắc cho dù thánh kiếm cung ở gần hỗn độn nhưng đã bị quy tắc ngoại giới dung nhập, cho nên hỗn độn cũng không thuần túy, có lẫn vào một chút pháp tắc vỡ nát và các loại đạo tắc vụn vặt. Cho dù là như vậy, cũng không phải là ai cũng có thể đi vào, chứ đừng nói là tìm kiếm phương vị. Bố ra, trong hỗn độn này ta lành nghề lắm, ta dẫn ngươi ra ngoài. Thái Xuyên lập tức kêu lên. Lam Tiểu Bố cười ha ha, không cần đi theo đường cũ mà ra ngoài, hỗn độn mặc dù không có thời không, nhưng vùng hỗn độn này có đạo tắc vỡ nát dung nhập, có dấu vết mà tìm theo. Chúng ta xâm nhập vào trong hỗn độn, nếu như có thể từ đằng sau Thánh kiếm cung mà vào trong Thánh kiếm cung, vậy thì càng tốt. Nếu như thật sự không thể ra khỏi vùng hỗn độn này, chúng ta lại nghĩ cách khác sau. Nếu như ở trong khu vực hỗn độn Minh Mông, Lam tiểu bố tuyệt đối không dám làm như vậy. Dù sao thì Thái Xuyên cũng là hỗn độn độc giác thú, sau khi bọn hắn tiến vào hỗn độn, có thể vĩnh viễn không bao giờ thoát được. Nhưng nơi này không phải là bên trong khu vực hỗn độn Minh Mông, mà là một khu vực hỗn độn rất nhỏ bị Thánh kiếm cung khoanh vùng lại, giống như trung tâm ở Thái Khư phần lúc trước vùng hỗn độn này cũng không lớn lắm sau khi bỏ đi ấn ký đạo niệm đầu thái xuyên cũng trở nên sáng lên trên đường đi giống như được thần trợ giúp chỉ qua nửa tháng đã dẫn theo lam tiểu bố ra khỏi hỗn độn ngăn trước mặt một người một thú chính là từng đạo trận văn cấm chế không chỉ như vậy những trận văn cấm chế này còn cần những món pháp bảo đỉnh cấp làm trận cơ bố ra nơi này chắc hẳn là hộ trận của thánh kiếm cung nhỉ thái xuyên cho dù kém hiểu biết cũng nhận ra được nơi này nhất định là biên giới hộ trận của thánh kiếm cung lam tiểu bố cảm thán nói cái thánh kiếm cung này quả thật là giàu có vậy mà dùng nhiều bảo vật tiên thiên như vậy làm trận cơ trừ cái này ra toàn bộ chỗ này đều dùng vật liệu hỗn độn mà khắc họa trận văn cho dù không cần dùng vật liệu hỗn độn để khắc họa trận văn sớm muộn gì cũng sẽ bị hỗn độn nhất hóa hết nhưng mà dùng vật liệu hỗn độn có thể thấy được thánh kiếm cung rất giàu có chúng ta cẩn thận mà đi từ nơi này tiến vào thánh kiếm cung chắc hẳn sẽ không bị phát hiện ra thái xuyên kích động nói Lam Tiểu Bố lắc đầu, không có khả năng đi vào như vậy được. Nếu cứ như vậy mà đi vào, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Ngươi tiến vào trường sinh giới trước đi, chuyện cứu người ngươi giúp đến đây là được rồi. Chuyện tiếp theo cứ để ta làm. Bố ra, ta cũng có thể giúp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thái Xuyên còn chưa nói xong đã bị Lam Tiểu Bố ngắt lời. Chút thực lực đó của ngươi có thể làm được gì? Muốn giúp ta? Vậy thì chờ chuyện lần này xong, nhanh chóng nắm chặt thời gian mà tu luyện, tăng thực lực lên đi thái xuyên cụp mắt cúi đầu rồi nói vậy bố ra ngươi phải cẩn thận một chút không cần kinh động đến người của thánh kiếm cung khi ra ngoài chúng ta cũng từ khu vực hỗn độn mà rời khỏi lặng yên không một tiếng động lam tiểu bố cười lạnh lặng yên không một tiếng động thánh kiếm cung đừng có nằm mơ tiến về đại băng bàn cung lặng yên không một tiếng động thậm chí còn không dám để trường viên để lộ tin tức đã cứu được thái xuyên đó là bởi vì hắn muốn cứu tề mạn vi chờ cứu được tề mạn vi rồi hắn dựa vào gì mà còn phải lén lút nữa đại vũ trụ vô cùng mênh mông, dù gì thì Lam Tiểu Bố hắn cũng là một bước đại đạo thứ tư, cũng xem như là cường giả một phương. Có bản lĩnh đuổi giết hắn đi, năm đó hắn ở vĩnh sinh tri địa không sợ truy sát, chứ đừng nói đến đại vũ trụ không có chút biên giới nào thế này. Cho nên Lam Tiểu Bố đã sớm quyết định, sau khi cứu được tề mạn vi, hắn muốn tiêu diệt thánh kiếm cung. Diệt đi thánh kiếm cung không chỉ riêng vì chuyện hắn là bước đại đạo thứ tư, mà càng là vì bây giờ hắn có thể bố trí kết giới. Có thể bố trí kết giới, vậy thì có nghĩa có thể cắm được vô số đạo tắc thần thông trong thánh kiếm cung đạo tắc thần thông để hủy diệt thánh kiếm cung hắn có rất nhiều đại hủy diệt thuật không biết đã bao lâu rồi không dùng đó là bởi vì tính sát thương của đại hủy diệt thuật quá lớn sau khi dùng sẽ tổn hại đến thiên địa nhưng ở nơi này hắn sẽ không e ngại đại hủy diệt thuật đại vẫn mệnh thuật đại thiết cát thuật đạo tắc của những thần thông này hắn sẽ thông qua kết giới mà bố trí hết trong thánh kiếm cung thánh kiếm cung tự mình đi tìm đường chết lại dám hành lập tông môn ở biên giới hỗn độn vậy thì đừng trách hắn không khách sáo đợi lát nữa khi đại hủy diệt thuật tự bạo hắn không cuốn khí hỗn độn đến đây thì xem như hắn thua hỗn độn không chỉ có thể khiến mọi thứ nhất hóa mà còn có thể trợ giúp kết giới tự bạo của hắn khí hỗn độn có pha tạp thì vẫn là khí hỗn độn khi thánh kiếm cung hưởng thụ chỗ tốt của khí hỗn độn thì cũng phải nhận lấy hậu quả mà khí hỗn độn mang đến chuyện đầu tiên lam tiểu bố làm chính là bố trí bình tế đại trận khóa giám sát trận của thánh kiếm cung lại sau đó bắt đầu bố trí các loại kết giới những kết giới này đều là những kết giới mang tính phá hủy bao gồm kết giới đại hủy diệt thuật đại thiết cát thuật đại vẫn mệnh thuật thậm chí là kết giới chớ chú thuật tất cả đạo tắc thần thông đều được lam tiểu bố đưa vào trong kết giới chờ lam tiểu bố dẫn động khí hỗn độn tự bạo sẽ càn quét cả thánh kiếm cung quả thật sẽ có một vài người vô tội sẽ bị hắn giết chết nhưng mà lam tiểu bố đã không còn là thanh niên ngây thờ khi vừa mới rời khỏi địa cầu lúc trước nữa hắn biết rõ ở nơi này thực lực mà còn chưa đạt đến trình độ nhất định chính là tự buộc một sợi dây bó tay bó chân mình có thể chịu chết bất cứ lúc nào quyết định ra tay vậy thì phải làm thật hung ác hơn nữa lam tiểu bố cũng không cho rằng người thánh kiếm cung có bao nhiêu người thật sự vô tội thật sự có vậy thì chỉ có thể xem là người đó không may thôi hắn muốn khiến cho tất cả mọi người biết giết lung tung vô tội thì cũng sẽ có kết cục bị người khác giết lung tung vô tội hắn muốn cảnh cáo quan sung ngươi cứ đợi đó cho ta sau thánh kiếm cung chính là chân diễn thánh đạo ngươi để tiến vào thánh kiếm cung, Lam Tiểu Bố chỉ dùng chưa đến một tháng, nhưng đã bố trí đủ loại kết giới thần thông bên ngoài thánh kiếm cung, kết giới dẫn khí hỗn độn, kết giới trói buộc, kết giới sát lục, hao tốn của Lam Tiểu Bố mất gần 3 tháng. Trong 3 tháng này, Lam Tiểu Bố không tiếc bất cứ vật liệu đỉnh cấp nào, thậm chí không keo kiệt các loại pháp bảo đỉnh cấp. Không chỉ như vậy, hắn còn để lại ấn ký của mình lên tất cả các loại pháp bảo ở biên giới hỗn độn mà thánh kiếm cung bố trí ra. Cũng may nơi này là biên giới hỗn độn, Thánh kiếm cung cũng sẽ không luôn luôn chú ý đến tình hình ở đây. Sau 3 tháng, Lam Tiểu Bố dễ dàng tiến vào trong Thánh kiếm cung hắn, cũng không lo lắng không tìm được Tề Mạn Vi, chỉ cần Tề Mạn Vi còn sống, hắn nhất định có thể tìm được Tề Mạn Vi đang ở đâu. Đại đạo của Tề Mạn Vi có rất nhiều thứ là do hắn dạy, đặc biệt là đạo tắc không gian. Đạo tắc không gian của Tề Mạn Vi có ẩn chứa một tia hơi thở đại đạo không gian trường sinh. Đối với Lam Tiểu Bố mà nói, bây giờ Thánh kiếm cung chẳng khác gì sân sau của mình hắn có thể tùy ý di chuyển hoặc là vì đại hội vĩnh sinh sắp diễn ra, người của thánh kiếm cung cũng không nhiều. Lam tiểu bố dịch hình thành một đạo đạo tắc không gian bình thường, ở trong thánh kiếm cung tùy ý tìm kiếm. Cho dù không tìm được hơi thở của Tề Mạn Vi, nhưng mà hắn cũng không vội. Cho dù Tề Mạn Vi đang ở thánh kiếm cung, nhưng nhất định cũng bị khóa trong tầng tầng lớp lớp cấm chế. Chỉ cần hắn cách Tề Mạn Vi đủ gần, phát hiện ra chỉ là chuyện sớm hay muộn. Thánh kiếm cung là một đạo môn cấp 1, đương nhiên là vô cùng to lớn. Nhưng mà Lam Tiểu Bố ở Thánh Kiếm cung tìm kiếm Tề Mạn Vi, bản thân cũng không ngừng bố trí các loại trận văn hư không. Đến ngày thứ 11, Lam Tiểu Bố cảm nhận được một tia đạo vận yếu ớt của Tề Mạn Vi. Lam Tiểu Bố lập tức dừng bố trí trận, văn nhanh chóng lần theo tia đạo vận này mà tiến đến. Nửa ngày sau, Lam Tiểu Bố đứng ở bên ngoài một gốc cổ thụ khổng lồ, bên trong cây cổ thụ này lớn như thế nào Lam Tiểu Bố không biết rõ, nhưng chu vi bên ngoài thì ít nhất phải vạn mét. Cổ thụ xanh um tươi tốt, xung quanh lưu chuyển đạo tắc kiếm đạo rõ ràng và sinh cơ nồng đậm bên trên lá cây của cổ thụ có hình kiếm mà hơi thở của tề mạn vi từ bên trong cổ thụ này thẩm thấu ra ngoài cho dù giờ phút này lam tiểu bố đang ở trạng thái đạo tắc nhưng hắn có thể cảm nhận được rõ ràng cây cổ thụ này có linh trí nếu như cưỡng ép phá nát cổ thụ vào trong vậy thì sẽ kinh động đến cái cổ thụ này lam tiểu bố lại bắt đầu tạo dựng mô hình kết cấu của cổ thụ chỉ qua nửa nén hương lam tiểu bố đã hiểu rõ hộ trận bên ngoài của cổ thụ cổ thụ này tự có cấm chế không chỉ như vậy có người còn bố trí trận văn phát động ẩn chỉ cần tới gần nhất định sẽ bị phát hiện mặc dù cổ thụ có linh trí nhưng chỉ là có linh trí mà thôi còn chưa thể nào phân biệt được đạo tắc không gian do lam tiểu bố dịch hình thành hơn nữa cảnh giới cây cổ thụ này cũng không cao thậm chí mới miễn cường đạt đến cấp độ đại đạo thánh thụ xem như là nhất chuyển thánh thụ lam tiểu bố nhẹ nhàng xuyên qua cấm chế xuất hiện ở bên trong cổ thụ vừa tiến vào cổ thụ lam tiểu bố đã nhìn thấy một cái rừng ngọc bên trên giường ngọc là một nữ tử có dung mạo xinh đẹp đang nằm nữ tử này mặc quần áo vàng nhạt nhắm mắt nằm bên trên giường ngọc giống như đang ngủ thiếp đi lông mi dài cao lại giống như đang gặp phải chuyện gì khó khăn khiến người thấy mà thương tiếc khiến lam tiểu bố kinh ngạc chính là người này lại không phải là tề mạn vi cho dù dung mạo của nữ nhân này miễn cưỡng có thể so sánh với tề mạn vi nhưng mà quả thật không phải là tề mạn vi tề mạn vi là nữ tử đẹp nhất mà lam tiểu bố từng gặp có thể thấy được nữ tử váy vàng trước mắt này xinh đẹp như thế nào không đúng vừa rồi hắn cảm nhận được đạo vận của tề mạn vi nên mới tiến vào đây sao nữ nhân này không phải là tề mạn vi nếu như vậy thì đạo vận của tề mạn vi từ đâu mà ra lam tiểu bố muốn tiếp tục tìm kiếm trên không trung đột nhiên xuất hiện từng đợt giao động một nam tử thanh niên mặc kim sam bước vào rất rõ ràng nam tử mặc kim sam này thông qua trận phủ không gian mà tiến vào đây nam tử mặc kim sam kia vừa tiến vào đã trực tiếp xé đi quần áo của nữ tử váy vàng kia một giọng nói non nót của bé gái vang lên thiếu cung chủ, đưa nữ tử này đến đại hội vĩnh sinh. Đi, ngươi không thể nào động đến nàng được. Cho dù Lam Tiểu Bố đang hóa thân thành đạo tắc, nhưng hắn vẫn hiểu được, đây là âm thanh của linh trí cổ thụ. Cổ thụ to lớn như vậy, thụ linh của nó lại là một bé gái. Nam tử mặc kim sam cười he he, ta biết, ta chỉ sẽ bỏ y phục của nàng cảm ngộ một chút hỗn độn đạo thể mà thôi, chuẩn bị để ta bước vào bước thứ tư, những cái khác ta không động đến. Giọng nói của thụ linh vang lên một lần nữa, thiếu cung chủ, hỗn độn đạo thể chỉ có thể cảm ngộ được một lần. Đã có đồ dự bị tốt hơn cho ngươi, tương lai giúp ngươi bước vào bước đại đạo thứ năm, bây giờ ngươi cảm ngộ hỗn độn đạo thể khác, đối với đại đạo của ngươi chỉ có hại. Theo giọng nói này, Lam Tiểu Bố cuối cùng cũng nắm bắt được, thụ linh đang ở biên giới một đạo trận văn, chắc hắn đang bảo vệ một căn phòng khác. Cho dù thần niệm không thẩm thấu vào, Lam Tiểu Bố cũng có thể khẳng định, người trong gian phòng kia mới là tề mạn vi. Lam Tiểu Bố biến thành đạo tắc không gian trong nháy mắt đã ngưng thực. Một khắc sau, Lam Tiểu Bố đã đứng ở trong phòng. Cùng lúc đó, lĩnh vực của hắn cũng khóa chặt vùng không gian này ngươi là người phương nào. Nam tử mặc kim sam chấn động nhìn Lam Tiểu Bố xuất hiện trước mặt mình, hoàn toàn không biết đang xảy ra chuyện gì. Cái kiếm cung thụ này là nơi an toàn nhất trong thánh kiếm cung, bởi vì bất cứ kẻ nào cũng không thể im hơi lặng tiếng, mà tiến vào trong kiếm cung thụ. Nhưng bây giờ hắn ta phát hiện, Đột nhiên có người tiến vào kiếm cung thụ, hơn nữa còn đang đứng trước mặt hắn ta. Thụ Linh lập tức muốn phát tin tức ra ngoài, chỉ là nàng phát hiện mình đã bị cầm cố lại, hoàn toàn không thể động đậy nổi. Lam Tiểu Bố bước qua, trực tiếp xé rách cấm chế thụ Linh bảo vệ động phủ kiếm cung thụ, cấm chế vừa bị xé nát, hắn đã nhìn thấy Tề Mạn Vi đang bị giam cầm. Khác với nữ tử váy vàng bên ngoài chính là Tề Mạn Vi không bị hôn mê, mà đang bị giam cầm trên một cây dây leo, trừng to mắt nhìn chằm chằm lối ra vào. Các ngươi dám động đến ta, ta lập tức tự vẫn, các ngươi vĩnh viễn đừng." Cấm chế vừa mở ra, Tề Mạn Vi đã nghiêm nghị quát lên. Chỉ là nàng vừa mới nói được một nửa đã khựng lại, cho dù người xuất hiện ở nơi này có tướng mạo vô cùng lạ lẫm, nhưng mà nàng vẫn có một cảm giác vô cùng quen thuộc. Không đúng, người trước mắt chính là Tiểu Bố. Tề Mạn Vi lập tức khẳng định, người trước mắt này chính là Lam Tiểu Bố, cho dù Lam Tiểu Bố tiến vào nơi này như thế nào, nàng cũng vô cùng kích động chỉ là không đợi nàng nói chuyện lam tiểu bố đã chủ động nói không nên hỏi ta là ai bây giờ ta cứu người ra ngoài người nhất định phải đồng ý nếu không bây giờ ta sẽ động đến ngươi hơn nữa cho dù ngươi không đồng ý ở lại nơi này thì kết cục cũng chẳng khá hơn vậy thì còn không bằng đi cùng với ta tề mạn vì dù sao cũng là bước đại đạo thứ tư những năm qua đã trải qua rất nhiều chuyện lam tiểu bố vừa nói nàng đã lập tức hiểu ra sau đó im lặng lam tiểu bố tới nơi này như thế nào nàng không biết nhưng nàng khẳng định, chờ sau khi Lam Tiểu Bố cứu nàng ra khỏi đây, nhất định có đại năng đến đây quay ngược thời không. Nếu như bây giờ nàng gọi Lam Tiểu Bố, tương lai Lam Tiểu Bố nhất định sẽ bị truy nã. Sở dĩ Lam Tiểu Bố nói như vậy, chính là vì lo lắng sẽ có cường giả khác quay ngược thời không. Tề Mạn Vi nhắm mắt lại, dường như chẳng muốn nói gì thêm nữa. Lam Tiểu Bố gật đầu nói, "Rất tốt." Nói xong hai chữ này, tay Lam Tiểu Bố cuốn lên một cái, toàn bộ cấm chế đang khóa Tề Mạn Vi dễ dàng bị chặt đứt. Cụ Linh ở bên cạnh nhìn thấy mà há to miệng. Đây là đạo tuyến đó, trừ cường giả đỉnh cấp ra, chỉ có người bố trí đạo tuyến mới có thể dễ dàng cứu người như vậy. Nhưng người trước mắt này dường như chỉ cần phất tay một cái, đạo tuyến đã bị cắt đứt. Lam Tiểu Bố đưa Tề Mạn Vi vào trong trường sinh giới, lúc này mới nhìn nam tử Mặc Kim Sam kia nói, "Thiếu cung chủ." Nam tử Mặc Kim Sam kia đã tỉnh táo lại, hắn ta cảm nhận được hơi thở tử vong đang khóa chặt lấy mình, cho nên không dám làm loạn, mà ôm quyền với Lam Tiểu Bố vị đạo hữu không biết thánh kiếm cung ta đắc tội với đạo hữu thế nào khiến đạo hữu đến đây hỏi tội giọng nói vô cùng bình thản không hề bởi vì lam tiểu bố dùng sát y khóa hắn lại mà tức giận có lẽ hắn ta biết bây giờ mạng nhỏ của hắn ta đang ở trong tay lam tiểu bố ánh mắt lam tiểu bố nhìn lướt qua nữ tử váy vàng đang nằm ngủ trên rừng ngọc từ tốn nói hỗn độn đạo thể người ta một thế giới cũng không thể tìm được một người thánh kiếm cung người cũng không tệ đâu vậy mà bắt được hai hỗn độn đạo thể ta xuất hiện ở đây, ngươi chắc hẳn phải biết vì sao mà ta lại đến chứ? Tiền bối, thực lực của ngươi hơn xa ta, chắc hẳn phải biết hỗn độn đạo thể không phải là do thánh kiếm cung ta bắt đến. Nam tử mặc kim sam còn định nói gì đó, lam tiểu bố đã xua tay ngăn lại. Bây giờ ngươi trả lời ta mấy vấn đề, những chuyện khác đợi lát nữa rồi nói. Hai nữ tử hỗn độn đạo thể này, các ngươi bắt được từ chỗ nào? Tiền bối, thật sự không phải do chúng ta bắt. Phốc, một đạo huyết quang nổ tung hai chân của nam tử mặc kim sam này đã bị lam tiểu bố đánh thành cạn máu lửa giận trong lòng nam tử mặc kim sam này đã sắp bùng nổ cho dù lam tiểu bố chưa nói điều kiện nhưng hắn ta cũng nhất định phải nhanh chóng trả lời câu hỏi của lam tiểu bố nếu không thì hai tay của hắn ta cũng sẽ biến mất người là do thánh kiếm cung ta giao dịch với chân diễn thánh đạo mà có được vì hỗn độn đạo thể thánh kiếm cung ta đã bỏ ra cái giá cực lớn nam tử mặc kim sam còn chưa dứt lời đã hoảng sợ cảm nhận được hơi thở chết chóc bao trùm đến hắn ta lớn tiếng nói ta đã trả lời câu hỏi của ngươi rồi mà thế nhưng hắn ta không thể phát ra âm thanh nào nữa chỉ cảm thấy tử vong bao chặt lấy sinh cơ của hắn ta một khắc sau thậm chí hắn ta còn nhìn thấy thân thể của mình nổ tung ý thức nguyên thần cũng dần trở nên mơ hồ cuối cùng hắn ta còn nghe được một câu như có như không giá trị lợi dụng của ngươi không lớn ta chỉ là một thụ linh thụ linh nhìn thấy lam tiểu bố dễ dàng giết chết thiếu công chủ không hề có chút kiêng kỵ nào Bây giờ lại nhìn về phía mình, nàng cũng lập tức trở nên căng thẳng. Lam tiểu bố lạnh lùng nói, thụ linh thì ghê gớm lắm sao? Thụ linh rất muốn nói, thụ linh như nàng thật sự rất hiếm có, nhưng mà nàng không dám nói. Khiến nàng thở pháo chính là sau khi Lam tiểu bố, cuốn nữ tử váy vàng ở bên ngoài đi, cũng không giết mình, mà đột nhiên biến mất. Thụ linh nhanh chóng tìm cách thoát khỏi cấm chế đang trói buộc nàng, nàng nhất định phải nhanh chóng nói chuyện này cho thánh kiếm cung biết để cường giả thánh kiếm cung truy sát tên cuồng đồ vừa giết thiếu cung chủ kia tên này không chỉ đơn giản là giết thiếu cung chủ mà đối phương còn lấy hỗn độn đạo thể đi một khi thánh kiếm cung không giao ra được hỗn độn đạo thể cho đại hội vĩnh sinh vậy thì thánh kiếm cung sẽ xong đời truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé chuyện đầu tiên sau khi làm tiểu bố xông ra khỏi thánh kiếm cung chính là kích phát đại trận cuốn sạch khí hỗn độn hộ trận của Thánh Kiếm Cung đã sớm bị Lam Tiểu Bố. Động tay động chân, sau khi Lam Tiểu Bố kích phát đại trận, hộ trận của Thánh Kiếm Cung lập tức sụp đổ. Vô cùng vô tận khí hỗn độn theo đạo tắc kết giới mà Lam Tiểu Bố đã bố trí, điên cuồng tràn vào trong Thánh Kiếm Cung. Có người động đến Kiếm Cung Thụ. Một tiếng báo động thê thảm vang vọng khắp Thánh Kiếm Cung. Kiếm Cung Thụ không chỉ là một cái cây, mà còn là nơi đặt hỗn độn đạo thể, nếu như Kiếm Cung Thụ bị động đến. Vậy thì Thánh Kiếm Cung làm sao mà bàn giao với Đại hội Vĩnh Sinh? hầu như sau khi tiếng cảnh báo này vang lên tất cả mọi đệ tử còn đang ở trong thánh kiếm cung đều lao ra dám động đến kiếm cung thụ của thánh kiếm cung thật quá sức tưởng tượng nhưng một khắc sau một giọng nói càng thêm hoảng sợ vang lên khí hỗn độn chảy ngược vào trong thánh kiếm cung khí hỗn độn chảy ngược vào trong thánh kiếm cung vậy thì rõ ràng hộ trận đã xảy ra vấn đề một vài tu sĩ cấp thấp nhanh chóng bỏ chạy khí hỗn độn là thứ tốt nhưng mà bị khí hỗn độn bao trùm vậy thì không phải là chuyện tốt lành gì hơn nữa khí hỗn độn này còn không phải là khí hỗn độn thuần túy mà khí hỗn độn ẩn chứa các loại đạo tắc pha tạp một khi bị khí hỗn độn niết hóa đại đạo vậy thì chỉ có một con đường chết đừng nói là tu sĩ có tu vi thấp một vài tu sĩ có tu vi cường đại cũng không dám tiếp tục tiến về kiếm cung thụ nữa bị khí hỗn độn bao trùm không phải chuyện gì tốt kiếm cung thụ có quý giá đến đâu cũng chỉ là một cái cây mà thôi mạng nhỏ là của mình vào giờ phút này một tiếng nổ kinh hoàng vang lên sau đó lập tức có vô cùng vô tận đạo tắc thần thông nổ tung sau đó toàn bộ Thánh Kiếm Cung bị tàn phá vô cùng mù mịt, từng tia hơi thở tử vong bao trùm xuống, toàn bộ quy tắc thiên địa trong Thánh Kiếm Cung trở nên vô cùng hỗn loạn. Mấy tên trưởng lão vô cùng kinh ngạc, khi từng đạo đạo tắc đại đạo hủy diệt đánh tới, sau đó biến từng ngọn núi thành bột mịn, một tên trưởng lão kinh hoàng kêu lên, "Đạo tắc đại hủy diệt thuật!" Nhưng mà cái này cũng chỉ mới là bắt đầu thôi, bên trong đạo tắc đại hủy diệt thuật này, từng đạo đạo tắc thiết cắt dường như muốn xé rách cả trung ương thế giới tràn ra, chỉ trong khoảng thời gian ngắn Toàn bộ Thánh Kiếm Cung đã bị cắt chém thành từng mảnh nhỏ. Không cẩn thận bị loại đạo tắc cắt chém này chạm đến, thân thể sẽ lập tức bị tách rời, thậm chí là sụp đổ. Nhanh chóng rời khỏi nơi này. Có người bố trí đạo tắc thần thông đại hủy diệt thuật và đại thiết cắt thuật. Ở nơi này, đây là muốn diệt Thánh Kiếm Cung chúng ta. Một tên cường giả bước đại đạo thứ năm gào lên, điên cuồng xông ra bên ngoài. Mặc dù hắn ta có thể ngăn cản đạo tắc thần thông đại thiết cắt thuật và đại hủy diệt thuật nhưng không thể ngăn cản đạo tắc thần thông này tàn phá bừa bãi trong thánh kiếm cung. Huống chi, những thần thông khai thiên này còn lấy khí hỗn độn làm nguyên lực để bộc phát ra, làm thế nào mà ngăn cản được. Không đúng, còn có đại vẫn mệnh thuật, đạo tắc chớ chú. Tên cường giả bước đại đạo thứ năm này còn chưa xông ra khỏi thánh kiếm cung, đã cảm nhận được càng nhiều thần thông khai thiên đáng sợ hơn. Lúc này, tim của hắn ta đã chìm xuống tận đáy cốc, đây tuyệt đối là muốn hủy đi toàn bộ thánh kiếm cung mà, nếu không, thì làm sao có thể bố trí ra nhiều đạo tắc thần thông khai thiên đáng sợ như vậy? Hơn nữa, có thể bố trí ra nhiều đạo tắc thần thông khai thiên đáng sợ như vậy, tuyệt đối không phải chỉ một người, nhất định là do đạo môn khác ra tay. Cho dù tên tu sĩ bước đại đạo thứ năm này không nói như vậy, đông đảo tu sĩ cũng đã cảm nhận được uy lực khi kết giới thần thông khai thiên bùng nổ. Mọi người đều điên cuồng xông ra ngoài, còn về hỗn độn đạo thể ở trong kiếm cung thụ, ha ha, lúc này ai còn quản đến chuyện đó chứ? lam tiểu bố nắm chặt trường sinh kích đứng ở trong hư không bên ngoài thánh kiếm cung hắn ở lại nơi này chính là chuẩn bị đánh lén cường giả bước thứ sáu của thánh kiếm cung nhưng đến bây giờ hắn vẫn chưa nhìn thấy cường giả bước thứ sáu nào lao ra khi lam tiểu bố đang khó hiểu một tu sĩ áo bào nâu vọt đến khí thế đại đạo lưu chuyển quanh người tuyệt đối không phải bước thứ tư nhưng mà lam tiểu bố cũng có thể cảm nhận được chắc hẳn đối phương cũng chưa đạt được đến bước đại đạo thứ sáu hôm nay hắn ở lại nơi này chính là muốn chém tận giết tuyệt sao có thể để người ta chạy trốn không đợi nam tử này xé mở kết giới mà hắn bố trí ra trường sinh kích của lam tiểu bố đã đánh xuống nhất tức nhất luân hồi nhất kích độ tam sinh đối mặt với loại cường giả này lam tiểu bố hoàn toàn không có bất cứ ý định nương tay nào ra tay đã dùng đạo văn luân hồi đạo tắc lục đạo chỉ nháy mắt đã hình thành một thông đạo đạo tắc nhập luân và thông đạo đạo tắc kiến luân đạo tắc luân hồi khóa chặt tu sĩ si áo nâu này tu sĩ si áo nâu rõ ràng cũng không phải tầm thường hắn ta liếc mắt một cái đã nhìn ra được thần thông của lam tiểu bố là thần thông luân hồi một khi hắn ta vượt qua được thông đạo nhập luân cho dù hắn ta có thể nghiền ép được lam tiểu bố cũng không thể nào thi triển thực lực của mình ra tuyệt đối không thể tiến vào thông đạo luân hồi của lam tiểu bố không thể tiến vào vậy thì chỉ có thể lùi về sau người bình thường khi bị đạo tắc luân hồi khóa lại thì sẽ không thể nào lui về sau được nhưng tên tu sĩ này vẫn có thể lui ra khỏi đạo tắc luân hồi lam tiểu bố biết rõ tên cường giả bước đại đạo thứ năm này sau khi lui lại nhất định sẽ lại lao ra một lần nữa. Cho nên hắn ta hoàn toàn không dừng lại, đạo vận quanh thân lưu chuyển, trực tiếp thi triển đại hủy diệt thuật. Bố trí kết giới đại hủy diệt thuật mặc dù rất mạnh, nhưng dù sao cũng là thông qua trận văn mà kích phát đạo tắc, muốn xử lý thánh kiếm cung chỉ sợ vẫn chưa được. Lam tiểu bố không muốn để lại hậu hoạn, dứt khoát tự mình sắn tay áo lên, lập tức thi triển đại hủy diệt thuật. Dầm dầm, từng đạo đạo tắc hủy thiên diệt địa được Lam tiểu bố cuốn ra, toàn bộ không gian trong thánh kiếm cung đều bị loại đạo tắc hủy diệt này tàn phá bừa bãi mấy trăm tu sĩ vừa mới xông ra đã bị thần thông hủy diệt của lam tiểu bố bao trùm sau khi khí hỗn độn kích nổ toàn bộ đạo tắc sát lục khai thiên những tu sĩ này lại lần nữa đối diện với đại hủy diệt thuật mà lam tiểu bố toàn lực thi triển hầu như không một ai may mắn thoát khỏi Đừng nói là tu sĩ thánh kiếm cung, cho dù chính bản thân Lam Tiểu Bố, cũng hoàn toàn kinh sợ hắn chưa từng nghĩ khi mình đến bước đại đạo thứ tư. Thi triển ra đại hủy diệt thuật lại đáng sợ như vậy, đây là vì hắn đã trói buộc đại hủy diệt thuật ở trong thánh kiếm cung. Nếu như hắn không chút kiêng kỵ mà mở rộng ra ngoài, cái này thậm chí còn có thể tiêu diệt cả nhất tinh thánh thành. Trước đạo tác hủy diệt khổng lồ này, toàn bộ thánh kiếm cung đều sụp đổ. Những đạo tác hủy diệt này kích phát khí hỗn độn, lại có thêm kết giới tự bạo. Giờ phút này, thánh kiếm cung giống như một thùng thuốc nổ bị nhen lửa, hoàn toàn mất đi khống chế. Đạo tác hủy diệt cuồng bạo giống như muốn cày nát toàn bộ thánh kiếm cung sau khi đạo tắc hủy diện qua đi chỉ còn lại một mảnh yên tĩnh mà thánh kiếm cung bao gồm cả cái kiếm cung thụ kia đã sớm hóa thành bột mịn lam tiểu bố khẳng định trong thánh kiếm cung lúc này không có cường giả bước đại đạo thứ sáu nhưng mà cường giả bước đại đạo thứ năm thì nhất định có còn về có bao nhiêu người thì hắn không rõ nhưng trước đại hủy diệt thuật cũng đã bị hắn xử lý rồi lam tiểu bố rất muốn bước xuống kiểm tra một chút hắn không xác định cường giả bước đại đạo thứ năm đã bị giết sạch hay chưa nhưng hắn luôn có cảm giác nguy hiểm, hắn biết rõ mình không thể xuống dưới kiểm tra. Cho dù còn sống được một hai người thì sao chứ? Lam Tiểu Bố kích phát một lá độn phù. Sau khi độn phù, cuốn Lam Tiểu Bố đến xa trăm vạn dặm, Lam Tiểu Bố bắt đầu điên cuồng thi triển độn thuật vô quy tắc hầu như. Ngay sau khi Lam Tiểu Bố vừa đi, một bóng người đã xuất hiện trên không thánh kiếm cung. Đây là một tên nam tử tóc đỏ có da thịt trắng nõn, đeo một thanh kiếm sau lưng, khi hắn ta nhìn thấy thánh kiếm cung biến thành bột mịn lập tức gào lên một tiếng hắn ta hoàn toàn không kiểm tra tình hình của thánh kiếm cung, mà phát mấy đạo phi kiếm, sau đó chính hắn ta thì nhanh chóng xông ra ngoài. Chỉ qua nửa nén hương, nam tử tóc đỏ đã dừng ngay chỗ Lam Tiểu Bố dùng độn phù chạy đi. Ở chỗ này, hắn ta đã mất đi dấu vết của Lam Tiểu Bố, hắn ta mới là bước đại đạo thứ sáu, vẫn chưa thể nào lần theo được độn thuật vô quy tắc của Lam Tiểu Bố. Mà giờ phút này, thánh kiếm cung không ngừng có người xuất hiện, trong khoảng thời gian ngắn, từng cường giả có khí thế cường hãn xuất hiện tại phế tích thánh kiếm cung. Chuyện gì xảy ra? Vừa nói chuyện chính là một nam tử vừa đến, hắn ta chính là hữu thánh thừa đại sa tiển của trung ương thế giới. Thánh kiếm cung bị diệt, loại chuyện này đối với trung ương thiên đình mà nói, cũng là chuyện lớn huống chi lần này ở đại hội vĩnh sinh, thánh kiếm cung còn gánh trách nhiệm cung cấp hỗn độn đạo thể. Cái này ai có thể gánh vác được? Không ai có thể trả lời đại sa tiển, tất cả mọi người đều vừa mới đến, khi đến đây, chỉ nhìn thấy thánh kiếm cung đã bị hủy diệt nhưng không có người nào nhìn thấy rốt cuộc là do ai hủy đi. Nơi này có đạo vận đại hủy diệt thuật, đạo vận đại thiết cắt thuật, đạo vận đại chớ chú thuật, còn có đạo vận đại vẫn mệnh thuật. Không đúng, còn có một ít đạo tắc luân hồi. Một giọng nói lanh lảnh truyền đến. Không cần nhìn người, chỉ cần nghe thấy giọng nói này, sẽ cảm thấy cả người không được tự nhiên. Một vài người sau khi nhìn thấy người nói chuyện, theo bản năng mà chuyển ánh mắt đi. Bởi vì người này không có mấy ai có thể chọc đến, ti chủ giám ti phong kiệt thiểm của Trung ương Thiên Đình. Phong Kiệt Thiểm vẫn luôn híp mắt, nhìn có vẻ vô cùng gầy yếu, nhưng trình độ tàn nhẫn của hắn ta, người người ở trung ương thế giới đều biết hắn ta có thể giết một người cả vạn năm, hơn nữa còn có thể khiến người luôn luôn tỉnh táo để cảm nhận đau đớn. Nếu như không phải chuyện đặc biệt, ai cũng không muốn liên hệ với loại người như Phong Kiệt Thiểm này. Nói như vậy, đây không phải là do một người làm, mà là một thế lực gây ra. Sắc mặt Đại Sa Tiển trầm xuống. Ở bất cứ một thế giới nào tại Đại Vũ Trụ, kiêng kỵ nhất chính là hai Đại Đạo Môn khai chiến nếu như nói chuyện còn nghiêm trọng hơn hai đại đạo môn khai chiến vậy thì đương nhiên chính là hai đại đạo môn khai chiến mà còn giấu thiên đình thiên đình quả thật chưa chắc đã là nơi có thực lực mạnh nhất ở một phương thế giới nhưng mặt nổi thì thiên đình chính là người giữ gìn trật tự nếu như đạo môn không đặt thiên đình vào mắt vậy thì ý nghĩa tồn tại của thiên đình ở đâu sở dĩ thiên đình tồn tại cũng không phải vì chính mình mà tồn tại mà là đạo tổ muốn nó tồn tại thực lực của thiên đình cũng không phải là mạnh nhất cũng không có đạo môn nào dám công khai lấn áp vậy thì ngày mai sẽ bị một bàn tay của đạo tổ xóa sổ bây giờ đại sa tiển biết được rất có thể là do một đạo môn khác xóa bỏ sắc mặt đương nhiên trở nên khó coi bởi vì hắn ta biết rõ tính nghiêm trọng của chuyện này có đạo môn dám khiêu khích đến tôn nghiêm của thiên đình nếu xử lý không tốt danh vọng của thiên đình sẽ giảm sút phong kiệt thiểm cười he he thánh thừa sai rồi trung ương thế giới còn chưa có đạo môn nào dám lớn lối như vậy khiêu khích uy nghiêm của một thiên đình trong mắt ta đây không phải là cách làm của một đạo môn nào đó mà là cách làm của một người có tu vi không cao lắm thực lực của hắn thậm chí còn không bằng thánh thừa hữu thánh thừa đại sa tiển và phong kiệt thiểm mặc dù cùng là quan viên thiên đình nhưng hắn ta cũng không thích phong kiệt thiểm nghe thấy lời phong kiệt thiểm nói hắn ta từ tốn nói ta không có thực lực lớn như vậy có thể diệt đi cả thánh kiếm cung phong kiệt thiểm không thèm để ý vẫn nói tiếp thực lực của người này không mạnh nhưng trận đạo lại không thể xem thường thậm chí còn có thể bố trí kết giới còn có thể lợi dụng kết giới thần thông mà kích phát thần thông đại đạo Phong ti chủ, người nói những đạo tắc thần thông khai thiên đáng sợ kia là, có người thông qua kết giới thần thông mà kích phát ra. Đại sa tiền cuối cùng cũng hiểu ý của Phong kiệt thiểm. Phong kiệt thiểm gật đầu, không sai, những đạo tắc thần thông một phần lớn đều thông qua kết giới thần thông mà kích phát ra, nhưng mà đại hủy diệt thuật trừ từ kết giới bạo phát ra, chính bản thân người kia cũng đã thi triển đại hủy diệt thuật. Từ uy lực đạo tắc đại hủy diệt thuật mà người này thi triển ra, người này rất có thể là một bước đại đạo thứ năm tuyệt đối không đến bước đại đạo thứ sáu nhưng người này có thể dẫn động khí hỗn độn vào trong thánh kiếm cung đồng thời dựa vào khí hỗn độn kích phát kết giới hủy diệt thánh kiếm cung cũng không phải hạng người bình thường mặc dù trong miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng phong kiệt thiểm lại có chút nôn nóng hắn ta vô cùng khát vọng có thể bắt được lam tiểu bố bởi vì cho dù bố trí kết giới thần thông cũng phải nắm trong tay loại thần thông này thì mới có thể làm được nếu như bắt được người này vậy hắn ta tuyệt đối nắm chắc mình có thể từ chỗ người này biết được đạo quyển đại hủy diệt thuật, đạo quyển đại thiết cắt thuật, đạo quyển đại vẫn mệnh thuật và đạo quyển đại chớ chú thuật. Không đúng, còn có luân hồi đạo quyển nghĩ có được nhiều đạo quyển khai thiên như vậy, Phong Kiệt Thiểm không nhịn được mà kích động đến run rẩy. Thực lực của hắn ta bị giới hạn, nếu không thì Phong Kiệt Thiểm hắn ta cần gì phải ở lại một cái thiên đình, làm ti chủ. Hơn nữa đối phương biết nhiều thần thông khai thiên như vậy, có thể tưởng tượng ra được, trên người đối phương có thứ càng quý giá hơn cả những đạo quyển khai thiên kia. Đây là kinh nghiệm của Phong Kiệt Thiểm, hắn ta chưa bao giờ phán đoán sai lầm. Lúc này nam tử tóc đỏ lại quay về Thánh Kiếm Cung một lần nữa, hắn ta nhìn thấy Phong Kiệt Thiểm và Đại Sa Tiễn thì nhanh chóng ôm quyền thi lễ, Tiền Ẩn của Thánh Kiếm Cung kính chào hữu thánh thừa, kính chào Phong Ti chủ. Tiền cung chủ, có phải Thánh Kiếm Cung người đã đắc tội với người nào rồi không? Đại Sa Tiễn đáp lễ rồi hỏi người trước mắt này chính là cung chủ Tiền Ẩn của Thánh Kiếm Cung. Cho dù khi Thánh Kiếm cũng xảy ra chuyện, Tiền Ẩn đang ở An Lạc Thiên Thành. Nhưng hắn ta vẫn có thể thông qua một lá định vị truyền tống phù, mà quay về Thánh kiếm cung đầu tiên. Không đợi Tiền Ẩn trả lời, Phong Kiệt Thiểm đã nói, đây không phải là vấn đề đắc tội với người khác, nếu như ta đoán không sai, lần này Thánh kiếm cung gặp nạn là vì hỗn độn đạo thể. Sắc mặt Tiền Ẩn âm trầm, hắn ta đương nhiên cũng hiểu rõ, Thánh kiếm cũng ngảy ra chuyện cũng là vì hỗn độn đạo thể. Nhưng hắn ta cũng không dám nói, Thánh kiếm cung có hai hỗn độn đạo thể. Tiền cung chủ vị hỗn độn đạo thể kia ở đâu, cho dù nơi này đã bị hủy diệt, nhưng ta tin rằng khi quay ngược thời không vân có một chút dấu vết để lại. Đại sa tiền cũng tỉnh táo lại. Tiền ẩn thở dài, nơi này bị nhiều thần thông khai thiên hủy diệt, đạo tắc thiên địa hỗn loạn vỡ nát, chỉ sợ thực lực của ngươi, và ta còn chưa thể nào quay ngược thời không ở nơi này được, chỉ có đạo tổ đến đây mới có thể quay ngược thời không. Đại sa tiền im lặng, hắn ta và tiền ẩn đều là bước đại đạo thứ sáu. Bước đại đạo thứ sáu quay ngược thời không ở nơi này quả thật có chút khó còn phong kiệt thiểm đây chẳng qua chỉ là bước đại đạo thứ năm, càng không có khả năng quay ngược thời không. thạch trường hành vừa đến an lạc thiên thành trước đó không lâu, là người có năng lực quay ngược thời không, nhưng mà thạch trường hành đã sớm đi rồi, ai biết đang ở nơi nào. chuyện được đọc bởi kênh halazy audio. đạo tổ không thể nào đến đây quay ngược thời không, chúng ta tìm cách khác thôi. đại sa tiển bất đắc dĩ nói. phong kiệt thiểm lại nói, lần đại hội vĩnh sinh này, ngược lại có mấy tên cường giả đại đạo đỉnh cấp đến an lạc thiên thành bây giờ có một vị đang ở An Lạc Thiên Thành. Hơn nữa vị này và Thánh Kiếm Cung cũng có chút quan hệ, không bằng mời vị cường giả này đến Thánh Kiếm Cung quay ngược thời không? Là ai? Có một tu sĩ đứng cạnh đó lập tức hỏi. Đại sa tiền nói, người phong ti chủ nói chắc hẳn là thành chủ, của đại diễn đạo chân diễn thánh đạo quan sung đạo hữu. Quan sung quả thật có chút quan hệ với thánh kiếm cung, bởi vì hỗn độn đạo thể của thánh kiếm cung, là do cháu gái quan dục tuyết của quan sung giao dịch với thánh kiếm cung, quan dục tuyết nhờ đó mà thu được lợi gì mọi người đều không biết, nhưng nhất định chính là trí bảo tuyệt thế. Tiền ẩn không dám nói chuyện, hắn ta không mời quan sung nổi. Phong kiệt thiểm gật đầu, chính là thánh chủ đại diễn đạo, quan sung đạo hữu. Nhưng mà muốn mời quan đạo hữu thì chúng ta đều không được, cần phải có thiên đế. Ra mặt hình ảnh mà bước đại đạo thứ bảy quay ngược thời không lại, mặc dù không thể rõ ràng như đạo tổ làm, nhưng có giá trị tham khảo cực lớn với chúng ta. Thiên đế khổ nhất xí, của trung ương thế giới cũng là một cường giả bước đại đạo thứ bảy, Tiền Uẩn rất muốn nói, vì sao không để khổ nhất xí tự mình đến. Nhưng hắn ta không dám hỏi. Để ta. Đại Sa Tiền phát ra một đạo phi kiếm truyền thư. Đám ngươi không phải chờ lâu, chỉ qua một canh giờ, một thân ảnh cao gầy đột ngột xuất hiện ngoài thánh kiếm cung. Tiền Uẩn kính chào quan thánh chủ. Nhìn thấy người đến, Tiền Uẩn nhanh chóng không người thi lễ. Chẳng những Tiền Uẩn, Phong Kiệt Thiểm và Đại Sa Tiền cũng nhanh chóng ân cần thăm hỏi. Cho dù ở trung ương thế giới. Phong Kiệt Thiểm và Đại Sa Tiển có địa vị không kém với Quan Sung, nhưng bàn về thực lực, bước thứ sáu và bước thứ bảy cách biệt rất lớn huống chi, Phong Kiệt Thiểm vẫn chỉ là bước đại đạo thứ năm. Thần sắc Quan Sung lạnh nhạt đáp lễ, sau đó nói, tiền cung chủ, người dẫn ta đi. Vâng, tiền uẩn nhanh chóng đi phía trước dẫn đường, rất nhanh đã xuất hiện bên cạnh kiếm cung thụ. Giờ phút này kiếm cung thụ chỉ còn lại một gốc cây đã sớm bị phá nát. Thật là lợi hại, đây là kiếm cung thụ của thánh kiếm cung nhỉ quan sung khen một tiếng hứng chịu nhiều đạo tắc khai thiên sát phạt như vậy kiếm cung thụ có thể còn lại một chút tiền uẩn đau đớn nói ra đây chính là kiếm cung thụ cây kiếm cung thụ này có lẽ là một gốc duy nhất ở trung ương thế giới lại bị hủy trong tay một kẻ tham lam quan sung không để ý đến biểu hiện đau đớn của tiền uẩn vung tay lên cuốn lấy từng đạo đạo tắc huyền ảo chỉ trong khoảng thời gian ngắn bên trong đạo tắc huyền ảo này đã xuất hiện mấy bóng dáng mơ hồ tiền uẩn siết chặt tay thành nắm đấm hắn ta nhìn thấy con mình bị giết đi ở trước mắt tuy hình ảnh mơ hồ, nhưng mà hắn ta cũng có thể nhận ra đó là con trai của mình. Đại sa tiền từ tốn nói, tiền cung chủ quả thật là có bản lĩnh, vậy mà tìm được hai hỗn độn đạo thể. Trong lòng tiền ẩn giật mình, trước đó hắn ta bị tình cảnh thánh kiếm cung bị hủy diệt mà giận dữ, bây giờ mới nhớ đến, thánh kiếm cung có đến hai hỗn độn đạo thể. Chỉ là hắn ta cũng không thể nào giải thích được, bất kỳ lời giải thích nào, ở trước mặt những người này đều vô dụng. Phong kiệt thiểm thở dài nói, trước đó ta vẫn cho rằng, người đến đưa hỗn độn đạo thể đi chính là người mà nữ tử hỗn độn đạo thể kia quen biết bây giờ xem ra là ta sai rồi đoạn đối thoại giữa lam tiểu bố và tề mạn vi chỉ cần không phải là ngốc thì có thể nghe ra được hai người này hoàn toàn không biết nhau lam tiểu bố đến đây chính là vì hỗn độn đạo thể chỉ là bọn hắn không nhìn thấy rõ biểu lộ của lam tiểu bố và tề mạn vi nếu không với loại người như phong kiệt thiểm nhất định sẽ hoài nghi với phán đoán vừa rồi quan sung bình tĩnh nói bọn hắn không có khả năng quen biết nhau cũng không có khả năng có quan hệ với nhau. Vì sao? Đại sa tiển nghi ngờ hỏi một câu, vì sao quan sung chắc chắn người đến cướp đi hỗn độn đạo thể, và nữ tử hỗn độn đạo thể này không có quan hệ? Quan sung không trả lời đại sa tiền, chỉ nói một câu, chuyện ở đây đã xong, ta đi đây. Nói xong thì hoàn toàn không chờ tiền ẩn cảm tạ, thân hình đã lóe lên, bước vào hư không rồi biến mất. Nữ tử hỗn độn đạo thể kia chính là người đến từ đại diễn giới. Đại diễn giới là do hắn ta kéo về từ vũ trụ trung đẳng. Đã như vậy, sao có thể quen biết với một cường giả bước đại đạo thứ năm ở trung ương thế giới, chứ? Khiến trong lòng hắn ta nôn nóng chính là, tên gia hỏa hủy diệt thánh kiếm cung kia, lại có nhiều thần thông khai thiên như vậy hơn nữa mỗi một thứ hắn ta đều cần. Đại hủy diệt thuật hắn ta nhỏ ngó đã lâu, nhưng không có cơ hội lấy được. Còn cả đại chớ chú thuật kia, hắn ta cũng sớm mong sẽ có được. Sau khi Lam Tiểu Bố chắc chắn không có người đuổi theo, lúc này mới tìm một chỗ yên tĩnh mà khôi phục lại dung mạo của mình, rồi mới đưa tể mạn vi ra ngoài theo lam tiểu bố nghĩ bây giờ hắn khôi phục lại dung mạo lúc đầu đã an toàn rồi hắn lên thính đạo hào đã là chuyện mấy trăm năm trước lúc đó người biết hắn chắc hẳn chỉ có hồ hữu kình đã nhiều năm như vậy hồ hữu kình đã sớm không còn nhớ rõ hắn rồi hơn nữa hồ hữu kình đang ở ma như thế giới nơi này là trung ương thế giới cho dù ngồi thuyền lớn thì phải hơn mấy trăm năm nữa hồ hữu kình cũng chưa chắc sẽ đến đây phá khư thánh đạo cũng không biết dung mạo của hắn hơn nữa có truy nã cũng sẽ chỉ truy nã ở ma như thế giới tiểu bố tề mạn vi vừa ra ngoài đã kích động ôm lấy lam tiểu bố đã trải qua sinh tử chuyện thận trọng đã sớm không còn sau khi đại diễn giới bị người ta cuốn đi nàng từng cho rằng mình sẽ tự vẫn hơn nữa nàng đã sớm chuẩn bị xong để tự vẫn nàng chưa bao giờ nghĩ đến mình còn có thể sống sót hơn nữa còn là lam tiểu bố đến cứu nàng ở trong kiếm cung thụ nhìn thấy lam tiểu bố vào giây phút đó nàng đã biết mình không thể nào tự vẫn được chẳng qua lúc đó lam tiểu bố vô cùng tỉnh táo khiến nàng cưỡng ép đè nén kích động trong lòng mình xuống, đồng thời phối hợp với Lam Tiểu Bố, không để lộ mối quan hệ của hai người. Giờ phút này xung quanh đã không còn người ngoài, Tề Mạn Vi đương nhiên cũng hoàn toàn thả lỏng tâm tình của mình. Cho dù đang ôm chặt Lam Tiểu Bố, thân thể vẫn khẽ run. Lam Tiểu Bố xoa đi nước mắt trên mặt Tề Mạn Vi, cúi đầu nhìn dung nhan không chút tì vết của Tề Mạn Vi, trong lòng âm thầm cảm thán, may mắn quan dục tuyết là một nữ nhân, nếu không chỉ sợ mạng Tề Mạn Vi đã sớm tận. Mạn Vi, ngươi nói tình hình lúc đó một chút đi, Thái Xuyên nói không rõ lắm. Sau một hồi lâu, chờ cảm xúc của Tề Mạn Vi dần nguôi ngoai, Lam Tiểu Bố mới lên tiếng. Tề Mạn Vi cũng từ từ tỉnh táo lại, vội vàng hỏi, "Tiểu Bố, ngươi làm sao mà tìm được Thái Xuyên?" "Vậy, nàng ở trong trường sinh giới đã gặp được Thái Xuyên, chỉ là có rất nhiều chuyện Thái Xuyên nói không được rõ ràng lắm, chỉ biết là Lam Tiểu Bố đến đại băng bàn cung cứu nó ra. Còn rất nhiều chuyện sau đó chưa kịp hỏi thăm, Lam Tiểu Bố đã đưa nàng ra ngoài." lam tiểu bố bắt đầu giải thích với tề mạn vi hắn đến đại vũ trụ như thế nào làm sao biết được thái xuyên xảy ra chuyện kết quả lại biết được nàng sắp bị đưa đến đại hội vĩnh sinh cho người ta cảm ngộ đạo vận hỗn độn tiểu bố người bị đưa đến đại hội vĩnh sinh không phải là ta mà là một nữ tử khác tề mạn vi vội vàng nói lam tiểu bố gật đầu ta biết khi ta cứu ngươi cũng thuận tay cứu nàng ra ngoài bây giờ nàng còn đang hôn mê ở trong vũ trụ duy mô của ta đợi lát nữa gọi nàng ra hỏi thăm một chút tiểu bố ngươi phải cẩn thận thiên độc thánh nhân người này đầu phục quan dục tuyết một khi phát hiện ra ngươi nhất định sẽ đoán ra được ngươi cứu ta tề mạn vi nói lúc này lam tiểu bố mới nhớ đến mình không để ý đến thiên độc thánh nhân khác với hồ hữu kình thiên độc thánh nhân chẳng những biết hắn mà còn biết quan hệ của hắn và tề mạn vi xem ra tương lai nếu đi ngang qua an lạc thiên thành vẫn không thể lấy dung mạo thật mà xuất hiện ta nghe thái xuyên nói nghi thanh san bị giết vậy đỗ bố đâu lam tiểu bố hỏi Cảm xúc kích động lúc ban đầu nhìn thấy Lam Tiểu Bố, của Tề Mạn Vi đã dần dần bình lặng lại, sự nóng nảy ban đầu cũng theo thời gian mà trôi đi, lúc này nghe nói đến Nghi Thanh San và Đỗ Bố, chỉ biết thở dài một tiếng, thật ra tu luyện đến tạo hóa thánh nhân cảnh, đồng thời rời khỏi vũ trụ cấp thấp nơi mình đang ở, có mấy ai là tầm thường chứ? Thanh San tỷ tỷ chẳng những là thiên mỹ thể, mà dung mạo lại càng xinh đẹp hơn cả ta. Lam Tiểu Bố kinh ngạc, Nghi Thanh San hắn đương nhiên có biết, khi hắn ở Tần Thiên Cổ Lộ đã quen biết với Nghi Thanh San dung mạo của Nghi Thanh San chỉ có thể nói là thanh tú, không được tính là xinh đẹp, lại càng không phải là thiên mỹ thể. Ta và Thanh San tỷ tỷ cùng nhau tu luyện, thậm chí đến khi nàng đột phá lên bước đại đạo thứ tư, ta cũng không biết nàng là thiên mỹ thể, cũng không biết dung mạo chân thực của nàng, mãi đến khi cái người tên Quan Sung kia bắt toàn bộ chúng ta lại. Tề Mạn Vi dường như đang nhớ lại tình hình lúc đó, trong giọng nói còn có chút đau buồn. Lam Tiểu Bố đột nhiên có một dự cảm, Tề Mạn Vi không phải là do Quan Sung buông tha mà là do Nghi Thanh San cứu Tề Mạn Vi. Tề Mạn Vi tiếp tục nói, lần đầu tiên Quan Sung nhìn thấy ta đã biết ta là Hỗn Độn Đạo thể, hắn mừng rỡ vô cùng, nhưng mà hắn lại lập tức phát hiện ra Thanh San Tỷ Tỷ là Thiên Mị thể, hắn lập tức vươn tay ra bắt lấy Thanh San Tỷ Tỷ, ngay tại chỗ xé toang quần áo Thanh San Tỷ Tỷ, đồng thời gỡ bỏ lớp dịch hình của Thanh San Tỷ Tỷ, khiến Thanh San Tỷ Tỷ khôi phục dung mạo ban đầu. Khi hắn kéo Thanh San Tỷ Tỷ vào phòng, cả người ta run rẩy vô cùng, thậm chí ta muốn tự vẫn ngay lập tức nhưng ta không cam tâm, ta luôn mong có thể nhìn thấy ngươi một lần. Tề Mạn Vi siết chặt tay thành nắm đấm, Thanh San tỉ tỉ sau khi ra ngoài mặt mũi tràn đầy nước mắt, ta cảm thấy trên người nàng có một loại xúc động quyết tuyệt. Sau này ta nghe Quan Dục Tuyết nói Thanh San tỉ tỉ muốn chạy trốn, bị gia gia của nàng là Quan Sung giết chết. Ta luôn cảm thấy là Thanh San tỉ tỉ đã cứu ta, Thanh San tỉ tỉ là nữ nhân số khổ, ta. Lam Tiểu Bố hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại nói, Mạn Vi, ngươi cảm nhận không sai, quả thật là Thanh San đã cứu ngươi. Đối với công pháp Đại Đạo và Đạo tác Thiên Địa, Lam Tiểu Bố càng hiểu thấu triệt hơn cả Tề Mạn Vi. Nếu như nghi Thanh San thật sự là Thiên Mị Thể, vậy đối với Đại Diễn Đạo của Quan Sung là thứ hoàn mỹ nhất. Lam Tiểu Bố chưa từng tu luyện Đại Diễn Đạo, nhưng mà hắn đã từng chiến đấu với Đại Diễn Thánh Nhân, đồng thời đến Đại Diễn Giới, đối với Đạo Tắc Đại Diễn cũng không lạ lẫm lắm. Loại đạo tắc này có thể diễn hóa mọi thứ, cần có nhất chính là nguyên âm của nữ tử Thiên Mị Thể bù đắp vết tích đại đạo quan sung đã đoạt được nghi thanh san vậy thì không thể động vào hỗn độn đạo thể nếu không đại đạo của hắn ta sẽ vô ích một hồi lâu sau lam tiểu bố mới an ủi ngươi yên tâm sớm muộn gì ta cũng sẽ giết quan sung báo thù cho thanh san nghi thanh san vẫn luôn truy cầu đại đạo không ngờ khi bước vào bước đại đạo thứ tư thậm chí còn đang tu luyện ở vũ trụ trung đẳng lại bị quan sung phát hiện đồng thời bị giết một nữ tử thiên mỹ thể có thể tu luyện đến tạo hóa thánh nhân cảnh khó khăn đến mức nào Lam Tiểu Bố không cần đi nghe ngóng quá khứ của Nghi Thanh San, cũng biết cả hành trình của nàng đều long đong và gian nan. Bởi vì nàng là thiên mị thể, lúc này mới có thể tu luyện của tạo hóa thánh nhân cảnh, đi đến vũ trụ trung đẳng. Cũng vì là thiên mị thể, lúc này mới mất mạng ở đại vũ trụ. Vậy còn đỗ bố thì sao? Lam Tiểu Bố hiểu rõ muốn giết Quan Sung không phải là chuyện dễ dàng. Quan Sung, chắc hẳn là bước đại đạo thứ bảy. Thực lực bây giờ của hắn, cách bước đại đạo thứ bảy, đó là cùng trời cuối đất ta vẫn mãi chưa nhìn thấy đỗ bố, muốn tìm được hắn, ta đoán phải hỏi quan dục tuyết. Tề mạn vi nói, làm tiểu bố im lặng, muốn tìm được quan dục tuyết, nhất định phải đến chân diễn thánh đạo. Chân diễn thánh đạo không thể so sánh với đại băng bàn cung và thánh kiếm cung, muốn tiến vào chân diễn thánh đạo tìm kiếm quan dục tuyết, nhất định phải có kế hoạch chú đáo chặt chẽ. Khi đại hội vĩnh sinh diễn ra, quan dục tuyết nhất định sẽ đến an lạc thiên thành. Ta hoài nghi bây giờ quan dục tuyết đang trên đường đến An Lạc Thiên Thành rồi, không cần đến chân diễn thánh đạo là có thể tìm được quan dục tuyết tề mạn vi nói lam tiểu bố gật đầu cho dù đỗ bố như thế nào chúng ta nhất định phải đi cứu đầu tiên điều tra xem quan dục tuyết có đến ăn lạc thiên thành hay không nếu như không đến ăn lạc thiên thành chúng ta sẽ đến chân diễn thánh đạo nếu như nàng đến ăn lạc thiên thành chúng ta sẽ tìm cơ hội ra tay nói đến đây tay lam tiểu bố vung lên một cái một cái giường ngọc xuất hiện trước mắt hắn và tề mạn vi nữ tử váy vàng trên giường ngọc vẫn còn đang nhắm mắt dường như chẳng có chút chi giác nào, chỉ là lông mày cao lại, lúc này dường như đã thả lỏng hơn nhiều. Chính là nàng, cũng là Hỗn Độn Đạo Thể, thật sự không biết làm sao mà Thánh Kiếm cung tình được. Tề Mạn Vi nhìn nữ tử trước mắt, không nhịn được mà cảm thán. Nhưng mà nàng nghĩ đến vận mệnh của nữ tử trước mắt này, không nhịn được mà giật mình. Nếu như không phải nữ tử này xuất hiện, vậy tương lai người xuất hiện ở Đại hội Vĩnh Sinh chính là nàng. Nàng thông qua cấm thuật đóng mọi giác quan của mình lại, ai Lam Tiểu Bố nói đến đây thì lắc đầu thở dài. Tại nơi như đại vũ trụ này, bất cứ cấm thuật nào cũng chẳng có chút ý nghĩa gì cả. Đừng nói là cấm thuật, cho dù ngươi có chặt đầu mình xuống, người ta cũng có thể dễ dàng chữa trị cho ngươi. Có thể nói cách làm của nữ tử váy vàng này chính là bịt tai trộm chuông mà thôi, hoặc cũng có thể nói là một con đà điểu vùi đầu vào bụi cây. Có lẽ chính nàng cũng biết chuyện này không có chút ý nghĩa gì, nhưng mà trừ làm như vậy, nàng còn có thể làm gì? Thậm chí Lam Tiểu Bố chẳng cần lấy ra một viên đạo đan nào ra chỉ duỗi ngón tay ra điểm vào mi tâm của nữ tử váy vàng này, nữ tử váy vàng này đã mở mắt, sau đó hoảng sợ ngồi dậy ngươi không cần lo lắng, tiểu bố đã cứu chúng ta, bây giờ chúng ta không còn ở thánh kiếm cung nữa, nơi này an toàn. Tề mạn vi nhìn thấy hoảng sợ trong mắt nữ tử váy vàng kia, không nhịn được chấn ăn một chút nghe thấy tề mạn vi nói, ánh mắt nữ tử váy vàng lóe lên tia kích động, bởi vì nàng biết tề mạn vi cũng là hỗn độn đạo thể bị thánh kiếm cung bắt đến giống như nàng. Mặc dù nàng không biết vận mệnh tương lai của tề mạn vi như thế nào, nhưng nàng biết tương lai nàng sẽ bị đưa đến đại hội vĩnh sinh không chỉ như vậy nàng còn phải cởi sạch quần áo để người khác cảm ngộ đạo tác hỗn độn bây giờ tề mạn vi bình yên vô sự vậy nói rõ nàng đã được cứu nghĩ đến chuyện mình được người cứu ra ngoài nàng nhanh chóng nhảy xuống khỏi rừng ngọc khom người tới đất trang tích nguyệt đa tạ ơn cứu mạng của đại ca truy cập halayzi com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé lam tiểu bố nói ra tiện tay mà thôi mặc dù không biết trang đạo hữu bị bọn hắn bắt được như thế nào nhưng trang đạo hữu là hỗn độn đạo thể có thể tu luyện đến tạo hóa thánh nhân cảnh đồng thời đến đại vũ trụ là chuyện không tầm thường chỉ là sau này trang đạo hữu phải cẩn thận một chút bề ngoài thì đại vũ trụ rất hòa bình nhưng mà thật sự không tốt hơn nơi khác bao nhiêu chỉ là rất nhiều thứ đều được làm trong bóng tối mà thôi với ánh mắt của lam tiểu bố đương nhiên liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được khí thế đạo vận trên người trang tích nguyện rõ ràng không phải là tu sĩ bản thổ đại vũ trụ ánh mắt trang tích nguyện ảm đạm Ta không phải vừa ra đời đã là hỗn độn đạo thể, mà là bởi vì lấy được cơ duyên, sau đó mới diễn sinh ra hỗn độn đạo thể. Cũng bởi vì ta lấy được cơ duyên này, cho nên tu vi của ta cũng đột ngột tăng mạnh, trong khoảng thời gian ngắn đã tấn cấp lên tạo hóa cảnh. Trang Tích Nguyệt nói đến đây, trong đầu không tự chủ hiện lên hình ảnh một thanh niên áo lam. Lúc trước vì có thể phối hợp với hắn ta, nàng rời khỏi chân tinh, sau khi đến tiên giới, nàng lại rời xa tiên giới, chính là vì muốn chứng minh Trang Tích Nguyệt nàng không phải dựa vào dung mạo của mình đã bao nhiêu lần trở về từ cõi chết nàng cũng không nhớ rõ trải qua bao nhiêu gian nan khốn khổ nàng cũng chẳng đếm hết mãi đến khi có một ngày nàng lấy được cơ duyên có được hỗn độn đạo thể từ đó về sau tu vi của nàng một đường thẳng tiến thậm chí ngay cả vũ trụ cũng không thể ngăn cản nàng trưởng thành nàng rời khỏi vũ trụ cấp thấp tìm được vũ trụ trung đẳng sau đó tìm được đại vũ trụ nam tử mà trong lòng nàng ái mộ lúc trước bây giờ chắc hẳn tu vi đã kém xa nàng tít tắp có lẽ hắn cảm thấy thực lực của mình đã đứng đầu một giới rồi. Nhưng hắn ta lại không biết, đó chỉ là một vũ trụ cấp thấp mà thôi, rời khỏi vũ trụ cấp thấp còn có vũ trụ trung đẳng, thậm chí còn có đại vũ trụ. Trong lòng Trang Tích Nguyệt đột nhiên giật mình, nếu như lại đối mặt với hắn ta, hắn ta sẽ nhìn mình như thế nào đây? Có khi nào cũng giống như năm đó, cả người đầy rượu rời khỏi Thiên Trì Sơn Trang, để lại một bóng lưng mà nàng vĩnh viễn không thể nào chạm đến. Quá khứ cuối cùng vẫn là quá khứ. Trang Tích Nguyệt chợt nhớ đến một câu, nàng không biết mình đã nghe được ở đâu. Tình này đã biến thành hồi ức, chỉ là ngày ấy thoáng ngẩn ngơ. Lam Tiểu Bố có chút cạn lời, hắn đang nhắc nhở Trang Tích Nguyệt, sau này phải cẩn thận, Hỗn Độn Đạo Thể là một tồn tại rất nguy hiểm. Thế nhưng Trang Tích Nguyệt này, nói thế nào mà lại ngây ngẩn rồi. Hắn chỉ có thể nhắc Trang Tích Nguyệt một câu nữa, không biết Trang đạo hữu có tính toán gì không. Trang Tích Nguyệt đột nhiên từ trong hồi ức xa xưa tỉnh táo lại, nghĩ đến trước đây không lâu nếu như không có vị đại ca trước mắt này cứu nàng, nàng còn cái gì mà sau này nữa? Tu vi mạnh thì sao chứ? Đến đại vũ trụ không phải cũng chỉ là một sâu kiến hay sao? Ta định tìm một nơi để bế quan đột phá lên bước đại đạo thứ tư, ta đã tích lũy đầy đủ rồi. Nếu như đại ca có gì cần trang tích nguyệt ta giúp đỡ, chỉ cần phát cho ta một đạo tin tức, trang tích nguyệt ta nhất định sẽ liều mình giúp đỡ. Trang tích nguyệt lại khom người một lần nữa. Lam tiểu bố xua tay nói, ta không cần ngươi giúp đỡ, bây giờ đại hội vĩnh sinh sắp mở ra, ngươi là hỗn độn đạo thể, tốt nhất hãy rời xa nơi này. Còn một chuyện nữa, sau này muốn ra ngoài đi lại, đối với ngươi, tu vi càng mạnh càng tốt. Ta cho rằng, không đến bước thứ năm, tốt nhất ngươi đừng đi ra ngoài. Thật ra theo Lam Tiểu Bố, tu vi của Trang Tích Nguyệt chưa đến bước đại đạo thứ sáu mà ra ngoài, thì sẽ rất nguy hiểm. Đa tạ đại ca nhắc nhở, còn chưa thỉnh giáo đại ca xưng hô như thế nào. Lúc Trang Tích Nguyệt nói chuyện đã lấy thông tin châu của mình ra, đây là đạo tác thông tin của ta, mặc dù bây giờ tu vi ta không cao, nhưng mà ta tin rằng ta sẽ nhanh chóng bước vào bước đại đạo thứ tư, tương lai có lẽ có thể giúp được đại ca một chút." Lam Tiểu Bố nhận lấy thông tin châu, đối với lời Trang Tích Nguyệt nói, hắn không hề hoài nghi một chút nào. Trang Tích Nguyệt là Hỗn Độn Đạo Thể, Hỗn Độn Đạo Thể càng tu luyện, tiến bộ càng nhanh, cũng giống như Tề Mạn Vi, bước vào tạo hóa thánh nhân cảnh, chỉ ngắn ngủi mấy trăm năm. Bây giờ đã bước vào bước đại đạo thứ tư, lúc này lại đang ở đại vũ trụ Tu vi chỉ càng lúc càng nhanh. Các thông tin châu của Trang Tích Nguyệt, Lam Tiểu Bố lấy ra đạo tác thông tin của mình đưa cho Trang Tích Nguyệt rồi nói, "Ta tên là Lam Tiểu Bố, chúc ngươi sớm ngày bước vào bước đại đạo thứ tư." Trang Tích Nguyệt cất đi thông tin châu, cảm tạ một lần nữa, sau đó mới lấy pháp bảo phi hành ra. Nàng cũng không phải là tu sĩ của Đại Vũ Trụ, mà là từ nơi khác đến. Nhìn bóng lưng Trang Tích Nguyệt biến mất, Tề Mạn vi thở dài. Cho dù mặt ngoài Đại Vũ Trụ cấm đánh nhau, cấm giết chóc, nhưng tu sĩ sau khi bị giết ở đại vũ trụ, tuyệt đối sẽ không có ai đến quản. Lam tiểu bố lấy thất giới thạch ra nói, đi thôi, chúng ta đến bên ngoài chân diễn thánh đạo xem thử. Dù sao thì đỗ bố cũng là người cùng hắn vào sinh ra tử, hơn nữa vẫn tương đối tin tưởng hắn, không biết tin tức của đỗ bố thì thôi, bây giờ đã biết đỗ bố nằm trong tay quan dục tuyết, nếu như không cứu, chính bản thân Lam tiểu bố cũng chẳng thể thuyết phục được chính mình. Sau khi kích phát thất giới thạch, Lam Tiểu Bố đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, hắn muốn giết Quan Sung, vì sao nhất định phải tự mình ra tay hắn cũng có thể tìm người giúp đỡ mà nếu không chờ đến khi hắn tu luyện đến cấp độ có thể giết được quan sung vậy thì phải chờ đến tháng năm nào chứ ở đại vũ trụ này người có thể liên thủ với hắn chỉ có mạc vô kỵ nhưng bây giờ hắn còn chưa biết mạc vô kỵ đang ở đâu tu vi của hai người bọn họ mà không tăng lên vậy thì đừng hòng có thể xử lý được quan sung tiểu bố bây giờ chúng ta đi đâu tề mạn vi thấy làm tiểu bố trầm tư không nói chủ động hỏi một câu Đến Đại Băng Bàn Cung, Lam Tiểu Bố đột nhiên nói, Tề Mạn vi kinh ngạc nói, "Tiểu Bố, không phải ngươi vừa mới cứu được Thái Xuyên từ Đại Băng Bàn Cung sao? Bây giờ lại đến Đại Băng Bàn Cung, chẳng phải tự chui đầu vào lưới sao? Hơn nữa bây giờ Đại Băng Bàn Cung nhất định đang bảo vệ rất nghiêm ngặt." Lam Tiểu Bố cười cười, "Cái đó thì chưa chắc, ta đến Đại Băng Bàn Cung chờ một người, nếu như trong vòng 10 năm Đại Băng Bàn Cung không bị diệt, vậy thì chúng ta lập tức đi." Lam Tiểu Bố đến Đại Băng Bàn Cung là chờ Thạch Uyển Dung thạch uyển dung là do hắn cứu đi chỉ cần thạch uyển dung không ngốc vậy thì sẽ đưa tin nàng bị đại băng bàn cung bắt cho phụ thân thạch trường hành của nàng biết đại băng bàn cung rõ ràng là vô cùng kiêng kỵ phụ thân của thạch uyển dung điều này nói rõ phụ thân thạch trường hành của thạch uyển dung có thực lực không thấp một cường giả khi biết con gái của mình bị một tông môn bắt lại tra tấn đồng thời ép hỏi công pháp đại đạo nếu như cường giả này không ra tay xử lý thì mới là chuyện lạ lam tiểu bố ở chỗ này chờ thạch trường hành chỉ cần thạch trường hành đến diệt đại băng bàn cung, hắn cũng không để ý mà ra tay giúp một chút. Đương nhiên sau khi giúp thạch trường hành, hắn muốn nhờ thạch trường hành giúp một chuyện, xử lý quan sung. Với chuyện hắn cứu được thạch uyển dung, lại giúp thạch trường hành diệt đi đại băng bàn cung, mời thạch trường hành giúp hắn ra tay xử lý quan sung chắc hẳn không có vấn đề gì. Tại một đạo thành hoang vu cách lam tiểu bố trăm triệu vạn dặm, một nữ tử tóc vàng đang trốn giữa đống tường đá đổ vụn. Nữ tử này chính là Thạch Uyển Dung mà Lam Tiểu Bố cứu được thạch uyển dung hiểu rõ hơn ai hết bây giờ đại băng bàn cung nhất định đang truy sát nàng ở khắp nơi nàng nhất định phải tìm được phụ thân nàng trước khi đại băng bàn cung tìm được mình nếu không nàng nhất định sẽ bị bắt về đại băng bàn cung một lần nữa tòa đạo thành hoang vu này thạch uyển dung có biết năm đó khi nàng và phụ thân đi ngang qua nơi này cái đạo thành này được gọi là chớ chú đạo thành nghe nói chỉ cần tu sĩ đi vào cái đạo thành này sẽ bị một loại đạo tắc chớ chú khóa lại sau đó cuối cùng bị nguyền rủa mà đạo cơ vỡ nát thần hồn nhiết hóa biến thành hư vô bởi vì tu sĩ tử vong trong cái chớ chú đạo thành này quá nhiều hơn nữa ở đại vũ trụ cũng gây ảnh hưởng không tốt sau này thiên đình của trung ương thế giới ra mặt thiên đế khổ nhất xí tự tay biến cái chớ chú đạo thành này thành một mảnh phế tích mặc dù như vậy có rất nhiều người vẫn không muốn đến cái phế tích chớ chú đạo thành này nghe nói người tới nơi này đều sẽ xảy ra đủ loại chuyện năm đó khi thạch uyển dung và phụ thân của nàng đi ngang qua đây phụ thân của nàng nói đó chỉ là đạo tắc chớ chú mà thôi cái đạo tắc chớ chú này đã bị khổ nhất xí hủy đi cho nên chớ chú đạo thành bây giờ an toàn rồi sở dĩ thạch uyển dung trốn ở chỗ này là bởi vì nàng luôn cảm thấy vô cùng nguy hiểm dường như có thể bị đại băng bàn cung bắt trở về bất cứ lúc nào mà bên ngoài chớ chú đạo thành có một loại đạo tắc phòng ngự dùng giác quan không thể nào cảm nhận được nơi này nàng hoài nghi đại băng bàn cung có hạ ấn ký đạo niệm trên người nàng nhưng mà nàng không thể tìm ra được cái ấn ký đạo niệm này bởi vì có loại cảm giác này thạch uyển dung không còn dám trốn nữa nàng mà trốn nữa nhất định sẽ bị người đại băng bàn cung bắt về diệt khẩu nơi này thần niệm không cảm ứng được nhưng mà thạch uyển dung tin tưởng phụ thân nàng phụ thân nàng nhất định có thể tìm ra nơi này cứu nàng về núp ở trong phế tích thạch uyển dung dường như ngay cả hô hấp cũng ngừng lại cho dù phụ thân nàng đã từng nói bây giờ chớ chú đạo thành đã an toàn nhưng mà nghĩ đến nơi này không có người nào dám đến nghĩ đến trước đó trong cái thành này xuất hiện đủ loại chuyện lạ trong lòng nàng vẫn có chút bất an có một câu gọi là sợ cái gì thì sẽ gặp cái đó cho dù thạch uyển dung nín thở nhưng nàng vẫn cảm nhận được một loại nguy cơ nhàn nhạt, nhạt giống như có một đạo thần niệm như một cái roi dài lạnh buốt không ngừng quấn trên cổ nàng khiến nàng cảm thấy hô hấp cũng có chút gian nan là ai thạch uyển dung hoảng sợ vô cùng nàng đột nhiên quay đầu lại nhưng mà phía sau cũng chỉ có một tảng đá nát không có bất cứ gì cả nhưng mà thạch uyển dung lại không phải đồ ngốc tu vi nàng bị giảm mạnh bây giờ cũng miễn cưỡng chỉ có thể xem là một diễn giới thánh nhân cảnh cho dù nàng chưa từng tiếp xúc với đạo tắc chớ chú nhưng cũng biết đây tuyệt đối chính là đạo tắc chớ chú ngươi đừng có động đến ta phụ thân ta là thạch trường hành phụ thân ta mà đến chuyện ngươi đụng đến ta phụ thân ta nhất định sẽ biết giọng nói của thạch uyển dung run rẩy nàng biết chớ chú đạo thành có đạo tắc chớ chú vậy thì nhất định là có người tu luyện đại đạo chớ chú loại người này cần nguyên rủa một lượng lớn đạo tắc đại đạo của cường giả để bổ sung vào đại đạo của mình phụ thân nàng nói đây là một trong mấy loại đại đạo buồn nôn nhất so với đại vũ trụ thuật chẳng tốt hơn bao nhiêu dường như đã nghe thấy lời thạch uyển dung nói luồng hơi thở lạnh lẽo như có như không kia mặc dù không biến mất nhưng cũng không có hành động nào khác nữa dường như sau khi nghe thấy lời thạch uyển dung nói thì bắt đầu do dự cùng lúc đó cách chớ chú đạo thành mười mấy vạn dặm có hai nữ tử đang dừng lại diên trưởng lão đạo niệm đến đây thì dường như không tìm được nữa vừa nói chuyện chính là một nữ tử có thân hình cao lớn đạo vận thuộc tính băng lưu chuyển không ngừng quanh người nữ tử này rõ ràng là đến từ Đại Băng Bàn cung, một nữ tử khác có dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nàng cũng nhắm mắt cảm nhận một chút, lúc này mới mở mắt ra, nhíu mày nói, không đúng chứ, ấn ký đạo niệm của Đại Băng Bàn cung ta, với chút đạo hạnh đó của nàng, không thể nào gỡ bỏ được trong thời gian ngắn như vậy, huống chi chúng ta vẫn luôn đuổi theo nàng. Nàng tuyệt đối không có thời gian gỡ bỏ ấn ký đạo niệm này. Có, khi nào nàng tìm được. Nữ tử cao lớn kia chỉ nói một nửa rồi không nói tiếp diên trưởng lão đương nhiên hiểu rõ ý của nữ tử thân cao này nàng lập tức lắc đầu chuyện này tuyệt đối không có khả năng nếu như giống như lời ngươi nói ngươi cảm thấy vị kia sẽ che giấu đi ấn ký đạo niệm sao nhiều nhất sẽ gỡ bỏ ấn ký đạo niệm đi sau đó đi thẳng đến đại băng bàn cung ta thôi cũng đúng nữ tử thân cao gật đầu lập tức nói có khi nào nàng che giấu ấn ký đạo niệm trên người mình không diên trưởng lão vẫn lắc đầu không có khả năng trên người nàng không có bất cứ thứ gì làm sao che giấu đi ấn ký đạo niệm cho dù muốn che giấu thì cũng phải có bảo vật mới có thể che giấu được. Mặc dù cho đến bây giờ chúng ta, cũng không biết được vì sao nàng có thể tu luyện đại thiết các thuật, rồi chạy trốn, nhưng... Sao vậy? Diên trưởng lão. Thấy Diên trưởng lão chỉ nói một nửa rồi không nói tiếp, nữ tử thân cao kia lập tức hỏi. Diên trưởng lão lại nói, ta biết nàng có thể đi đâu rồi. Nơi nào? Nữ tử thân cao lập tức hỏi. Chớ chú đạo thành. Diên trưởng lão khẳng định nói chỉ có chớ chú đạo thành mới có thể ngăn cản cảm ứng đạo niệm, trên người nàng có ấn ký đạo niệm, trốn trong phế tích chớ chú đạo thành, thần niệm của chúng ta quả thật không thể tìm được nàng. Vậy thì còn chờ gì nữa? Bây giờ chúng ta lập tức đến chớ chú đạo thành." Nữ tử thân cao nói, "Chớ chú đạo thành cách nàng đương nhiên đều biết đến, lúc trước bởi vì có đạo tắc chớ chú, cho nên đã có vô số tu sĩ chết đi, sau đó bị thiên đế của trung ương thế giới hủy đi, không còn đạo tắc chớ chú." nhưng mà trận văn không gian trong chớ chú đạo thành vẫn còn chưa bị dọn dẹp sạch sẽ vẫn có thể che đậy được cảm ứng đạo niệm của tu sĩ nói cách khác người ở bên ngoài chớ chú đạo thành chỉ có thể quét được biên giới của chớ chú đạo thành mà thôi không thể nào thẩm thấu vào trong được lam tiểu bố đang khống chế thất giới thạch đột nhiên ngừng lại tề mạn vi vội vàng hỏi tiểu bố có chuyện gì vậy lam tiểu bố khó hiểu nhìn về một phương hướng sau đó hắn nhanh chóng xác định nói ta cảm nhận được hơi thở của một người quen ta qua đó xem thử có thể giúp được gì hay không, ngươi vào trong trường sinh giới chờ ta. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Tề mạn vi biết mặc dù mình là bước đại đạo thứ tư, nhưng tu vi còn chưa củng cố, hơn nữa sức chiến đấu còn kém xa Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố thi triển độn thuật vô quy tắc, tốc độ không hề chậm hơn thất giới thạch hắn cũng không phải đang lo lắng thất giới thạch của mình bị nhận ra, mặc dù vẫn chưa thể huyễn hóa thất giới thạch được, nhưng mà đối phương chỉ lóe lên trong phạm vi thần niệm của hắn rồi biến mất, trừ khi đối phương thật sự quá mạnh, nếu không thì không thể trong thời gian ngắn ngủi mà nhận ra thất giới thạch được cho dù độn thuật vô quy tắc cực nhanh nhưng một đuổi một chạy tốc độ đều cực nhanh cũng may hai người kia dừng lại nếu không thì lam tiểu bố không thể nào đuổi kịp được là ngươi người bị đuổi sau khi nhìn thấy lam tiểu bố ánh mắt lóe lên tia tuyệt vọng hắn ta nghĩ có người đến hỗ trợ kết quả lại là một tu sĩ diễn giới cảnh bình thường thiên đế sách khổ lại gặp mặt lam tiểu bố dừng lại từ xa xa mà ôm quyền vô cùng khách sáo mà chào hỏi Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong lòng hắn cũng âm thầm kêu khổ, chỉ là bởi vì biết có người đuổi theo thiên đế ma như thiên đình, cho nên hắn mới đến xem thử có thể giúp đỡ được hay không. Nếu như sớm biết người truy sát thiên đế ma như thiên đình là một cường giả, mà hắn không thể cảm nhận được tu vi, hắn chắc chắn sẽ không lỗ mãng như vậy. Cho dù muốn giúp đỡ, cũng phải suy nghĩ một chút. Một bước thứ tư nho nhỏ mà dám đuổi theo giúp đỡ, ha ha gia hỏa truy sát thiên đế ma như thiên đình là một người có dáng người cao lớn cánh tay khá dài tóc dài bắt mắt nhất là sau lưng có đeo một cái tinh cầu cực lớn trong lòng lam tiểu bố trầm xuống hắn không nhìn ra được thực lực của đối phương nhưng đối phương chỉ liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra được tu vi của hắn không phải diễn giới cảnh phải biết rằng khi hắn che giấu tu vi ở diễn giới cảnh cho đến bây giờ hầu như không có người nào có thể nhìn ra được tên gia hỏa thân hình cao lớn trước mặt này chỉ liếc mắt một cái là nhìn ra cái này phải lợi hại như thế nào có thể khẳng định, người này chẳng những đã nhìn ra mình là bước đại đạo thứ tư, còn đã nhìn ra mình đã dịch hình ngươi là bước đại đạo thứ tư. Thiên đế sách khổ huệ thăng ma như thế giới, cũng có vẻ mặt chấn động nhìn Lam Tiểu Bố, Lam Tiểu Bố che giấu tu vi của mình. Ở bước đại đạo thứ hai, vậy mà hắn ta cũng không nhìn ra. Lam Tiểu Bố nhanh chóng nói với nam tử cao lớn kia, tiền bối, bởi vì vãn bối đã đắc tội với rất nhiều người, cho nên chỉ có thể che giấu một chút, mong tiền bối thứ lỗi nam tử cao lớn hử lạnh người đắc tội với người khác thì liên quan gì đến ta cút đi đừng ở chỗ này nói nhảm lam tiểu bố đành phải nói ta có biết thiên đế sách khổ huệ thăng là người rất chính trực không biết có chỗ nào đắc tội với tiền bối nếu như quả thật sách khổ huệ thăng đắc tội với tiền bối vãn bối chắc chắn sẽ không nhiều chuyện điều vãn bối lo lắng chính là có phải mọi người đã hiểu lầm gì không ha ha nam tử có vóc người cao lớn kia cười ha ha một tiếng nhìn lam tiểu bố từ tốn nói Ngươi có tư cách này sao? Mặc dù chào phúng Lam Tiểu Bố, nhưng trong lòng cũng có chút coi trọng Lam Tiểu Bố. Chỉ một bước thứ tư nho nhỏ, vậy mà dám ở trước mặt hắn ta nói đỡ cho đối thủ. Sách khổ huệ thăng cũng không ngờ, hắn ta chỉ giữ vững nguyên tắc một chút, không đuổi tiểu tu. Không đúng, bước thứ tư không tính là, tiểu tu hắn ta chỉ không đuổi đối phương ra khỏi truyền tống trận, người này lại nghĩa khí như vậy, đến đây giúp đỡ hắn ta. Cũng là vì tu vi không đủ, nếu như tu vi đủ, hôm nay hắn ta thật sự đã được cứu rồi. Nói thật, sách khổ huệ thăng hắn ta có thể trở thành thiên đế của một phương thế giới, kiến thức đương nhiên cũng sâu rộng. Thế nhưng chưa bao giờ gặp qua loại biến số như Lam Tiểu Bố, chỉ một chuyện nho nhỏ như vậy mà lại dám đến đây giúp đỡ, nói đỡ với loại cường giả như Thạch Trường Hành. Vị đạo hữu, ngươi đi đi, chuyện này không liên quan đến ngươi. Sách khổ huệ thăng ôm quyền với Lam Tiểu Bố một cái, sau đó chuyển qua nam tử có vóc người cao lớn kia, trường hành đạo tôn. Ta thật sự còn không biết vì sao ngươi nhất định phải ra tay với ta, ta đối với đạo tôn chỉ có tôn kính, không hề có bất cứ điều bất kính nào cả." Nam tử cao lớn tóc dài cười lạnh, "Đã như vậy, thế thì ngươi giải thích một chút, vì sao đạo trùng hồng mông của con gái ta lại ở trong tay ngươi? Đừng có nói với ta là ngươi mua được, ngươi có đạo trùng hồng mông, ngươi sẽ bán đi sao?" "Đạo trùng hồng mông?" Sách Khổ Huệ thăng kinh ngạc, một hồi lâu sau hắn ta mới nhớ ra, sau đó lấy một cái hộp ngọc mở ra nói, Trường hành đạo tôn, chính là cái này sao? Thạch trường hành vung tay lên một cái, cái hộp ngọc kia lập tức nằm trong tay hắn ta, vành mắt hắn ta ửng đỏ, sát ý hoàn toàn khóa chặt sách khổ huệ thăng. Không chỉ như vậy, ngay cả Lam Tiểu Bố cũng bị sát thế cuồng bạo kia khóa lại. Trong lòng Lam Tiểu Bố cực kỳ chấn động, bởi vì cái hạt giống này trong tay hắn cũng có một cái. Ban đầu khi cướp đoạt tức nhưỡng, hắn cứu được một nữ tử tên là Phan Nguyệt Tình. Nữ tử kia đã đưa một hạt giống cho hắn, đồng thời nói cái hạt giống này nàng cũng không biết là gì, không ngờ đây lại là đạo trùng hồng mông đạo trùng hồng mông dùng để làm gì cho dù lam tiểu bố biết cái tên này cũng không biết nó có tác dụng gì không đúng sách khổ huệ thăng gọi đối phương là trường hành đạo tôn đối phương còn nhắc đến con gái của mình chẳng lẽ đây là thạch trường hành lúc này sách khổ huệ thăng đang giải thích trường hành đạo tôn ta thật sự không biết đây là hạt giống gì lúc ta đang nghiên cứu đạo tôn đột nhiên bừng bừng sát khí xông đến ta chỉ theo bản năng mà kích phát động phủ chạy trốn hạt giống này thật ra là do một nữ tử đưa cho ta nàng cũng không biết đây là cái gì là ai đưa cho ngươi giọng điệu thạch trường hành lạnh lùng nhưng mà sát ý dường như đã giảm đi rất nhiều hắn ta cũng đã nghĩ rõ ràng cái đạo trùng hồng mông này trừ mấy đạo tổ và một số ít người ra đại đa số người thật sự không biết đó là thứ gì không đợi sách khổ huệ thăng trả lời lam tiểu bố đã chủ động nói thiên đế sách khổ nếu như ta đoán không sai hạt giống này là do cô vũ nhi tặng ngươi đúng không Sách khổ huệ thăng kinh ngạc nhìn Lam Tiểu Bố, sao mà ngươi biết? Rõ ràng, Lam Tiểu Bố đã nói đúng. Thạch Trường Hành cũng kinh ngạc nhìn Lam Tiểu Bố, hắn ta đã hiểu ra, chuyện này không phải là do sách khổ. Huệ Thăng và Lam Tiểu Bố đã thông đồng với nhau từ trước, mà là Lam Tiểu Bố thật sự đoán được đạo trùng hồng mông là do cô Vũ Nhi tặng. Lam Tiểu Bố lập tức ôm quyền với Thạch Trường Hành. Trường Hành đạo tôn, con gái của ngươi có phải tên là Thạch Uyển Dung? Ngươi biết con gái của ta? Thạch Trường Hành trừng to mắt, khí thế lĩnh vực thánh nhân đỉnh cấp lập tức khóa lam tiểu bố lại cho dù đối phương còn chưa ra tay nhưng lam tiểu bố cũng cảm thấy hô hấp có chút gian nan trong lòng hắn âm thầm chấn động thực lực của thạch trường hành này không biết là bước đại đạo thứ mấy sao lại mạnh mẽ như vậy lam tiểu bố không kiêu ngạo cũng không hèn mọn mà nói ta đương nhiên là biết hơn nữa con gái của ngươi còn do ta cứu ra ngoài ngươi cứu con gái ta bây giờ uyển dung thế nào thạch trường hành vô cùng sốt ruột giọng nói cũng trở nên run rẩy rõ ràng trong lòng hắn ta con gái vô cùng quan trọng lam tiểu bố nói thạch uyển dung bị đại băng bàn cung cầm tù đồng thời ép nàng ngày đêm không ngừng dùng nguyên khí đại đạo của mình nuôi dưỡng băng đàn để lấy đi đạo tắc đại đạo của nàng đại băng bàn cung chắc hẳn muốn dùng cách này để lấy được công pháp đại đạo của nàng khi ta gặp được nàng nàng sống rất gian nan đáng chết nghe thấy lam tiểu bố nói sát ý quanh người đã sắp ngưng thành thực chất cảm nhận được luồng sát ý này sách khổ huệ thăng cũng không nhịn được mà giật nảy mình lam tiểu bố tu luyện đại đạo tự thân so với sách khổ huệ thăng mà nói thì tốt hơn rất nhiều cho dù sát ý bùng nổ nhưng thạch trường hành vẫn rất tỉnh táo hắn ta cũng không vì lời lam tiểu bố nói là thả lỏng đè ép lĩnh vực của mình lên người lam tiểu bố dù sao thì đại băng bàn cung cũng là một đạo môn cấp một người nói ngươi có thể im hơi lặng tiếng mà vào đại băng bàn cung thậm chí còn cứu con gái của ta tu vi của ngươi chỉ là bước đại đạo thứ tư dựa vào đâu mà làm được chỉ bằng cái thất giới thạch kia của ngươi mặc dù giọng điệu rất nghiêm khắc nhưng trong lòng hắn ta cũng vô cùng khâm phục khi bị lĩnh vực đại đạo của mình áp chế lam tiểu bố vẫn có thể nhẹ nhàng đối mặt cái này rõ ràng là một người tu luyện đại đạo tự thân đại đạo tự thân có thể tu luyện đến bước thứ tư quả thật quá thần kỳ thất giới thạch sách khổ huệ thăng kinh ngạc nhìn lam tiểu bố hắn ta không ngờ loại bảo vật nổi danh lừng lẫy như thất giới thạch lại đang ở trên người lam tiểu bố trong lòng lam tiểu bố thầm than tu vi thấp đúng là chẳng thể che giấu được gì cả thạch trường hành này rốt cuộc là yêu quái gì biến thành thậm chí hắn còn không cảm nhận được thần niệm thạch trường hành đảo qua người vậy mà lại biết hắn có thất giới thạch cái này không chỉ đơn giản là đáng sợ thôi lam tiểu bố đành phải nói ta đương nhiên có cách của ta cho dù ngươi có tin hay không ta quả thật đã cứu con gái của ngươi cho dù như thế nào hắn cũng sẽ không nói ra chuyện bản thân có vũ trụ duy mô ra nếu như ngươi không muốn nói vậy thì đừng trách ta sư hồn giọng điệu thạch trường hành trở nên nhẹ nhàng lại ẩn chứa thái độ không thể nghi ngờ lam tiểu bố khẽ nhíu mày đang suy nghĩ xem có nên nói chuyện của thái xuyên gia hay không đột nhiên nghĩ đến một chuyện lập tức kêu lên không hay rồi con gái của ngươi đang gặp nguy hiểm thạch trường hành không hề sợ hãi chút nào vẫn lạnh lẽo nhìn chằm chằm lam tiểu bố lam tiểu bố vội vàng nói lúc đó ta cứu con gái của ngươi đi cũng chỉ vì thuận tiện chủ yếu là vì cứu bằng hữu của ta bây giờ ta đột nhiên nhớ ra con gái ngươi sau khi rời khỏi đại băng bàn cung người của đại băng bàn cung nhất định sẽ truy sát con gái của ngươi bởi vì bọn hắn khẳng định sẽ để lại ấn ký đạo niệm trên người con gái của ngươi dường như sợ thạch trường hành không tin lam tiểu bố lấy một mảnh ngọc giản ra ném cho thạch trường hành ta không tìm được bằng hữu lại tìm được nơi con gái ngươi đang bị giam con gái của ngươi đã giúp ta khắc họa ra cái ngọc giản phương vị này thạch trường hành nắm lấy ngọc giản thần niệm quét qua sắc mặt lập tức thay đổi lam tiểu bố nói không sai cái ngọc giản này quả thật là do con gái hắn để lại thạch trường hành cất ngọc giản kia rồi lập tức muốn đi lam tiểu bố lại gọi thạch trường hành lại trường hành đạo tôn muốn đi đâu đương nhiên là biến đại băng bàn cung thành bột mịn giọng điệu thạch trường hành ẩn chứa khí thế sát phạt nồng đậm lam tiểu bố đành phải nói ra bây giờ đạo tôn đi đại băng bàn cung chắc chắn cũng không thể nào tìm được uyển dung sư tỷ bởi vì nàng đã chạy trốn dựa vào truyền tống trận không định hướng do ta bố trí ra hơn nữa bây giờ người đại băng bàn cung chắc chắn đang đuổi giết nàng cho nên mỗi một giây đều cực kỳ quý giá bây giờ đi đại băng bàn cung cho dù giết sạch toàn bộ đại băng bàn cung cũng không làm được chuyện gì cả hơn nữa sau khi đại băng bàn cung biết mọi chuyện bị bại lộ sẽ truy sát con gái ngươi hoặc nhanh chóng chạy trốn hoặc là giết con gái của ngươi rồi chạy vậy phải làm sao đây thạch trường hành theo bản năng hỏi lại hắn ta vì an nguy của con gái mà nói chuyện không suy nghĩ gì nhiều chứ cũng không thật sự muốn nhờ lam tiểu bố nghĩ giúp lam tiểu bố nói cách tốt nhất chính là sách khổ huệ thăng đạo hữu đến bên ngoài đại băng bàn cung chờ đợi chỉ cần các nàng bắt được uyển dung sư tỷ thì nhất định sẽ kéo về đại băng bàn cung thiên đế chỉ cần bắt toàn bộ người tiến vào đại băng bàn cung là biết bọn hắn có bắt được uyển dung sư tỷ hay không ta và trường hành đạo tôn đi tìm uyển dung sư tỷ nhanh chóng tìm ra được uyển dung sư tỷ trước khi người đại băng bàn cung tìm được nàng ta chỉ lo lắng các nàng diệt khẩu sách khổ huệ thăng thở dài hắn ta biết một khi thạch uyển dung bị giết chỉ sợ thiên đế như hắn ta cũng chẳng được lợi gì rất có thể sẽ chôn cùng ngược lại là lam tiểu bố cứu được thạch uyển dung nói không chừng còn có thể sống sót lam tiểu bố mỉm cười các nàng không dám giết uyển dung sư tỷ ở bên ngoài đại băng bàn cung cho dù muốn giết cũng phải kéo về đại băng bàn cung rồi mới giết sách khổ huệ thăng vừa xoay chuyển ý nghĩ đã hiểu ra hắn ta lập tức hành lễ với thạch trường hành nói trường hành đạo tôn nếu như tin tưởng ta bây giờ ta lập tức đến đại băng bàn cung hắn ta hiểu được ý lam tiểu bố nói đại băng bàn cung to gan cũng không dám giết thạch uyển dung ở bên ngoài dù sao thạch uyển dung cũng là con gái của thạch trường hành một khi bỏ mình rất có thể đạo tắc sẽ tràn ra ngoài vậy thì rất có khả năng sẽ bị thạch trường hành phát hiện ra cho dù bọn hắn có hủy diệt không gian thạch trường hành cũng có khả năng quay ngược thời không cho nên muốn giết thạch uyển dung chỉ có thể kéo về đại băng bàn cung được cứ làm như vậy đi chỉ là trung ương thế giới mênh mông rộng lớn ngươi làm sao xác định được phương vị của uyển dung thạch trường hành nhìn chằm chằm lam tiểu bố ngay cả hắn ta cũng không tìm được phương vị của Thạch Uyển Dung, Lam Tiểu Bố dựa vào đâu mà có thể tìm được? Lam Tiểu Bố ôm quyền nói, ta đã đưa một chiếc nhẫn cho Uyển Dung sư tỷ, mặc dù ta không để lại ấn ký đạo niệm trên chiếc nhẫn kia, nhưng mà chiếc nhẫn đó là do ta luyện chế ra, cho nên ta có thể thông qua ngược dòng đạo tắc mà tìm được vị trí. Còn một câu nữa mà Lam Tiểu Bố chưa nói ra, đó chính là Thạch Uyển Dung dùng truyền tống trận không định hướng, của hắn rời khỏi Đại Băng Bàn cung, cho dù hắn không biết rốt cuộc truyền tống đến đâu nhưng hắn có thể xác định được phương vị truyền tống đại khái mong đạo hữu bây giờ lập tức bố trí đạo tắc truy tố trận thái độ của thạch trường hành đối với lam tiểu bố rõ ràng đã thay đổi sách khổ huệ thăng cũng nhanh chóng chào từ biệt thạch trường hành chuẩn bị tiến về đại băng bàn cung trong lòng sách khổ huệ thăng thật lòng cảm kích lam tiểu bố nếu như không có lam tiểu bố đối mặt với loại cường giả như thạch trường hành hắn ta ngay cả chút bọt nước cũng chẳng tạo ra được đã bị xử lý rồi ngươi nhanh đến bên ngoài đại băng bàn cung trông coi chuyện này mà làm tốt chuyện cũ ta sẽ bỏ qua thạch trường hành nhìn chằm chằm sách khổ huệ thăng nói một câu vâng ta nhất định sẽ làm chuyện này thật hoàn mỹ mặc dù là thiên đế nhưng mà sách khổ huệ thăng hiểu rất rõ thiên đế như hắn ta ở trước mặt thạch trường hành chẳng là gì cả còn chưa thỉnh giáo đạo hữu xưng hô như thế nào trước khi đi sách khổ huệ thăng hành tiên thủ lễ với lam tiểu bố một cái cảm tạ sự trượng nghĩa của lam tiểu bố ta tên là lam tiểu bố thương vĩ là tên giả mà ta dùng Lam Tiểu Bố do dự một chút, cuối cùng vẫn nói thật hắn cảm thấy sách khổ huệ thăng này có thể kết giao được. Lam Tiểu Bố, sách khổ huệ thăng đột nhiên cảm thấy cái tên này rất quen, dường như đã từng nghe nói qua. Đúng rồi, năm đó trong số những người mất tích cùng cô sắc, cũng có một người tên là Lam Tiểu Bố. Giờ phút này sách khổ huệ thăng đã đoán ra, cô sắc vẫn lạc rất có thể có liên quan đến Lam Tiểu Bố, thậm chí chuyện thính đạo hào cũng có liên quan đến Lam Tiểu Bố. Sách khổ huệ thăng hít một hơi thật sâu, cho dù hắn ta có suy đoán chính xác hay không, Lam Tiểu Bố này nhất định không hề đơn giản. Nếu như thính đạo hào thật sự do Lam Tiểu Bố diệt đi, Lam Tiểu Bố kia tuyệt đối là một người cẩn thận. Nếu là người cẩn thận, tại sao Lam Tiểu Bố lại đến đại băng bàn cung? Còn nữa, Lam Tiểu Bố làm sao có thể im hơi lặng tiếng mà tiến vào đại băng bàn cung? Chỉ mới đi được nửa nén hương, sách khổ huệ thăng đã đột nhiên chấn động. Hắn ta ngừng lại hắn ta nhớ đến một chuyện, thánh kiếm cung bị diệt vong. Sở dĩ thánh kiếm cung bị diệt vong, đó là vì Thánh Kiếm Cung có nữ tử Hỗn Độn Đạo thể. Đại Băng Bàn Cung và Thánh Kiếm Cung có một điểm giống nhau, đó chính là Hỗn Độn độc giác thú, mà Đại Băng Bàn Cung lấy được và Hỗn Độn Đạo thể mà Thánh Kiếm Cung lấy được, nghe đồn đều đến từ chỗ cháu gái quan dục tuyết của Quan Sung Chân Diễn Thánh Đạo. Sách khổ Huệ thăng càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, cuối cùng cũng không nhịn được mà khẳng định chính là Lam Tiểu Bố làm. Lam Tiểu Bố nói đi vào cứu người, không phải cứu người nào khác, mà chắc hẳn là cứu Hỗn Độn độc giác thú trong lòng hắn ta không nhịn được mà cảm thán đại vũ trụ còn có loại người gan to bằng trời này điểm đáng nghi duy nhất chính là hắn ta không nghe thấy chuyện đại băng bàn cung bị mất hỗn độn độc giác thú truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé a à, đưa đạo tắc vào trong trận người đã có thể bố trí kết giới vũ trụ rồi thạch trường hành khiếp sợ nhìn lam tiểu bố cho dù bây giờ hắn ta chỉ miễn cưỡng bước vào cấp độ kết giới hơn nữa còn chưa lý giải thông thấu về kết giới như lam tiểu bố hắn ta đương nhiên là không biết hai người lam tiểu bố và mạc vô kỵ đã tập trung vào nghiên cứu kết giới một khi xảy ra vấn đề gì sẽ lấy vũ trụ duy mô ra tạo dựng mô hình kết cấu trong hạo hãn này cho dù là đại vũ trụ cũng không thể tìm ra được cái vũ trụ duy mô thứ hai cộng thêm cho dù là lam tiểu bố hay là mạc vô kỵ đều tu luyện đại đạo tự thân hai người cùng nhau thử nghiệm trình độ kết giới đương nhiên tiến bộ rất nhanh lam tiểu bố cười cười chỉ là ngẫu nhiên nghiên cứu với bằng hữu một chút, khá có hứng thú với cái này, cho nên cũng có chút tâm đắc. Thạch Trường Hành nghiêm giọng nói, ngươi đây không phải là có chút tâm đắc, với thủ đoạn trận đạo của ngươi, tương lai mà bố trí truyền tống trận giữa các thế giới tại đại vũ trụ, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Một khi ngươi có thể bố trí ra truyền tống trận có khoảng cách dài như vậy, địa vị của ngươi ở đại vũ trụ không thể nào thấp hơn thiên đế được. Ta đoán với tài nghệ bây giờ của ngươi, chờ ngươi bước vào bước đại đạo thứ năm, là có thể ở đại vũ trụ bố trí truyền tống trận giữa các thế giới gần nhau. Trong trăm vạn năm, ngươi chắc hẳn có thể bố trí truyền tống trận giữa các thế giới. Đừng nói là không thấp hơn thiên đế, chỉ cần có thể bố trí truyền tống trận giữa các thế giới, vậy thì địa vị nhất định sẽ cao hơn thiên đế. Bây giờ truyền tống trận giữa các thế giới cũng là do đạo tổ tự mình ra tay bố trí. Đạo tổ đương nhiên không thể bố trí quá nhiều truyền tống trận, cho nên danh ngạch truyền tống giữa các thế giới ở đại vũ trụ quá quý hiếm lại quý giá. Lam Tiểu Bố lấy tâm thiên độc ra, mới đổi được một danh ngạch. Nếu không thì đừng hòng dùng được. Truyền tống trận đại vũ trụ sở dĩ khó bố trí được, cũng là vì có quá nhiều không gian khư hỗn độn tồn tại. Không cẩn thận, vậy thì không phải là truyền tống, mà là mất mạng. Lam Tiểu Bố không trả lời Thạch Trường Hành, hắn bố trí truyền tống trận giữa các thế giới ở đại vũ trụ, mà còn cần trăm vạn năm sao. Đây là xem thường hắn đến mức nào chứ? Vũ trụ duy mô của hắn đang tạo dựng mô hình kết cấu truyền tống trận giữa các thế giới, ở đại vũ trụ, chờ cái mô hình kết cấu này tạo dựng xong, hắn cho dù không bước vào bước thứ năm, cũng có thể miễn cưỡng bố trí được truyền tống trận giữa các thế giới. Đại trận ngược dòng tìm kiếm của Lam Tiểu Bố được bố trí rất nhanh, chỉ nửa canh giờ, chẳng những bố trí xong đại trận, còn tạo dựng ra phương hướng đại khái trích nhẫn của hắn. Lam Tiểu Bố khắc họa ra đạo tắc chỉ hướng phương vị, khi đang định nói bây giờ có thể đi rồi, đã cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, sau đó hắn phát hiện ra mình đã bị lĩnh vực của Thạch Trường hành bao lấy rồi nhanh chóng di chuyển. Tốc độ này so với tốc độ của Thất giới Thạch thì nhanh hơn rất nhiều. Không chỉ như vậy, Ngọc Giản chỉ hướng phương vị đạo tắc trong tay hắn, cũng đã rơi vào trong tay Thạch Trường Hành. Cái này khiến trong lòng Lam Tiểu Bố rất khó chịu, gia hỏa này ỷ vào tu vi của mình cao, chẳng tôn trọng ý kiến của người khác gì cả. Ta kéo theo ngươi tốc độ sẽ nhanh hơn một chút, với tốc độ Thất giới Thạch kia của ngươi, lãng phí quá nhiều thời gian. Đương nhiên, không phải Thất giới Thạch không được, mà là tu vi của ngươi không được thạch trường hành dường như cũng cảm thấy mình làm việc có chút ngang ngược cho nên giải thích một câu lam tiểu bố từ tốn nói thạch đạo hữu tu vi cao đương nhiên người nói là được thạch trường hành sửng sốt lập tức đã biết trong lòng lam tiểu bố đang rất khó chịu trước đó gọi hắn ta là tiền bối sau đó gọi hắn ta là trường hành đạo tôn bây giờ thì hay rồi dứt khoát gọi là thạch đạo hữu rất rõ ràng nếu như không phải thực lực của lam tiểu bố không bằng hắn ta bây giờ hắn ta đoán lam tiểu bố đã trở mặt với hắn ta ngay tại chỗ rồi trên thực tế Thạch Trường Hành đoán không sai, nếu như không phải thực lực Lam Tiểu Bố không đủ, hắn nhất định sẽ lập tức trở mặt. Dù sao thì hắn cũng đang giúp Thạch Trường Hành tìm kiếm Thạch Uyển Dung. Không chỉ như vậy, trước đó hắn còn cứu được Thạch Uyển Dung. Thạch Trường Hành ngươi cho dù có nôn nóng đến đâu, cũng phải tôn trọng ý kiến của hắn, một chút hỏi thăm một câu thôi tốn nhiều thời gian lắm à? Chỉ một câu Lam Tiểu Bố nói, Thạch Trường Hành đã cảm thấy Lam Tiểu Bố là một người có thể kết giao, ít nhất thì không quá âm u, đổi thành người khác ai dám vào lúc này gọi hắn ta là thạch đạo hữu? Đây là muốn chết sao? Trừ cái đó ra, hắn ta cảm thấy mặc dù Lam Tiểu Bố có tâm cơ, nhưng vẫn không giữ được bình tĩnh. Nếu không, bây giờ nhất định vẫn gọi hắn ta là trường hành đạo tôn, không nói rõ sự bực bội của mình ra miệng. Với cái tâm tính này của ngươi, cho dù hôm nay không gặp được ta, chuyện ngươi diệt thánh kiếm cung sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ. Thạch trường hành từ tốn nói, trong lòng Lam Tiểu Bố trầm xuống, gia hỏa này làm sao lại biết hắn tiêu diệt thánh kiếm cung có phải ngươi đang khó hiểu vì sao ta lại biết ngươi tiêu diệt thánh kiếm cung ngươi có thể bố trí đại trận cấp bậc kết giới nghe nói thánh kiếm cung bị bảy đạo tắc thần thông bày sẵn phá hủy có thể đưa đạo tắc thần thông dung nhập vào trận đạo không có mấy người cộng thêm ngươi đã từng đến đại băng bàn cung cứu người ngươi không phải cứu người chắc hẳn là con hỗn độn độc giác thú kia nhỉ nghe nói hỗn độn đạo thể của thánh kiếm cung và hỗn độn độc giác thú đều xuất phát cùng một nơi ngươi có thể im hơi lặng tiếng đi vào đại băng bàn cung nói rõ ngươi có thể tránh thoát các loại đại trận của đại băng bàn cung, cho nên ngươi cảm thấy chuyện này rất khó đoán sao? giọng điệu thạch trường hành lạnh nhạt, lam tiểu bố im lặng không nói, thạch trường hành có thể đoán được, xem ra thiên đế sách khổ hệ thăng của ma như thế giới cũng có thể đoán được. quả nhiên không đợi lam tiểu bố nói chuyện, thạch trường hành đã nói một lần nữa, ngươi để lộ ra mình có thể im hơi lặng tiếng ra vào đại băng bàn cung, nếu như ta đoán không sai, sách khổ hệ thăng chắc hẳn cũng đã đoán được chuyện thánh kiếm cùng bị diệt có liên quan đến ngươi ngươi đến từ ma như thế giới. Ta còn nghe nói ở ma như thế giới có người dám động đến phá khư thuyền, của phá khư thánh đạo, cái này không phải cũng là do ngươi làm chứ. Lam tiểu bố biết đã không thể bỏ lơ tên thạch trường hành trước mắt này, hắn im lặng rồi nói, thạch đạo hữu, tốt xấu gì thì ngươi cũng là nhân vật lớn, chẳng lẽ suốt ngày ngươi không có việc gì, cứ nghe ngóng mấy loại chuyện nhỏ như nơi nào phá khư thuyền bị tiêu diệt, chỗ nào xuất hiện hỗn độn thú sao. Thạch Trường Hành im lặng một hồi, thở dài một tiếng, nếu như đổi thành trước đó, những chuyện này ta quả thật không biết, nhưng bây giờ ta muốn tìm con gái Uyển Dung của ta, tất cả mọi tin tức ta đều muốn thu thập. Sau khi nói xong, hắn ta nhìn lướt qua Lam Tiểu Bố đang bị lĩnh vực của hắn ta bao bọc, mà độn hành, xem ra ta thật sự đoán không sai, vậy mà đúng là ngươi làm, lá gan của ngươi cũng không nhỏ. Lam Tiểu Bố biết mình đã bại lộ khi mình bố trí kết giới vũ trụ, muốn xử lý phá khư thuyền vậy thì nhất định phải im hơi lặng tiếng mà tiến vào phá khư thuyền chỉ có nắm trong tay thủ đoạn kết giới vũ trụ mới có thể im hơi lặng tiếng mà tiến vào phá khư thuyền cho nên thạch trường hành biết mình đến từ ma như thế giới lại biết kết giới vũ trụ đoán được phá khư thuyền bị cướp có liên quan đến hắn thấy lam tiểu bố im lặng thạch trường hành lại nói tiếp ngươi cũng vì cứu con gái ta mới bị lộ ta cho ngươi một lời khuyên trước khi thực lực của mình chưa đến một trình độ nhất định đừng để lộ ra chuyện mình có thể bố trí được kết giới vũ trụ nếu không thì ngươi sẽ chết rất khó coi. Bởi vì chỉ cần ngươi để lộ ngươi biết bố trí kết giới vũ trụ, vậy thì rất nhiều người đều sẽ đoán được ngươi có liên quan, đến chuyện Thánh kiếm cung bị hủy diệt. Lam tiểu bố chẳng muốn nói gì nhiều, những lão yêu quái này quả thật quá đáng sợ. Chỉ cần không để tâm một chút, bọn gia hỏa này sẽ suy tính ra được tổ tông ba đời của ngươi. Vốn đang định đi tìm Thạch Trường Hành để hỗ trợ, đến chân diễn Thánh đạo, bây giờ xem ra, gia hỏa này có thể sẽ không hỗ trợ. Đối với chuyện Lam tiểu bố giữ im lặng, Thạch Trường Hành cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ tăng thêm tốc độ độn hành. Nửa đường thậm chí còn không ngừng dùng các loại phù lục độn hành, sau đó qua một khoảng thời gian lại nghiên cứu đạo tắc phương vị chỉ hướng, mà mình đã khắc họa ra. Cho dù là như vậy, cũng qua một ngày Thạch Trường Hành mới dừng lại, sau khi hai chân lam tiểu bố chạm đến mặt đất thì trong lòng âm thầm chấn động, khỏi cần phải nói, khoảng cách này mà để cho hắn chạy, có lẽ cả năm cũng không thể đến được. Phương vị mà ngươi khắc họa ra chắc hẳn ở gần đây. Thần niệm của Thạch Trường Hành mở rộng ra ngoài, vừa nhìn lam tiểu bố lam tiểu bố không cần thạch trường hành nói lần thứ hai đã bố trí đại trận ngược dòng truy tìm một lần nữa lần này hắn bố trí nhanh hơn chỉ là sau khi bố trí xong thì hắn lại nhíu mày chuyện gì xảy ra vậy thạch trường hành nhìn chằm chằm lam tiểu bố trong lòng hắn ta còn căng thẳng hơn cả lam tiểu bố lam tiểu bố khó hiểu nói không đúng trừ khi chiếc nhẫn của thạch uyển dung đã bị cất vào thế giới của mình thế thì ta có dùng đại trận ngược dòng truy tìm cũng không thể tìm được lam tiểu bố cho rằng cho dù đối phương có là bước đại đạo thứ năm đại trận ngược dòng truy tìm của hắn cũng có thể tìm hiểu được đến khi đối phương bỏ trách nhẫn vào trong thế giới của mình sở dĩ tự tin như vậy đó là vì hắn tu luyện đại đạo tự thân tất cả đạo tắc đại đạo đều không dựa vào quy tắc thiên địa của đại vũ trụ trừ khi đối phương hủy đi chiếc nhẫn hoặc là cũng tu luyện đại đạo tự thân đây mới là chuyện khiến hắn khó hiểu ý của ngươi là uyển dung đã bị người ta giết giọng nói của thạch trường hành vô cùng lạnh lẽo dường như muốn đóng băng cả người lam tiểu bố lại lam tiểu bố vội vàng nói thạch đạo hữu ta không có nói như thế đây là tự ngươi nói nói xong lam tiểu bố lo lắng thạch trường hành nổi bão nhanh chóng nói một lần nữa thạch đạo hữu khu vực này ngươi có biết không thạch trường hành áp chế lửa giận trong lòng xuống cưỡng ép thả lỏng giọng điệu của mình nói xung quanh mấy ngàn vạn dặm ở nơi này chỉ có một cái phế tích đạo thành đạo thành này vốn có tên là chớ chú đạo thành bởi vì đạo tắc chớ chú ở đạo thành này quá hại người thiên đế khổ nhất xí của trung ương thế giới đã hủy cái đạo thành này đi bây giờ ở xung quanh đây không còn đạo thành nào khác đạo tắc chớ chú trong lòng lam tiểu bố giật mình đại chớ chú thuật đang ở chỗ hắn sao ở đại vũ trụ lại còn có đạo tắc chớ chú người ở thánh kiếm cung có dùng đạo tắc chớ chú chắc hẳn ngươi cũng đã từng học đại chớ chú thuật nhỉ thạch trường hành nhìn chằm chằm lam tiểu bố giọng điệu có một tia trào phúng cái chớ chú đạo thành này có gì đặc biệt sao lam tiểu bố rất muốn đến chớ chú đạo thành xem thử đại chớ chú thuật của hắn rốt cuộc truyền đi đến nơi này như thế nào, gia hỏa tu luyện đại chớ chú thuật ở đây là ai. Sau khi chớ chú đạo thành bị hủy diệt, đã thành một mảnh phế tích, đạo tắc chớ chú bị tiêu diệt, nhưng mà đạo niệm không thể nào thấm thấu vào trong cái đạo thành kia được. Thạch Trường Hành nói đến đây thì đột nhiên ngừng lại, đạo niệm không thể nào thấm vào, con gái của hắn ta có phải đang tránh bên trong chớ chú đạo thành không? Lam Tiểu Bố vô cùng vui mừng nói, Thạch Đạo Hữu, ta khẳng định Uyển Dung Sư Tỷ đang ở trong chớ chú đạo thành, chúng ta lập tức đến đó thôi chẳng đợi lam tiểu bố nói xong thạch trường hành đã lập tức xông ra ngoài lam tiểu bố nhanh chóng đuổi theo con gái của ta đã từng tới nơi này thạch trường hành còn đang đứng ở cửa ra vào chớ chú đạo thành đã trầm giọng nói một câu sau đó bước một bước vào trong chớ chú đạo thành lam tiểu bố đi theo sau thạch trường hành chỉ đi chưa được vài dặm thạch trường hành đã đứng trước một bức tường đổ sau đó cúi người sờ vào một tảng đá nát đừng nói là thạch trường hành ngay cả chính lam tiểu bố cũng cảm nhận được thạch uyển dung từng đến đây nếu như không phải thạch trường hành đang ở đây hắn đã sớm sử dụng vũ trụ duy mô tạo dựng mô hình kết cấu thật sự là vì thực lực của thạch trường hành quá mức đáng sợ lam tiểu bố hoài nghi ra hỏa này đã vượt qua bước đại đạo thứ bảy cường giả loại này một khi hắn lấy vũ trụ duy mô ra rất có thể sẽ bị phát hiện thạch trường hành đột nhiên đứng lên giọng điệu ẩn chứa sát ý nồng đậm nói lúc trước vì sao khổ nhất xí không giết chết ngươi ta không quan tâm nếu như trong 10 giây, ta không nhìn thấy được con gái của ta, đại vũ trụ có mênh mông thế nào, ta thể sẽ không có chỗ cho người náo thân. 10, 9, 8, Thạch Trường Hành nói xong thì trực tiếp bắt đầu đếm số, nhưng mà Lam Tiểu Bố lại cảm nhận rõ ràng được, lĩnh vực thánh nhân của Thạch Trường Hành đã khóa toàn bộ chớ chú, đạo thành lại hắn đoán sở dĩ Thạch Trường Hành không chủ động đi tìm con gái, chính là lo lắng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn hoặc là phòng ngừa đối phương chó cùng dứt dậu. Lam Tiểu Bố lại lặng lẽ sử dụng vũ trụ duy mô, bắt đầu tạo dựng mô hình kết cấu của cái đạo thành này. Trước đó hắn không dám tạo dựng, là vì Thạch Trường Hành vẫn đặt một phần lực chú ý lên người hắn. Bây giờ lực chú ý của Thạch Trường Hành đã không còn ở trên người hắn nữa, đã đặt 100% lực chú ý trong cái đạo thành tàn phá này, cho nên hắn mới dám dùng vũ trụ duy mô, tạo dựng mô hình kết cấu của cái đạo thành tàn phá này. Sở dĩ mạo hiểm tạo dựng mô hình kết cấu là bởi vì Lam Tiểu Bố cảm thấy đạo tắc chớ chú, nơi này và đại chớ chú thuật của hắn có chút khác biệt giống như đạo tắc chớ chú mà đại chớ chú thuật của hắn còn thiếu hụt, ở chỗ này có thể bù đắp được ngoài ra, đại chớ chú thuật ở nơi này thiếu hụt chỗ nào, đại chớ chú thuật của hắn cũng có thể bù đắp vào. Thạch Trường Hành vừa mới đếm tới ba, ở nơi xa đã đột nhiên chuyển đến tiếng kêu sợ hãi. Thạch Trường Hành lập tức vọt đến, sau khi Lam Tiểu Bố xác định vũ trụ duy mô bắt đầu tạo dựng mô hình kết cấu, lúc này mới không nhanh không chậm đi theo sau. Dung Nhi Thạch Trường Hành nhìn Thạch Uyển Dung tóc vàng khô thưa thớt đang ngồi trên đá vụn, thở ra một hơi thật dài, sát ý lập tức bao quanh toàn thân. Vậy mà cha tấn con gái của hắn ta thành như thế này, nếu như hắn ta không hủy đi đại băng bàn cung, thạch trường hành hắn ta sống cũng vô dụng rồi. Cha! Thạch Uyển Dung đang hoảng sợ nhìn thấy thạch trường hành, cả người đều thả lỏng lại, lập tức nhào vào lồng ngực thạch trường hành. Nếu như không phải tu vi của nàng thật sự là bước đại đạo thứ tư, nói không chừng nàng đã khóc lên rồi. Thạch trường hành vươn tay ra đưa một đạo đạo tắc tỉnh táo vào mi tâm, của Thạch Uyển Dung, rất nhanh Thạch Uyển Dung đã từ hoảng sợ bình tĩnh lại, giọng điệu của nàng kích động có chút run rẩy. Cha, ta biết ngươi nhất định có thể tìm đến đây, ta không nghĩ sai. Lam tiểu bố lại nhìn hai cái thi thể tái nhợt cách đó không xa, hai bộ thi thể này, có một cái có dáng người rất cao, một cái thì lại nhỏ gầy. Nhìn qua chết không lâu, hơn nữa đạo tắc băng nguyên còn chưa tiêu tán hai người này, tuyệt đối là người của đại băng bàn cung, có thể thấy được người của đại băng bàn cung đã tìm được thạch uyển dung trước thạch trường hành chỉ là không biết vì sao mà các nàng chết rồi, cho đến bây giờ Thạch Uyển Dung vẫn còn sống. Có lẽ là vì Thạch Uyển Dung có một người cha cường đại, có núi dựa đúng là tốt. A, à, là ngươi. Đại ca ngươi lại cứu ta. Thạch Uyển Dung cuối cùng cũng nhìn thấy Lam Tiểu Bố, lập tức vui mừng kêu lên, nhanh chóng hiểu ra vì sao phụ thân lại ở chỗ này, nhất định là do Lam Tiểu Bố gọi đến. Thạch Trường Hành nhìn về phía Lam Tiểu Bố, xem ra ngươi nói không sai, ngươi thật sự đã cứu con gái ta hóa ra lúc trước hắn ta vẫn luôn còn hoài nghi lam tiểu bố có lẽ sở dĩ không ra tay với lam tiểu bố là bởi vì còn chưa tìm được con gái thạch uyển dung thạch uyển dung vội vàng nói đúng vậy không có vị đại ca này ta hoàn toàn không thể trốn thoát khỏi cấm chế của đại băng bàn cung thạch trường hành gật đầu với lam tiểu bố đã như vậy thế thì ta sẽ không lấy thất giới thạch của ngươi nữa trong lòng lam tiểu bố thầm mắng to đây chính là thù lao của đối phương sao không lấy thất giới thạch của hắn cái ân tình này thật lớn lao nhỉ quả nhiên là trong mắt những người có tu vi cao, người có tu vi thấp như bọn hắn, đều không bằng sâu kiến. Đồng thời Lam Tiểu Bố cũng hiểu rõ, đối phương vẫn luôn mơ ước thất giới thạch của hắn, sở dĩ không ra tay, chỉ sợ cũng là vì hắn đã cứu thạch Uyển Dung, còn nữa là trước đó vẫn chưa thể tìm được thạch Uyển Dung. Có thể khẳng định, một khi không tìm được thạch Uyển Dung, gia hỏa này không giết Lam Tiểu Bố hắn, cũng sẽ cướp đi thất giới thạch của hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cha, ngươi nói gì vậy, ta ở đại băng bàn cung sống không bằng chết. Thạch Uyển Dung nhìn thấy phụ thân Thạch Trường Hành của mình, lập tức khôi phục lại về ban đầu, chẳng những nói chuyện rất nhanh, hơn nữa cũng không cố kỵ gì cả. Nói đến chuyện hai tên cường giả của đại băng bàn cung truy sát đến chớ chú Đạo Thành, sau đó hai tên cường giả này vô duyên vô cớ bị giết, nàng bị đạo tắc chớ chú khóa lại, Thạch Trường Hành âm thầm sợ hãi. May là con gái sớm nói ra tên tuổi của hắn ta, cũng may, thư ở nơi này kiêng kỵ hắn ta, cho nên mới không dám ra tay với con gái hắn ta. Chẳng qua nếu như hắn ta đến muộn thêm một chút nữa, vậy thì chưa chắc. Đại Băng Bàn Cung, Thạch Trường Hành hừ lạnh một tiếng, lập tức nói, "Dung Nhi, đi theo cha đến Đại Băng Bàn Cung một chuyến." Nói xong, Thạch Trường Hành nhìn về phía sâu trong phế tích nói một tiếng, "Xét ở chỗ ngươi không hề động đến con gái của ta, ta tha cho ngươi một lần." Trên thực tế Thạch Trường Hành biết rất rõ, nếu như hắn ta không đến, con gái nhất định sẽ xảy ra chuyện chẳng qua nếu như con gái mình không đến đây, nơi này trợ giúp con gái che giấu, con gái mình cũng không thể sống đến bây giờ. chờ ta lưu lại đạo tác thông tin của đại ca, tương lai khi đại ca cần giúp đỡ. sau khi bị Thạch Trường Hành cuốn đi, Thạch Uyển Dung lập tức hét lớn, không cần. Thạch Trường Hành chỉ nói hai chữ, đã lập tức biến mất cùng Thạch Uyển Dung. trong lòng Lam Tiểu Bố khinh bỉ, gia hỏa này đúng là qua cầu rút ván mà. mặc dù hắn cũng không có ý tìm Thạch Trường Hành hỗ trợ nhưng mà ngay cả cơ hội nói chuyện thạch trường hành cũng không cho hắn gia hỏa này kiêu ngạo đến mức nào chứ hắn không tin không có thạch trường hành ngươi ta không thể cứu người được lam tiểu bố vừa nghĩ đến đây một cái lệnh phù lập tức rơi vào trong tay của hắn bên tai là giọng nói của thạch trường hành đây là lệnh phù thân phận của ta ngươi có thể cầm lệnh phù này nhận chức ở bất cứ đạo môn hoặc là thiên đình để hoàn thành một việc xem như bồi thường ngươi đã cứu con gái ta đạo vận lưu chuyển trên lệnh phù thần niệm quét qua giống như nước rơi vào trong biển cả kích phát ra từng luồng đạo vận uy nghiêm thật mạnh trong lòng lam tiểu bố âm thầm chấn động nhanh chóng lấy một cái hộp ngọc ra đặt lệnh phù vào trong trong lòng thầm nghĩ tính ra thạch trường hành ngươi còn có chút lương tâm nhưng mà hắn không thích loại người này đối phương chướng mắt hắn hắn cũng chướng mắt đối phương ra hỏa này không nghĩa khí chút nào chỉ cần hắn không hiển lộ ra bản thân biết kết giới vũ trụ chắc hẳn sẽ không có người nào hoài nghi hắn tiêu diệt thánh kiếm cung trước đấy hắn còn muốn đi gặp thiên đế sách khổ huệ thăng của ma như thiên đình một chút. Thạch Trường Hành biết hắn tiêu diệt thánh kiếm cung nhưng sẽ không nói ra, nhưng mà sách khổ huệ thăng nói ra hay không thì hắn không chắc. Theo lời Thạch Trường Hành nói, sách khổ huệ thăng có thể cũng đã đoán ra được là hắn diệt đi thánh kiếm cung. Lam Tiểu Bố nghĩ đến đây, trong lòng đột nhiên giật mình. Biết kết giới vũ trụ, trừ hắn ra còn có mặc vô kỵ. Lỡ như mặc vô kỵ bại lộ, ra chuyện kết giới vũ trụ, bọn gia hỏa này có khi nào đổ những chuyện hắn làm lên đầu mặc vô kỵ không? cha vị đại ca kia rất tốt hắn cứu ta mà không yêu cầu ta phải làm gì cả chúng ta đối xử với hắn như vậy có phải quá đáng rồi không sau khi rời khỏi chớ chú đạo thành thạch uyển dung không nhịn được nói thạch trường hành thở dài ngươi còn nhỏ rất nhiều chuyện ngươi còn chưa hiểu được ngươi cho rằng người này đơn giản sao đơn giản thì đã không thể nào dễ dàng ra vào đại băng bàn cung đơn giản thì không thể nào diệt cả thánh kiếm cung cái gì hắn tiêu diệt thánh kiếm cung thạch uyển dung chấn động Thạch Trường Hành gật đầu, không sai, Thánh Kiếm Cung chính là bị hắn diệt. Không chỉ như vậy, hắn còn làm một chuyện khác không kém gì diệt Thánh Kiếm Cung. Chuyện này chỉ có ta biết, ta không biết còn có chuyện nào ta không biết nữa. Cho nên mặc dù người này có can đảm và có bản lĩnh, người cũng không nên tiếp xúc nhiều với hắn. Đây là một ngôi sao tai họa gan to bằng trời, ai mà trở thành bằng hữu với hắn, sớm muộn gì cũng sẽ bị liên lụy. Nếu như trước lúc này, Thạch Uyển Dung khẳng định sẽ lập tức phản bác, nếu như không có loại người gan to bằng trời như Lam Tiểu Bố, bây giờ nàng còn đang bị nhốt ở Đại Băng Bàn Cung. Thế nhưng nàng há hốc mồm, không biết phải nói bất cứ lời nào cả. Đã trải qua chuyện ở Đại Băng Bàn Cung, nàng đã hiểu ra rất nhiều chuyện, ít nhất thì không còn như lúc trước, vẫn cho rằng chỉ cần người ta biết nàng là con gái của Thạch Trường Hành, không có người nào có thể động đến nàng. Bây giờ đã biết rõ, cho dù nàng là con gái của đạo tổ, cũng sẽ có người dám động đến nàng. Phụ thân nàng cũng không phải là vô địch chọc đến quá nhiều kẻ thù cũng sẽ bị người vây giết xử lý. Bởi vì mình đã trải qua một lần nguy hiểm, cho nên sau khi nghe thấy Lam Tiểu Bố là ngôi sao tai họa, nàng cố gắng nhịn xuống không tiếp tục yêu cầu phụ thân giúp đỡ Lam Tiểu Bố nữa. Chẳng lẽ để phụ thân vì Lam Tiểu Bố mà khai chiến với Trung ương Thiên Đình sao? Cường già đằng sau Trung ương Thiên Đình chính là đạo tổ đó. Lam Tiểu Bố đang nghĩ ngợi có khi nào mình làm liên lụy đến mặc vô kỵ hay không, đã cảm thấy có một luồng khí thế không thể tả được khóa chặt lấy mình, có một loại âm thầm sợ hãi dâng lên từ tận đáy lòng của hắn. Nhưng khi hắn lưu chuyển đạo vận, loại sợ hãi này lập tức biến mất. Đạo tắc đại chớ chú. Chính bản thân Lam Tiểu Bố đã tu luyện đại chớ chú thuật, đạo quyển đại chớ chú thuật còn đang ở trên người. Loại đạo tắc này một khi xâm nhập vào người, hắn cũng cảm nhận được. Xem ra gia hỏa này đã nhìn ra, hắn và Thạch Trường Hành không có quan hệ gì nhiều, cho rằng hắn có thể tùy tiện bắt nạt. Đúng là mắt mù rồi ha ha, trong lòng Lam Tiểu Bố cười lạnh đây là định múa dìu qua mắt thợ sao nhưng mà lam tiểu bố không hề động đậy vũ trụ duy mô đã tạo dựng ra mô hình kết cấu lam tiểu bố đã khóa lại một góc của chớ chú đạo thành chỉ là lam tiểu bố khẳng định nếu như hắn công kích cái góc chớ chú đạo thành này đối phương tuyệt đối sẽ chạy trốn trước khi hắn công kích lam tiểu bố đang đợi ra hỏa tu luyện đại đạo chớ chú này cuốn hắn đi chỉ là hắn chờ cả nửa ngày hắn cũng không bị cuốn đi chỉ có đạo tắc chớ chú như có như không kia không nhanh không chậm khóa hắn lại gia hỏa này muốn gia tăng sự sợ hãi trong lòng hắn sao nghĩ đến đây lam tiểu bố cảm thấy mình không thể tiếp tục thể hiện bình tĩnh như vậy được ngón tay hắn run nhè nhẹ thân hình điên cuồng lao ra ngoài chớ chú đạo thành quả nhiên ngay khi lam tiểu bố xông ra một luồng đạo tắc chớ chú lạnh lẽo lập tức cuốn lấy cổ hắn sau một khắc lam tiểu bố đã bị đạo đạo tắc chớ chú này cuốn đi bành khi lam tiểu bố rơi xuống mặt đất phát hiện xung quanh mình đều là vách đá hần niệm quét qua một chút Lam Tiểu Bố đã nhận ra, vậy mà hắn lại đang ở bên trong một tảng đá lớn. Chỉ trong chớp mắt, lĩnh vực của Lam Tiểu Bố đã khóa chặt tảng đá này lại, đồng thời khắc họa ra từng đạo trận văn hư không phong ấn không gian này lại. Lúc này ánh mắt Lam Tiểu Bố mới nhìn về phía một góc của tảng đá, ở nơi này chỉ có một cái mộc điều mục nát. Thánh hồn mộc. Lam Tiểu Bố kinh ngạc lên tiếng, thánh hồn mộc cũng không phải thứ đơn giản, giá trị có thể sánh với tâm thiên độc mà hắn từng lấy ra. Nhưng mà Lam Tiểu Bố cũng biết rõ, trong cái thánh hồn mộc này có một cái tàn hồn rất mạnh hơn nữa cái thánh hồn mộc này có thể huyễn hóa thành thân thể bất cứ lúc nào thân thể này cộng thêm tàn hồn không hề kém hơn tu sĩ có thân thể hoàn chỉnh ngươi hình như cũng chẳng lo lắng gì cả một giọng nói chuyển ra từ trong thánh hồn mộc đột ngột vàng lên sau đó đạo tắc chớ chú đang khóa lấy lam tiểu bố giống như đột nhiên có thêm vô số bàn tay nắm chặt các đạo mạch của lam tiểu bố thậm chí ngay cả thần hồn cũng nắm giữ khí thế đáng sợ hơn phun trào quanh người lam tiểu bố Lam Tiểu Bố lại cười ha ha, vung tay lên ném ra một đống trận kỳ, cùng lúc đó, Trường Sinh, đạo thụ diễn sinh ra từng đạo đạo tắc chớ chú Trường Sinh. Chỉ trong chớp mắt, đạo tắc chớ chú đang thẩm thấu vào, trong cơ thể Lam Tiểu Bố đã bị đạo tắc Trường Sinh khóa lại, tay Lam Tiểu Bố kéo một cái, đạo tắc chớ chú vô hình này lập tức bị Lam Tiểu Bố nắm giữ trong tay. Rõ ràng chỉ là một đạo đạo tắc vô hình vô sắc, ở trong tay Lam Tiểu Bố lại tựa như là một vật, thật ngươi cảm thấy ngươi chỉ là một bước đại đạo thứ năm tàn phế nho nhỏ mà còn có tư cách bàn điều kiện trước mặt ta sao?" Lam Tiểu Bố châm chọc nói ngươi muốn thế nào? Trong lòng tên tiểu nhân ở trong thánh hồn mộc vô cùng hối hận, hắn ta co đầu rụt cổ nhiều năm như vậy, sao mấy ngày nay lại lớn gan như vậy? Không nói đến trước đó suýt chút nữa động đến con gái của Thạch Trường Hành, bây giờ lại chọc phải người trẻ tuổi không phân tốt xấu này. Một người có thể đi cùng với người như Thạch Trường Hành, làm sao mà kém được chứ? Không cần phải nói, chỉ dựa vào chuyện người ta chỉ tiện tay là có thể bố trí ra được khốn trận có cấp bậc kết giới vũ trụ, hôm nay hắn ta không thể chạy được rồi. Đưa đạo quyển đại chớ chú thuật của ngươi cho ta xem một chút. Lam tiểu bố từ tốn nói, trong lòng hắn cũng cảm thấy rất kỳ quái. Theo lý mà nói, đạo quyển khai thiên chỉ tồn tại một bản duy nhất, không thể nào sao chép được. Nếu bây giờ đại chớ chú thuật đang ở trên người hắn, gia hỏa này tu luyện được đại chớ chú thuật ở đâu ra? Đạo quyển đại chớ chú thuật của ta đã bị thú sủng của ta trộm đi rồi, ta bị người đánh lén rồi trọng thương bởi vì thân thể không hoàn thiện cho nên không thể tu luyện đại chớ chú thuật hoàn chỉnh được ta ở lại nơi này cũng là vì muốn hấp thu máu thịt và đạo vận của tu sĩ hoàn thiện thân thể của mình cũng có thể hoàn thiện đại chớ chú thuật mà thôi giọng điệu của người trong thánh hồn mộc rất thành khẩn thú sủng của ngươi là thú sủng gì trong lòng lam tiểu bố kinh ngạc người trong thánh hồn mộc nói ra nói thì có lẽ ngươi không tin được đâu thú sủng của ta là một cửu anh đây là một trong những thánh thú cao cấp nhất ta nhận hắn làm đệ tử của mình, ta tên là Phương Chi Khuyết, ta đặt tên cho hắn là Phương Cửu Anh. Không ngờ tên Phương Cửu Anh này lại đáng hận đến tận xương tủy, cho dù ta móc tim móc phổi cho hắn, kết quả tên súc sinh này lại còn phản bội ta. Nó không những nhân lúc ta trọng thương mà hãm hại ta, còn trộm đi đại chớ chú thuật vào một viên đạo trùng chớ chú của ta. Phương Cửu Anh, Lam Tiểu Bố lập tức nhớ đến Phương Chi Phàn, lúc này hắn có thể khẳng định Phương Chi Phàn chính là Phương Cửu Anh. Phương Chi Phản, đây chính là chớ chú thánh nhân chân chính. Gia hỏa này có mặt trắng bệch như một tờ giấy, cộng thêm thân thể cao như một cây gậy trúc, toàn thân là lệ khí, đôi mắt nham hiểm hung ác. Nhìn thế nào, cũng không phải là người tốt. Chỉ là không ngờ gia hỏa này là do cửu anh hóa thành, nhưng mà theo Lam Tiểu bố nghĩ, thân thể của Phương Chi Phản chắc hẳn cũng đã bị hủy. Sau đó không biết gặp được cơ duyên gì, thế mà lại lấy được một cái thân thể chân chính. Đáng tiếc là cái thân thể chân chính này, cũng bị người ta đoạt xá, người đoạt xá chính là Côn Vi, hai tên gia hỏa cáo già này ở cùng một chỗ, quả thật là ý trời. Lam Tiểu Bố cũng hiểu ra vì sao đại đạo chớ chú của hắn từ đầu đến cuối đều có một chút thiếu sót, chắc hẳn là vì đạo trùng chớ chú. Đạo trùng chớ chú đang ở trên người hắn, nhưng mà khi hắn cảm ngộ đại đạo chớ chú, cũng không dùng đến đạo trùng chớ chú hơn nữa, hắn cũng không phải lấy đại chớ chú thuật thành đại đạo tự thân, chỉ xem đại chớ chú thuật như một môn thần thông để tu luyện. Nếu như hắn muốn hoàn thiện đại chớ chú thuật của mình, hoàn toàn không cần đến tên phương chi khuyết trước mắt này, chỉ cần dùng cái đạo trùng chớ chú kia là được. Tin tức của ngươi đối với ta không có chút ý nghĩa nào cả, đã như vậy, ngươi có thể đi chết rồi. Lam tiểu bố quyết định, hôm nay hoàn toàn diệt đi đại chớ chú thuật. Giết phương chi khuyết, chỉ cần hắn không tiết lộ đại chớ chú thuật ra ngoài, đại chớ chú thuật chẳng khác nào đã diệt tuyệt. Đạo hữu giờ cao đánh khẽ, ta tình nguyện giao ra ấn ký thần hồn của mình cho đạo hữu, sinh tử đều do đạo hữu khống chế, phương chi khuyết cảm nhận được sát cơ của lam tiểu bố vội vàng nói hắn ta biết mặc dù bây giờ hắn ta là bước đại đạo thứ năm nhưng thân thể hắn ta không trọn vẹn lam tiểu bố muốn giết hắn ta đơn giản dễ dàng giống như giết gà vậy lam tiểu bố cười ha ha ngươi cảm thấy ta cần loại ấn ký đạo niệm của một phế vật như ngươi sao đại chớ chú thuật mà tu luyện như ngươi thì thôi đi đạo hữu ngươi có biết vì sao năm đó khổ nhất xí không giết ta không khổ nhất xí tiêu diệt cả chớ chú đạo thành nhưng lại giữ mạng của ta lại nếu như ta nói ta có thể chạy được ngươi có tin không phương chi khuyết vội vàng kêu lên lam tiểu bố đương nhiên sẽ không tin khổ nhất xí chính là bước đại đạo thứ bảy muốn giết một tên phương chi khuyết nho nhỏ chắc hẳn không phải mất bao nhiêu sức lực bởi vì ta dạy khổ nhất xí đại chớ chú thuật hơn nữa còn dạy hoàn chỉnh cho khổ nhất xí cho nên cho dù ngươi có giết ta đại chớ chú thuật cũng sẽ không diệt tuyệt phương chi khuyết nói rất nhanh hắn ta lo lắng làm tiểu bố không nói võ đức mà đột nhiên ra tay tên khổ nhất xí này có dã tâm cực lớn thậm chí hắn còn muốn xử lý đạo tổ nhất thống đại vũ trụ mặc dù những chuyện này hắn chưa từng nói nhưng mà ta tự tin rằng mình sẽ không nhìn lầm ta tu luyện đại chớ chú thuật nhiều năm người chết vì đại chớ chú thuật của ta không biết có bao nhiêu người cho nên sự hiểu biết về lòng người của ta hiếm có ai sánh bằng ta có thể giúp ngươi với thiên phú và cơ duyên của ngươi cộng thêm sự trợ giúp của ta, ngươi muốn làm gì cũng có thể làm được dễ dàng, bất cứ chuyện gì cũng không cần tự mình ra tay, chỉ cần nói với ta một tiếng, ta sẽ giúp ngươi làm thỏa đáng. Giọng điệu Phương Chi Khuyết chẳng những thành khẩn, mà còn có một loại khao khát. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong lòng Lam Tiểu Bố tự nhủ, khổ nhất gì muốn chiếm lấy toàn bộ đại vũ trụ thì có mắc mớ gì đến hắn chứ. Rất rõ ràng, khổ nhất xí giữ phương chi khuyết lại là có ý đồ, Nhất định là chờ Phương Chi Khuyết trưởng thành, sau đó đồ sát giúp hắn ta mà thôi. Nói trắng ra là tương lai sẽ đi cõng nồi cho Khổ Nhất Xí. Nếu như nói Khổ Nhất Xí chỉ giữ lại Phương Chi Khuyết, lại không hạ xuống bất cứ ấn ký đạo niệm nào, đến chính bản thân Lam Tiểu Bố cũng không tin. Lam Tiểu Bố lập tức tạo dựng mô hình kết cấu của Phương Chi Khuyết, đồng thời hỏi, Khổ Nhất Xí có để lại ấn ký đạo niệm trên người ngươi không? Phương Chi Khuyết lắc đầu, Khổ Nhất Xí đã nói ở trước mặt ta rằng hắn muốn có được sự trung thành của ta cho nên không hạ ấn ký lên người ta chẳng qua nếu như ta khiến hắn không hài lòng hắn sẽ diệt ta bất cứ lúc nào ngươi tin lời hắn nói sao lam tiểu bố cười lạnh một tiếng tin tưởng thì heo cũng biết leo cây hắn không tin khổ nhất xí sẽ không hạ ấn ký trên người phương chi khuyết phương chi khuyết bây giờ chẳng khác nào gấu chó là bởi vì đại đạo của tên gia hỏa này khuyết thiếu hơn nữa thân thể còn không hoàn thiện một khi chờ gia hỏa này hoàn toàn khôi phục tên kia tuyệt đối sẽ không yếu hơn khổ nhất xí bao nhiêu một cường giả như vậy, nếu như khổ nhất xí không hạ ấn ký, hắn tin chuyện này mới là lạ. Phương Chi Khuyết cười khổ nói, ta đương nhiên cũng không tin, mỗi ngày vào lúc ta chữa trị đại đạo và thân thể, cũng đều tìm kiếm ấn ký trên người. Nhưng mà trên thực tế, trên người ta hoàn toàn không có bất cứ ấn ký nào cả, mặc dù tu vi của ta giảm sút, nhưng mà thủ đoạn của ta vẫn còn, có lẽ hắn thật sự không hạ ấn ký. Ai? Thánh hồn mộc của ngươi là từ đâu mà ra? Lam Tiểu Bố hỏi. Sắc mặt Phương Chi Khuyết hơi đổi một chút, nếu như ngươi lấy đi thánh hồn mộc của ta, vậy thì chẳng khác gì giết ta cả. Bớt nói nhảm đi, cứ trực tiếp nói cho ta biết. Giọng điệu của Lam Tiểu Bố có chút không kiên nhẫn. Phương Chi Khuyết nhanh chóng đáp lời, là sau khi chớ chú đạo thành bị hủy diệt, ta tìm được trong một cửa hàng đổ nát ngươi có tin không? Lam Tiểu Bố nhàn nhạt hỏi. Phương Chi Khuyết sửng sốt, lập tức nói, vì sao lại không tin, ngươi không biết tình hình lúc đó đâu. Cái thánh hồn mộc này là do một tên tu sĩ ngoại lai dùng, hắn biến cái thánh hồn mộc này thành một khúc xương của mình, nếu như không phải ta vẫn luôn ở trong chớ chú đạo thành, ta tuyệt đối không thể tìm được cái thánh hồn mộc này. Lam tiểu bố nhìn Phương Tri Khuyết, bình tĩnh nói, khổ nhất xí đã hạ ấn ký đạo niệm trên thánh hồn mộc này, bởi vì khi ngươi lấy được thánh hồn mộc, khổ nhất xí đã hủy đi chớ chú đạo thành, thậm chí còn là rất nhiều năm sau khi khổ nhất xí hủy đi chớ chú đạo thành. Cho nên ngươi mới không hoài nghi cái thánh hồn mộc này, cũng cho rằng trên thánh hồn mộc này không có ấn ký đạo niệm của khổ nhất xí. Mà trên thực tế, khi ngươi không ngừng dung nhập vào thánh hồn mộc, biến thánh hồn mộc này thành một bộ phận thân thể của ngươi chờ sau khi thân thể của ngươi hoàn thiện ngươi cũng không thể nào tìm ra cái ấn ký đạo niệm này nữa chuyện đó không thể nào phương chi khuyết sửng sốt lam tiểu bố hoàn toàn không chờ phương chi khuyết nói tiếp lĩnh vực đã khóa mọi không gian của phương chi khuyết lại phương chi khuyết căng thẳng chỉ là hắn ta vừa định tránh thoát khỏi trói buộc lĩnh vực của lam tiểu bố trường sinh kích của lam tiểu bố đã gác trên cổ phương chi khuyết phương chi khuyết biết cho dù mình có tránh cũng vô dụng nơi này là kết giới vũ trụ của lam tiểu bố Hắn ta có tránh hay không cũng chỉ có một con đường chết. Thật là bực bội, hắn ta thở dài, dứt khoát không động đậy gì nữa. Khi đạo tắc của Lam Tiểu Bố chói chặt Phương Chi Khuyết, Phương Chi Khuyết trừng to mắt nhìn vào ngực mình. Nơi này rõ ràng bị đạo tắc của Lam Tiểu Bố cắt ra từng cái ấn ký đạo niệm. Đây là ấn ký đạo, niệm của khổ nhất xí. Phương Chi Khuyết biết rõ cái ấn ký này không thuộc về đại đạo của mình, nhưng vẫn không nhịn được mà nói. Lam Tiểu Bố từ tốn nói, ngươi nghĩ thế nào? Thật ra ta có thể không giết ngươi nhưng mà ngươi phải thể hiện ra giá trị của ngươi như thế nào nếu như chỉ để lại ấn ký đạo niệm ở trên người ai ta cũng có thể hạ được không cần thiết phải để lại ấn ký đạo niệm lên người rác rưởi chủ nhân cần ta làm gì thì ta sẽ làm cái đó phương chi quyết phản ứng cực nhanh cho dù có tin phục với thủ đoạn của lam tiểu bố hay không vẫn cảm thấy bây giờ mình tạm thời thỏa hiệp thì tương lai còn có thể chạy trốn được bây giờ hắn ta không hề có chút tiết tháo nào mà đặt mình ở vị trí gia nô trước đó ta đã tiêu diệt thánh kiếm cung ta chuẩn bị đi tiêu diệt đại diễn đạo trong chân diễn thánh đạo, thậm chí còn muốn xử lý cháu gái quan dục tuyết của thánh chủ quan xung của đại diễn đạo. Lam tiểu bố nói đến đây, không tiếp tục nói nữa, mà chỉ bình tĩnh nhìn Phương Chi Khuyết trước mắt. Nếu như không có giác ngộ làm chó, vậy thì hắn sẽ trực tiếp xử lý. Cái gì? Phương Chi Khuyết kinh sợ trước lời Lam tiểu bố nói, há hóc mồm một hồi lâu vẫn chưa thể nói gì cả. Thánh kiếm cung chính là đạo môn cấp 1, cho dù là khi hắn ta toàn thịnh, cũng đừng hòng có thể tùy tiện diệt đi thánh kiếm cung người chủ nhân mình mới nhận trước mắt này lại có thể dễ dàng tiêu diệt thánh kiếm cung chuyện này quả thật nghe rợn cả người nếu như nói tin tức diệt thánh kiếm cung là nghe rợn cả người vậy thì xử lý cháu gái quan dục tuyết của một trong tứ đại thánh chủ quan sung chính là muốn đâm thủng trời nhưng mà phương chi khuyết nhanh chóng hiểu ra vì sao lam tiểu bố lại nói hai tin tức này cho hắn ta biết đây là muốn hắn ta đi cõng nồi mà quả nhiên lại là tên khổ nhất xí thứ hai hắn ta không chút do dự mà vội vàng nói từ giờ trở đi, Thánh kiếm cung chính là do Phương Chi Khuyết ta diệt đi. Chỉ là, thực lực bây giờ của ta mà đến chân diễn Thánh đạo giết quan dục tuyết, hoàn toàn không có khả năng." Lam Tiểu Bố từ tốn nói, "Không phải giết quan dục tuyết, mà là bắt quan dục tuyết ra, bằng hữu của ta ở trong tay nàng, ta muốn tìm nàng tính sổ." Đối với phản ứng của Phương Chi Khuyết, Lam Tiểu Bố vẫn tương đối hài lòng, bây giờ hắn không thể lộ diện ra. Nhưng mà chuyện Thánh kiếm cung diệt vong, cướp bóc Thính đạo hòa vẫn phải có người cõng nồi vậy thì hắn có thể thong dong hành tẩu trong đại vũ trụ ta tình nguyện đi làm chỉ cần ta có thể khôi phục thực lực của ta là được phương chi khuyết nói ra nếu như ngươi tìm được đạo trùng chớ chú thực lực của ngươi có thể khôi phục lại cấp độ gì lam tiểu bố hỏi bước đại đạo thứ sáu chờ khi ta khôi phục bước đại đạo thứ sáu rồi cho dù là quan sung cũng phải kiêng kỵ ta một hai sở dĩ khổ nhất xí giữ lại ta là biết ta có khả năng khôi phục lại bước đại đạo thứ sáu sau đó bán mạng cho hắn Phương Chi Khuyết lập tức nói. Rất tốt, đây là đạo trùng chớ chú, ngươi cầm lấy mà dùng, chờ thực lực ngươi khôi phục lại, rồi đến giúp ta làm việc. Lam Tiểu Bố nói xong, trong tay có thêm một cái đạo quả màu xám. Đạo trùng chớ chú. Phương Chi Khuyết sửng sốt, cái đạo trùng chớ chú này hắn ta lấy được cùng một lúc với chớ chú đạo quyển. Bây giờ sao lại ở trong tay người trẻ tuổi này? Sau đó hắn ta lập tức hiểu ra, Phương Cửu Anh nhất định đã bị người trước mắt này giết, nếu không thì đối phương không thể nào lấy được đạo trùng chớ chú phương chi khuyết còn đang ngây người lam tiểu bố đã vứt đạo trùng chớ chú cho phương chi khuyết bây giờ ngươi khôi phục đại đạo và thân thể của mình đi ta ở nhất tinh thánh thành chờ ngươi đúng rồi ta tên là lam tiểu bố bây giờ mở rộng thần hồn của ngươi ra ta muốn để lại ấn ký đạo niệm trong thần hồn và nguyên thần của ngươi còn nữa ta đặt tên cho ngươi sau này cứ gọi ngươi là cửu anh đi đa tạ chủ nhân cửu anh nhất định sẽ tuân theo lời dạy bảo của chủ nhân sau khi phương chi khuyết nói xong thì không chút do dự mở rộng thần hồn và đạo niệm của mình hắn ta biết rõ đây là kết quả tốt nhất mà hắn ta có thể lấy được ngay cả ấn ký đạo niệm của khổ nhất xí mà người này còn có thể tìm ra được hơn nữa người trẻ tuổi trước mắt này chỉ mới là bước đại đạo thứ tư hắn ta sớm muộn gì cũng có thể gỡ bỏ ấn ký đạo niệm này đi dường như biết được trong lòng phương chi khuyết đang nghĩ gì lam tiểu bố từ tốn nói ta để lại ấn ký đạo niệm thứ nhất là muốn ngươi trung thành nếu như ngươi có chút suy nghĩ phản kháng hoặc là lén lút gỡ bỏ ấn ký của ta ngươi cũng sẽ bị hôi phi yên diệt nếu như không tin ngươi có thể thử một chút cửu anh không dám phương chi khuyết nhanh chóng kho người thi lễ chờ hắn ta ngẩng đầu lên nhìn lam tiểu bố đã biến mất rồi bên tai hắn ta lại truyền đến giọng nói của lam tiểu bố ta chờ ngươi nhiều nhất là ba năm qua ba năm mà ngươi vẫn còn chưa đến đây ấn ký đạo niệm trên người ngươi sẽ khiến ngươi vĩnh viễn biến mất thần niệm phương chi khuyết quét ra ngoài quả nhiên không thấy lam tiểu bố hắn ta nhanh chóng dùng thần niệm giả quét khắp cơ thể, thế nhưng chẳng phát hiện ra một chút dị dạng nào cả, Phương Chi khuyết thở dài, hắn ta biết muốn gỡ bỏ ấn ký đạo niệm của Lam Tiểu Bố trên người hắn ta, nhất định phải chờ đến khi tu vi của hắn ta khôi phục lại đã. Loại ấn ký đạo niệm này là do hắn ta chủ động mở rộng thần hồn, để đối phương hạ xuống, là loại rất khó tìm được nhất, càng khó mà gõ bỏ được. Chỉ hy vọng Lam Tiểu Bố không tu luyện đại đạo tự thân, nếu như vậy thì khi hắn ta gỡ bỏ ra sẽ dễ dàng hơn một chút. Giờ phút này hắn ta thậm chí ngay cả cấm chế động phủ cũng chẳng bố trí, trực tiếp lấy đạo trùng chớ chú ra bắt đầu dung hợp. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, đạo trùng chớ chú ở trong tay hắn ta đã dần dần biến mất, mà khí thế trên người Phương Chi Khuyết cũng không ngừng tăng cao. Lam Tiểu Bố đang trên đường đến nhất tinh thánh thành, hắn cũng không trực tiếp hạ ấn ký đạo niệm trên người Phương Chi Khuyết. Đối với các loại ấn ký đạo niệm, mặc dù Lam Tiểu Bố không dám nói mình số 1 số 2, nhưng cũng không có mấy người có thể so sánh được với hắn khổ nhất xí đã sớm hạ ấn ký đạo niệm của mình lên thánh hồn mộc, xem như rất cao minh. Nhưng mà dù sao thì thánh hồn mộc cũng chỉ là thứ tạo ra thân thể, muốn ấn ký hoàn toàn dung hợp với phương chi khuyết, cần thời gian cực kỳ lâu. Bất cứ chuyện gì bất ngờ nửa đường xuất hiện, đều sẽ bị lộ ra. Sự thật cũng là như thế, Lam Tiểu Bố đã gỡ cái ấn ký đạo niệm này đi rồi hạ ấn ký là, thủ đoạn cấp thấp nhất chính là cưỡng ép hạ xuống ấn ký lên người đối phương, loại ấn ký này là dễ bị tìm ra nhất, sau đó bị gỡ bỏ đi. Thứ hai chính là đối phương cam tâm tình nguyện, mở rộng nguyên thân và đạo niệm để cho người hạ ấn ký. Loại ấn ký đạo niệm này khó mà gỡ bỏ, nhưng người nào mà lại cam tâm tình nguyện để người khác hạ ấn ký chứ? Cho dù Phương Chi Khuyết tình nguyện, nhưng cũng là vì bị uy hiếp trước cái chết, cho nên cũng không tính là thực sự cam tâm tình nguyện. Loại ấn ký đạo niệm này sẽ có vết tích, chỉ cần có vết tích, vậy tương lai có thể bị gỡ đi. Cho dù hắn tu luyện đại đạo tự thân, nhưng khi thực lực của Phương Chi Khuyết tăng lên đến một trình độ nhất định rồi, vẫn có thể gỡ bỏ thủ đoạn cao minh nhất của ấn ký đạo niệm chính là im hơi lặng tiếng mà dung nhập vào thần hồn và đại đạo của đối phương còn là do đối phương chủ động dung nhập vào loại ấn ký đạo niệm này trên cơ bản là không thể gỡ bỏ được loại ấn ký đạo niệm mà lam tiểu bố hạ xuống chính là loại này bởi vì hắn hạ ấn ký đạo niệm của mình trên đạo chủng chớ chú hắn khẳng định phương chi khuyết sẽ không nhịn được mà đầu tiên dung nhập đạo chủng để tăng tu vi và thực lực của mình lên trước sau đó gỡ bỏ ấn ký đạo niệm trên người đừng nói là phương chi khuyết phần lớn người đều sẽ làm như vậy. Chui lủi đã lâu, có một tia hy vọng, sẽ điên cuồng mà nhòa tới. Còn chưa đến nhất tinh thánh thành, Lam Tiểu Bố đã cảm nhận được ấn ký đạo tắc hắn để lại, trong đạo trùng chớ chú đã bị dung hợp. Quả nhiên là nằm trong dự đoán của hắn, gia hỏa này không thể bỏ qua được sự hấp dẫn của đạo trùng chớ chú, thậm chí ngay cả mấy ngày cũng không thể chờ được. Có lẽ sau khi tù vi giảm sút bị người ta bắt nạt đến thảm rồi hắn biết rõ, ấn ký đạo tắc mà hắn để lại một khi được dung hợp, trừ khi chính hắn ra tay, cả đời này Phương Chi Khuyết cũng đừng hòng gỡ bỏ được. Ấn ký đạo tắc của Lam Tiểu Bố là, nghiên cứu ra được sau khi học kết giới vũ trụ, so với ấn ký đạo niệm càng khó mà gỡ bỏ, hầu như là tồn tại cùng với đại đạo tự thân. Chỉ cần ấn ký đạo tắc này dung hợp vào, sinh tử của Phương Chi Khuyết sẽ nằm trong tay hắn, thậm chí ngay cả ý nghĩ ám hại hắn cũng không thể được, nếu không ấn ký đạo tắc ẩn trong đại đạo của hắn ta sẽ bộc phát. Vừa đến nhất tinh thánh thành, Lam Tiểu Bố đã cảm nhận được toàn bộ bầu không khí trong đạo thành không thích hợp thậm chí Lam Tiểu Bố không cần đi nghe ngóng, chỉ cần nghe tiếng bàn luận xung quanh một chút là có thể biết được có chuyện gì. Đại băng bàn cung bị tiêu diệt, hơn nữa còn là tiêu diệt theo kiểu săn bằng. Đây cũng không phải là việc nhỏ, cho dù lén lút làm chuyện xấu ở đại vũ trụ diễn ra rất nhiều, nhưng bề ngoài đại vũ trụ vẫn vô cùng hòa bình. Đừng nói là một cánh cửa, cho dù có trả thù cũng không thể công khai mà đi. Có vấn đề gì, trực tiếp báo cáo thiên đình, sẽ có thiên đình làm chủ cho ngươi mà sau khi thánh kiếm cung bị diệt đại băng bàn cung lại bị diệt mất đây có phải có nghĩ là thời kỳ hòa bình của đại vũ trụ đã chấm dứt rồi không hơn nữa có chuyện còn nghiêm trọng hơn so với thánh kiếm cung chính là diệt đi thánh kiếm cung là lén lút mà làm chứ không có ai dám công khai mà tiêu diệt thánh kiếm cung đại băng bàn cung bị diệt thì lại khác khi thạch trường hành của thất trụ thiên thế giới diệt đi đại băng bàn cung hoàn toàn không che giấu chút nào cả không chỉ như vậy thạch trường hành còn lên tiếng bất kỳ người nào của đại băng bàn cung chỉ cần bị hắn ta bắt gặp đều sẽ giết chết tuyệt đối không nương tay thánh kiếm cung bị tiêu diệt ít nhất thì cung chủ tiền ẩn của thánh kiếm cung vẫn còn bình yên vô sự chẳng những tiền ẩn bình yên vô sự ngay cả môn nhân thiên tài mà tiền ẩn đưa đến an lạc thiên thành để tham gia đại hội vĩnh sinh cũng bình yên vô sự người diệt đi thánh kiếm cung cũng không truy sát đến an lạc thiên thành để giết người diệt khẩu mà thạch trường hành diệt đi đại băng bàn cung trực tiếp truyền tống đến an lạc thiên thành sau đó hầu như chém sạch người của đại băng bàn cung ở an lạc thiên thành nếu như những người khác dám làm như vậy cho dù là ai cho dù ngươi có lý hay không trung ương thiên đình đều sẽ ra tay vây giết thế nhưng thạch trường hành làm như vậy trung ương thiên đình còn không dám truy nã hắn ta thạch trường hành là ai ở thất trụ thiên thế giới đó là nhân vật gần với đạo tổ thất trụ thiên thế giới nhất không chỉ như vậy nghe đồn thực lực của đạo tổ thất trụ thiên thế giới chỉ sợ cũng không bằng thạch trường hành Loại người này thì làm sao có thể vây giết được? Làm sao mà truy nã? Chẳng lẽ nhờ đạo tổ của trung ương thế giới ra mặt sao? Không nói đến chuyện đạo tổ của trung ương thế giới có ra mặt hay không, cho dù có xuất hiện, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể truy sát xử lý được Thạch Trường Hành. Thiên Đình trung ương thế giới lần đầu tiên cho ra thông cáo phá vỡ lệ thường, thông cáo không hề truy sát truy nã Thạch Trường Hành, cũng không có hỏi tội Thạch Trường Hành, mà là nêu ra chuyện xấu của Đại Băng Bàn cung đại băng bàn cung cầm tù con gái thạch uyển dung của thạch trường hành đồng thời ép thạch uyển dung dùng sinh cơ và đại đạo của mình tạo dựng ra đại đạo khai thiên thất trụ của thạch trường hành bởi vì đại băng bàn cung làm điều ngang ngược thạch trường hành hoàn toàn là đang thay trời hành đạo đại băng bàn cung phải bị diệt đi nhưng mà người diệt đi thánh kiếm cung vẫn bị trung ương thiên đình truy nã hoặc là trung ương thiên đình đã biết người diệt đi thánh kiếm cung không phải là thạch trường hành lam tiểu bố sau khi biết được chi tiết sự việc trong lòng thầm than vẫn phải nhìn vào thực lực thôi nếu như bây giờ thực lực của hắn giống như thạch trường hành cho dù hắn tiêu diệt thánh kiếm cung có ai mà dám truy nã hắn lam tiểu bố vẫn dịch hình thành thương vĩ như lúc trước ở lại nhất tinh thánh thành trước khi chưa xử lý quan dục tuyết hắn không có ý định khôi phục dung mạo ở nhất tinh thánh thành lam tiểu bố không tu luyện hắn vẫn đang nghiên cứu kết giới vũ trụ và cấm chế đồng thời không ngừng sửa đổi quá trình dịch hình thành đạo tắc trước lúc này đạo tắc mà hắn dịch hình thành cuối cùng vẫn có một chút dấu vết vì giúp mình dịch hình thành một đạo tắc thật hoàn mỹ, Lam Tiểu Bố không ngừng lặp đi lặp lại thử nghiệm, tổng kết rồi lại thử nghiệm 2 năm sau, đạo tắc mà Lam Tiểu Bố dịch hình thành đã có thể dung hợp với quy tắc thiên địa trong không gian xung quanh. Trừ khi đối phương cẩn thận tìm kiếm trong vùng không gian này, sau đó không ngừng so sánh, nếu không thì Lam Tiểu Bố tin rằng, khi hắn dịch hình thành đạo tắc, cực hiếm người có thể nhìn ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng mà đối với loại cường giả như Thạch Trường Hành, Lam Tiểu Bố vẫn không chắc chắn lắm hắn hoài nghi thạch trường. Hành không phải bước đại đạo thứ 8 thì chính là bước đại đạo thứ 9. An Lạc Thiên Thành, khi ngày diễn ra đại hội vĩnh sinh càng lúc càng gần, người cũng càng ngày càng nhiều. Chuyện đại băng bàn cung và thánh kiếm cung bị diệt vong, cũng là chủ đề thường thấy nhất ở An Lạc Thiên Thành hơn nữa. Mánh lới của đại hội vĩnh sinh lần này, chính là quan sát cảm ngộ hỗn độn đạo thể đã không còn. Bây giờ thánh kiếm cung có được hỗn độn đạo thể cũng đã bị diệt, ở đâu ra hỗn độn đạo thể cung cấp cho mọi người cảm ngộ. Một vài tu sĩ tỉ mỉ cảm nhận được, Đại Băng Bàn Cung và Thánh Kiếm Cung có một điểm giống nhau, đó chính là Hỗn Độn Độc Giác Thú mà Đại Băng Bàn Cung lấy được và Hỗn Độn Đạo Thể mà Thánh Kiếm Cung lấy được, hình như đều tới cùng một người, đó chính là cháu gái Quan Dục Tuyết của Thánh chủ Quan Sung Đại Diễn Đạo Chân Diễn Thánh Đạo. Nếu như không phải chuyện Đại Băng Bàn Cung diệt đi đã biết là ai làm, nói không chừng sẽ có người hoài nghi Thánh Kiếm Cung có phải là do Chân Diễn Thánh Đạo diệt đi. Mặt ngoài thì bán Hỗn Độn Độc Giác Thú và hỗn độn đạo thể cho Đại Băng bàn cung và Thánh kiếm cung, sau đó lại lén lút diệt hai cái đạo môn này đi. Nhưng mà loại chuyện này mọi người chỉ dám suy đoán trong lòng, không có người nào dám nói ra, hơn nữa người diệt đi Đại Băng bàn cung là Thạch Trường Hành. Địa vị của Thạch Trường Hành, chân diễn Thánh đạo cũng không mời nổi. Trong một phòng xa hoa nhất ở Lạc lâu tại An Lạc Thiên Thành, một nam tử có vóc người cao gầy đang có sắc mặt vô cùng khó coi, hắn ta chính là Quan Sung, một trong bốn đại thánh chủ của chân diễn Thánh đạo từ khi thánh kiếm cung bị diệt cho đến nay đã trôi qua hai năm trong thời gian hai năm này vậy mà hắn ta không tìm được bất cứ dấu vết nào để lại sau khi thánh kiếm cung bị diệt đi hắn ta còn ở tại thánh kiếm cung quay ngược thời không đối với người tiêu diệt thánh kiếm cung hắn ta cũng hiểu biết nhiều hơn người khác hơn nữa hắn ta khẳng định tu vi của gia hỏa kia tuyệt đối không vượt qua bước đại đạo thứ năm một gia hỏa có tu vi chưa đến bước đại đạo thứ năm có được đại chớ chú thuật đại hủy diệt thuật đại thiết cát thuật đại vẫn mệnh thuật, cái này còn chưa tính, còn có đại đạo luân hồi chân chính. Đây quả thật là nghe rợn cả người hắn ta cho rằng nhiều nhất chỉ cần nửa năm, hắn ta có thể tìm ra đối phương. Thế nhưng đã hơn hai năm trôi qua, đừng nói là tìm được đối phương, ngay cả chuyện tìm ra mấy cái thần thông khai thiên kia được thi triển, ở chỗ nào cũng khó khăn hắn ta, cũng hoài nghi con gái Thạch Uyển Dung của Thạch Trường Hành cũng là do người này cứu, nếu không thì sao sau khi Thạch Uyển Dung được cứu, Thánh Kiếm Cung lại bị tiêu diệt hơn nữa thánh kiếm cung và đại băng bàn cung có một điểm giống nhau đó chính là đều có được một thứ từ đại diễn giới một là hỗn độn độc giác thú một là hỗn độn đạo thể quan sung cũng chưa bao giờ ngừng suy nghĩ có khi nào là do chủ nhân của con hỗn độn độc giác thú kia đến không cái này càng khiến hắn ta khó hiểu nếu như chủ nhân của hỗn độn độc giác thú đến làm ra những chuyện này cũng là bình thường nhưng vì sao đại băng bàn cung là do thạch trường hành tiêu diệt nếu là người khác hắn ta có thể lập tức đến hỏi thăm nhưng mà Thạch Trường Hành, hắn ta không có tư cách đó. Ai, Quan Sung có chút hối hận, không có sư hồn nữ tử hỗn độn đạo thể kia, cũng không sư hồn nữ tử thiên mị thể mà hắn ta đã chém giết kia. Nếu không thì cũng không rơi vào tình trạng không có một chút manh mối nào như lúc này. Thật sự là vì đứng ở độ cao này như hắn ta, đối với những sâu kiến nho nho không thèm phải sư hồn. Không đúng, lúc trước đại diễn giới vẫn còn hai người nữa. Một là gia hỏa tu luyện đạo tắc thiên độc, tên này đã đầu phục dục tuyết còn một người nữa hình như tên là đỗ bố hai người kia hắn ta không giết chết còn để ở chỗ cháu gái dục tuyết nghĩ đến đây quan sung định phát ra một đạo tin tức yêu cầu quan dục tuyết dẫn đỗ bố và thiên độc thánh nhân lập tức đến an lạc thiên thành quan thánh chủ thiên đế trung ương thiên đình cho mời xin mời thánh chủ tiến về thiên đình cùng nhau bàn chuyện đại hội vĩnh sinh quan sung còn đang suy nghĩ những đầu mối này còn chưa kịp phát tin tức ra bên ngoài cửa đã có tiếng nói kính cẩn quan sung khẽ nhíu mày nếu như là chuyện khác hắn ta tuyệt đối sẽ không để ý nhưng mà đây là chuyện đại hội vĩnh sinh và lời mời của thiên đế thiên đình hắn ta cũng chỉ có thể đi thôi thiên đế khổ nhất xí của trung ương thiên đình không phải người đơn giản rất nhiều người nói hắn ta là người mạnh nhất dưới đạo tổ mặc dù trong lòng quan sung không muốn thừa nhận nhưng hắn ta cũng cảm thấy thực lực của khổ nhất xí mạnh hơn hắn ta hơn nữa không phải chỉ mạnh một chút bây giờ khổ nhất xí mời hắn ta nhất định phải đi nhất tinh thánh thành lam tiểu bố đã chờ đến mức không còn kiên nhẫn nữa rồi bây giờ khi hắn dịch hình thành đạo tắc đã không còn chút sơ hở nào nữa chắc hẳn có thể hành động rồi tên phương chi khuyết kia lề mà lề mề đã qua hơn hai năm rồi sao còn chưa đến lam tiểu bố đang định phát một đạo tin tức cho phương chi khuyết đột nhiên cảm ứng được ấn ký đạo tắc của mình hắn lập tức biết được phương chi khuyết đã đến lam tiểu bố đang định gọi phương chi khuyết đến đây nhưng mà hắn chỉ vừa mới chuyển động ý nghĩ đã quyết định chờ phương chi khuyết tự tìm đến nơi này nếu như bây giờ hắn phát tin tức cho phương chi khuyết vậy đã cho thấy chuyện phương chi khuyết đến đây hắn đã có cảm ứng còn một chuyện nữa chính là hắn muốn thử xem phương chi khuyết có đáng với viên đạo trùng chớ chú mà hắn đã bỏ ra hay không phương chi khuyết không khiến lam tiểu bố phải thất vọng chỉ ngắn ngủi nửa nén hương đã đến chỗ tức lâu nơi lam tiểu bố đang ở nếu đã tới vậy thì vào trong đi giọng nói lam tiểu bố chuyển đến bên tai phương chi khuyết phương chi quyết lập tức cảm nhận được gian phòng của lam tiểu bố thân hình lóe lên một cái đã xuất hiện trong phòng lam tiểu bố cửu anh à có phải cảm thấy mình đã đến bước đại đạo thứ sáu rồi cho nên có tư cách xí diện trước mặt ta lam tiểu bố từ tốn nói gia hỏa này vậy mà ngay cả cấm chế cửa ra vào cũng không gõ trực tiếp tiến vào gian phòng của hắn chẳng có chút tự giác của gia nô gì cả bố ra gia hỏa này nhất định muốn tạo phản không bằng xử lý hắn sớm một chút thái xuyên ở bên cạnh kêu lên trong lòng phương chi khuyết đột nhiên giật thót lập tức kính cẩn nói không dám cửu anh vĩnh viễn là một thanh đao trong tay bố gia tuyệt đối không vi phạm ý chỉ của bố gia mặc dù hắn ta cúi đầu nhưng lại kinh ngạc vô cùng cửa rồi mới nói chuyện nhất định chính là hỗn độn độc giác thú hơn nữa còn là hỗn độn độc giác thú biến dị trước đó hắn ta vẫn luôn tu luyện ở chớ chú đạo thành cho nên cũng không biết chuyện hỗn độn độc giác thú còn về chuyện phản bội lam tiểu bố ha ha đây chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi mặc dù hắn ta dựa vào một viên đạo trùng chớ chú, mà tăng tu vi của mình lên đến bước đại đạo thứ sáu. Không chỉ như vậy, thân thể của hắn ta cũng khôi phục một cách hoàn mỹ. Nhưng mà hắn ta hiểu rất rõ, muốn xử lý được Lam Tiểu Bố, phải đến bước đại đạo thứ bảy mới an toàn. Bởi vì trước khi xử lý Lam Tiểu Bố, hắn ta phải tìm ra được ấn ký đạo niệm trên người mình, đây là một mối họa lớn. Cho nên mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng bây giờ Phương Chi Khuyết thật sự không có ý định phản bội Lam Tiểu Bố. Thái Xuyên chật lưỡi một cái, gia hỏa này tuyệt đối là một cao thủ vuốt mông ngựa, nghe thấy mình gọi bố ra, cũng gọi bố ra theo. Tốt nhất là không dám, nếu không thì ngươi nhất định phải hối hận. Lam tiểu bố từ tốn nói, Phương Chi Khuyết chỉ cúi đầu không nói lời nào, hắn ta không dám xác định có phải Lam tiểu bố đã hạ ấn ký đạo niệm trên người hắn, hay không. Nhưng ít ra thì sau khi hắn ta bước vào bước đại đạo thứ sáu, vẫn luôn không thể tìm được hắn ta không tin thủ đoạn hạ ấn ký đạo niệm của Lam tiểu bố có thể cường đại như khổ nhất xí khổ nhất xí là ai đó là bước đại đạo thứ bảy hơn nữa nghe đồn rằng dưới đạo tổ khổ nhất xí chính là người mạnh nhất lam tiểu bố này chỉ mới là bước đại đạo thứ tư thậm chí còn chưa đến bước thứ năm so với khổ nhất xí đó là cùng trời cuối đất chúng ta sắp đi chân diễn thánh đạo mục đích chỉ có một bắt quan dục tuyết của chân diễn thánh đạo chuyện này ta dự định để ngươi đi làm ngươi có vấn đề gì không lam tiểu bố từ tốn nói phương chi khuyết rất muốn từ chối nhưng bây giờ hắn ta không xác định được trên người mình có ấn ký đạo niệm hay không hơn nữa khi lam tiểu bố đưa đạo trùng chớ chú cho hắn ta cũng đã nói rất rõ là vì bắt quan dục tuyết do dự một chút phương chi khuyết vẫn nói bố ra cứ việc sai bảo ta nhất định dốc hết toàn lực lam tiểu bố sao có thể không nhìn ra phương chi khuyết do dự cộng thêm giọng điệu của phương chi khuyết hắn đã biết gia hỏa này còn chưa giúp hắn làm việc đã bắt đầu chuẩn bị mưu đồ làm phản rồi nhưng mà lam tiểu bố giả vờ không biết những chuyện này hắn dứt khoát nói ta sẽ nghĩ cách đưa ngươi đến chân diễn thánh đạo vào lúc bắt quan dục tuyết ngươi phải không cẩn thận bị người ta nhìn thấy chân thân đồng thời thái xuyên cũng sẽ không cẩn thận mà bị người nhìn thấy bố ra cho dù chúng ta có thể lẻn vào trong chân diễn thánh đạo chỉ sợ cũng khó mà bắt được quan dục tuyết chân diễn thánh đạo có bốn thánh chủ ai ai cũng là bước đại đạo thứ bảy ta hoài nghi chúng ta vừa tiến vào có thể sẽ bị phát hiện ra chúng ta không bị phát hiện đã là rất may mắn rồi nói chi đến chuyện cố ý để lộ chân thân Phương Chi Khuyết bất đắc dĩ nói, hắn ta thật lòng muốn nhắc nhở Lam Tiểu Bố, chân diễn thánh đạo không phải là thánh kiếm cung. Giọng điệu Lam Tiểu Bố trở nên lạnh lẽo, ta chỉ bảo ngươi đi làm, không phải để cho ngươi có kè mặc cả. Cảm nhận được sát ý thấm vào người, Phương Chi Khuyết giật nảy mình, vội vàng nói, ta nhất định sẽ làm theo lời bố ra nói, không màng sinh tử. Rất tốt, vậy thì chúng ta rời khỏi nhất tinh thánh thành trước đã. Lam Tiểu Bố dẫn theo Thái Xuyên, đi trước rời khỏi tức lâu trong lòng phương chi khuyết khó chịu cũng chỉ có thể đi theo bố ra nơi này mặc dù cách chân diễn thánh đạo rất gần nhưng thời gian chúng ta đến đó cũng không ngắn rời khỏi nhất tinh thánh thành phương chi khuyết lại nói một lần nữa từ tận đáy lòng hắn ta không muốn làm chuyện này lam tiểu bố hoàn toàn không để ý đến phương chi khuyết mà lấy một đống trận kỳ ra chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã bố trí ra một cái truyền tống trận tạm thời ngươi muốn thông qua truyền tống trận mà đến chân diễn thánh đạo phương chi khuyết chừng to mắt không thể tin mà nhìn lam tiểu bố thế nào chẳng lẽ truyền tống trận không nhanh hơn sao lam tiểu bố nói khi hắn quyết định hành động đã sớm bố trí một cái truyền tống trận bên ngoài chân diễn thánh đạo phương chi khuyết lập tức nói ở đại vũ trụ không thể nào tùy tiện bố trí truyền tống trận ngươi có thấy vì sao truyền tống trận giữa rất nhiều đạo thành lại ít như vậy không cũng là bởi vì ở đại vũ trụ có rất nhiều khu vực hỗn độn có rất nhiều không gian khư sơ ý một chút trong quá trình truyền tống sẽ bị cuốn vào trong không gian khư sau đó thần hồn câu diệt lam tiểu bố dường như không nghe thấy lời phương chi khuyết nói bước vào truyền tống trận thái xuyên cũng đi theo mà bước vào truyền tống trận phương chi khuyết thật sự không muốn bước vào nhưng trừ khi bây giờ hắn ta lập tức làm phản nếu không thì hắn ta cũng chỉ có thể đi theo trong lòng do dự mấy giây cuối cùng phương chi khuyết cũng chỉ có thể đi theo lam tiểu bố bước vào trong truyền tống trận đồng thời âm thầm thề, nhất định phải nhanh chóng bước vào bước đại đạo thứ bảy. Trước kia hắn ta muốn bước vào bước đại đạo thứ bảy chính là người si nói mông. Nhưng bây giờ thì khác rồi, hắn ta đã dung nhập đạo trùng chớ chú, mà hắn ta tu luyện chính là đại đạo chớ chú. Đại đạo chớ chú cộng thêm đạo trùng chớ chú, nếu như hắn ta còn không thể bước vào bước đại đạo thứ bảy, thì đó chính là chuyện cười. Truyền tống trận kích phát, bạch quang cuốn lên, khi hai chân phương chi khuyết chạm đến mặt đất, lập tức hiểu ra, nơi này chính là bên ngoài chân diễn thánh đạo giờ phút này hắn ta có thể khẳng định, Lam Tiểu Bố có thể bố trí truyền tống trận cự ly ngắn ở đại vũ trụ, còn về chuyện làm sao mà Lam Tiểu Bố làm được, hắn ta cũng không biết. Cửu Anh, ta đã điều tra rồi. Chân diễn thánh đạo có bốn tên thánh chủ, có hai tên đang ở bên ngoài chưa về, còn hai người bao gồm cả quan sung đang ở An Lạc Thiên Thành. Mà quan dục tuyết thì không rời khỏi chân diễn thánh đạo, bây giờ đi vào chân diễn thánh đạo là có thể bắt được nàng. Lam tiểu bố nhìn phương chi khuyết, giọng điệu ẩn chứa mệnh lệnh bố ra an lạc thiên thành chẳng mấy chốc nữa sẽ tổ chức đại hội vĩnh sinh nếu như chúng ta chờ ở chỗ này nhất định có thể chặn đường được quan dục tuyết không nhất định phải tiến vào trong chân diễn thánh đạo phương chi khuyết thành khẩn nói hắn ta thật sự sợ hãi lam tiểu bố hoàn toàn không để ý đến phương chi khuyết mà tiếp tục nói chờ lát nữa ngươi và thái xuyên đi vào trong tiểu thế giới của ta ta sẽ mang theo các ngươi tiến vào trong chân diễn thánh đạo sau đó các ngươi ra tay với quan dục tuyết ta nấp ở một bên áp trận cho các ngươi còn lúc nào thì bại lộ thân phận ta sẽ nói cho các ngươi biết cửu anh nơi này có một lá truyền tống phù ngươi cầm đi lúc nào truyền tống đi cũng nghe theo mệnh lệnh của ta mà làm hộ trận của chân diễn thánh đạo thánh kiếm cung không thể nào so sánh được vũ trụ duy mô vân còn đang tạo dựng ra mô hình kết cấu hộ trận của chân diễn thánh đạo chỉ là chân diễn thánh đạo quá rộng lớn hơn nữa hộ trận ở nơi này lại cái này liên tiếp cái kia cho dù là dùng vũ trụ duy mô cũng không phải trong thời gian ngắn là có thể tạo dựng ra được Lam Tiểu Bố chỉ có thể tiến vào sớm, nếu không, chờ Quan Dục Tuyết gặp mặt Quan Sung, hắn muốn bắt Quan Dục Tuyết cũng khó. Ở Nhất Tinh Thánh Thành bỏ ra 2 năm nghiên cứu dịch hình thành đạo tắc, Lam Tiểu Bố cũng không phải không thu hoạch được gì. Với trình độ dịch hình thành đạo tắc bây giờ của hắn mà tiến vào Chân Diễn Thánh Đạo, khi không có bước đại đạo thứ 7 xuất hiện, chắc hẳn không có ai có thể phát hiện ra hắn. Còn nữa chính là mặc dù hộ trận của Chân Diễn Thánh Đạo cái này liên tiếp cái kia, nhưng mà lúc này là lúc ra tay tốt nhất. Dù sao thì mấy đại thánh chủ đều không có ở chân diễn thánh đạo, cho dù có xảy ra chuyện, bọn họ cũng không thể lập tức quay về được. Vâng. Phương Chi khuyết càng khẳng định, trên người mình có ấn ký đạo niệm của Lam tiểu bố, chỉ là hắn ta không tìm ra được mà thôi. Lam tiểu bố lấy ra một cái tiểu thế giới, đang định bảo Thái Xuyên và Phương Chi khuyết tiến vào tiểu thế giới, hắn chợt nhớ đến một chuyện mà hỏi, "Cửu anh, sở dĩ Thạch Trường Hành có thể tìm được con gái của hắn, là bởi vì một cái đạo trùng hồng mông, ngươi có biết đạo trùng hồng mông là gì không?" trong tay lam tiểu bố cũng có một cái đạo trùng hồng mông nhưng hắn vẫn không dám hỏi thăm thạch trường hành lão hồ ly như thạch trường hành nếu như hắn hỏi thăm đối phương nhất định sẽ đoán ra được trên người hắn có đạo trùng hồng mông đạo trùng hồng mông phương chi khuyết chừng to mắt lập tức hít một hơi thật sâu rồi nói đó là một trong những vật chân quý nhất của đại vũ trụ nghe nói ở đại vũ trụ muốn bước vào bước đại đạo thứ chín nhất định phải có đạo trùng hồng mông nếu không thì cho dù cả đời tu luyện đến chết Tối đa cũng chỉ có thể đến bước đại đạo thứ 8 hơn nữa trong toàn bộ Hạo Hãn, đạo trùng hồng mông chỉ có mấy cái. Có tất cả là bao nhiêu? Lam tiểu bố lập tức hỏi nghe nói là 9 cái, cũng có người nói là 18 cái. Cụ thể thì ta cũng không biết rõ lắm, loại vật này chỉ nghe nói mà thôi, trừ đạo tổ, cũng không có ai từng nhìn thấy. Mặc dù ta biết đạo trùng hồng mông, nhưng nếu ngươi đưa đạo trùng hồng mông ra trước mặt ta, ta cũng không biết." Phương Chi khuyết nói. "Ta biết rồi, tiến vào tiểu thế giới của ta." ta phải đi vào hộ trận chân diễn thánh đạo rồi. Lam tiểu bố bình thản nói, trong lòng lại vô cùng chấn động hắn không ngờ cái hạt giống, trên người mình kia lại quý giá như vậy, nếu như để lộ ra, e rằng cho dù là đạo tổ cũng sẽ truy sát hắn nhỉ. Bố ra, khắp nơi trong chân diễn thánh đạo đều là cấm chế và đại, trận phát động đỉnh cấp, người nhất định phải cẩn thận. Trước khi Phương Chi khuyết tiến vào trong tiểu thế giới, vẫn còn không ngừng căn dặn Lam tiểu bố. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé cho dù phương chi khuyết không nói ở chân diễn thánh đạo này lam tiểu bố cũng sẽ không chủ quan hắn đã dịch hình thành một đạo tắc không gian bình thường chỉ tiếc là hắn không nghiên cứu đạo tắc đại diễn nếu không thì bây giờ hắn đã dịch hình thành một đạo đạo tắc đại diễn như vậy nhất định sẽ an toàn hơn đại diễn đạo chính là một trong bốn đạo của chân diễn thánh đạo bên trong đạo môn nhất định có đông đảo tu sĩ tu luyện đại diễn đạo mỗi một tu sĩ tu luyện một loại đạo tắc nào đó thì loại đạo tắc này sẽ xuất hiện nhiều hơn Vùng không gian này sẽ ngưng luyện ra loại đạo tác này. Lam Tiểu Bố không biết đạo tràng Đại Diễn Đạo nằm ở vị trí nào, Chân diễn thánh đạo lớn như vậy, không tìm người hỏi thăm thì nhất định không được. Nhưng mà Lam Tiểu Bố không tính đi hỏi thăm ai cả, hắn dự định tìm kiếm đạo tác Đại Diễn. Nơi có đạo tác Đại Diễn dày đặc nhất, nhất định là vị trí Đại Diễn Đạo hắn đã từng đến Đại Diễn giới, Đại Diễn giới rất có thể là tinh cầu phát nguyên Đại Diễn Đạo của Quan Sung. Đại Diễn giới không thể nào là giới vực tinh cầu mà Quan Sung ngưng luyện thành mà là vũ trụ tinh cầu do hỗn độn diễn hóa ra chỉ là quan sung có được đại diễn giới mà thôi nếu không thì bên trong đại diễn giới sao lại có thể có đại diễn đỉnh đại diễn đỉnh chính là pháp bảo công kích cấp bậc khai thiên đỉnh cấp so về cấp bậc không hề kém vũ trụ ma thậm chí làm tiểu bố hoài nghi vũ trụ mà bọn hắn đến thật ra từ rất lâu trước đây cũng không phải là vũ trụ cấp thấp chỉ là vô số năm qua đi vũ trụ của bọn hắn mới thoái hóa thành vũ trụ cấp thấp nếu không thì một vũ trụ cấp thấp sao có thể diễn sinh ra các loại bảo vật khai thiên như vũ trụ duy mô, vũ trụ ma, còn cả thất giới thạch. Lam Tiểu Bố chỉ độn hành vài dặm đã dừng lại, hắn phát hiện chân diễn thánh đạo có hư không xúc phát trận văn. Nói cách khác, chân diễn thánh đạo đã sớm phòng ngừa sẽ có người dịch hình thành đạo tác tiến vào chân diễn thánh đạo. Nếu như không phải hắn cực kỳ mẫn cảm với không gian khư, vừa rồi suýt chút nữa đã chạm đến loại trận văn phát động này. Nhưng mà cứ tiếp tục như vậy, phát động trận văn là chuyện sớm muộn mà thôi hơn nữa loại trận văn phát động này, không ngừng thay đổi vị trí cho dù hắn có tạo dựng mô hình kết cấu cũng không được đạo môn lớn quả nhiên có chút bản lĩnh lam tiểu bố không tiếp tục di chuyển nữa cường giả bước đại đạo thứ bảy của chân diễn thánh đạo không có ở đây sau khi bị phát hiện hắn vẫn có cơ hội chạy thoát nhưng mà một khi hắn chạy rồi chuyện bắt quan dục tuyết sẽ trở nên khó khăn lam tiểu bố ở lại chỗ cũ tính toán tìm một đệ tử tông môn sau đó xử lý rồi dịch hình thành đệ tử tông môn này tiến vào trong đột nhiên cảm nhận được một luồng đạo tắc quen thuộc Đạo tác thiên độc. Đạo tác thiên độc nhất định có liên quan đến Thiên độc thánh nhân, lúc trước Thiên độc thánh nhân ở trong đại diễn giới, bây giờ đã đầu phục quan dục tuyết. Cái đạo tác thiên độc này giống như một ngọn đèn sáng, cho Lam tiểu bố một phương vị rõ ràng. Dù sao thì dịch hình thành đệ tử tông môn ở nơi này, nhất định sẽ bị đại trận giám sát của tông môn phát hiện ra. Cửa ra vào loại đạo môn lớn như chân diễn thánh đạo, nếu như không thể phát hiện ra đột nhiên có thêm một đệ tử, đó mới là chuyện lạ hơn nữa đạo tác đại diễn không dễ định vị người tu luyện đại diễn đạo ở chân diễn thánh đạo có quá nhiều nói không chừng hắn căn cứ theo đạo tác đại diễn đi tìm kiếm lại vừa hay ngược lại với vị trí của quan dục tuyết cũng có thể xảy ra bởi vì có hư không xúc phát trận văn chỉ cần đạo tác đại đạo đặc biệt chạm đến cái hư không xúc phát trận văn này sẽ kích phát cảnh báo trong đạo môn lam tiểu bố cố gắng thả chậm tốc độ của mình hầu như là từng bước xem xét cẩn thận mới đi mãi đến bảy ngày sau lúc này lam tiểu bố mới dừng lại bên ngoài một ngọn núi lớn bên ngoài ngọn núi lớn này có ba chữ lơ lửng diễn tuyết phong nghe cái tên này chắc hẳn đây là ngọn núi của quan dục tuyết rồi không chỉ như vậy ở chỗ này lam tiểu bố cũng cảm nhận được hơi thở của thiên độc thánh nhân lam tiểu bố trực tiếp đưa phương chi khuyết và thái xuyên ra ngoài thái xuyên đã sớm được lam tiểu bố dặn dò vừa ra ngoài đã bộc phát khí thế thánh thú của mình chân diễn thánh đạo cũng có khu vực hỗn độn cho nên có người xông vào chân diễn thánh đạo dẫn theo thái xuyên đến cũng là chuyện bình thường. Phương Chi Khuyết vừa ra ngoài đã lập tức mở rộng thần niệm, sau đó khiếp sợ nhìn Lam Tiểu Bố, bố ra, nơi này chính là bên trong chân diễn thánh đạo. Hắn ta rất khó mà hiểu được Lam Tiểu Bố vào trong này như thế nào, thậm chí cho đến bây giờ vẫn chưa bị phát hiện ra. Chân diễn thánh đạo chính là đạo môn đỉnh cấp, loại đạo, môn này nơi đâu cũng là trận văn phát động và đại trận giám sát. Không nói đến những cái này, ngươi có thể im hơi lặng tiếng xuyên qua hộ trận, và các loại cấm chế trong chân diễn thánh đạo đã là, Chuyện không dễ dàng gì. Phương Chi khuyết đột nhiên nhìn về phía Thái Xuyên, nghe nói hộ trận chân diễn Thánh đạo có một đạo hỗn độn trận kỳ. Cũng không đúng, Thái Xuyên vẫn luôn ở cùng với hắn ta trong tiểu thế giới, nếu như dựa vào Thái Xuyên đi xuyên qua khu vực hỗn độn, vậy thì nó đã sớm ra ngoài rồi, chứ không phải chờ đến bây giờ. Cửu anh, đây chính là nơi đặt động phủ của Quan Dục Tuyết, ngươi đi vào trong trực tiếp bắt lấy Quan Dục Tuyết, Thái Xuyên đi vào theo ngươi. Ta sẽ ở chỗ này chờ các ngươi, còn nữa, nhớ kỹ phải nghe theo Thái Xuyên lam tiểu bố từ tốn nói bố ra yên tâm ta nhất định sẽ hoàn thành chuyện bố ra đã giao cho dù trong lòng vô cùng chấn động cũng vô cùng muốn biết lam tiểu bố tiến vào như thế nào ngoài mặt phương chi khuyết vẫn vô cùng kính cẩn đi thôi thái xuyên ném lại một câu cho phương chi khuyết đã xông lên diễn thuyết phong trước phương chi khuyết đuổi sát theo sau sau đó cẩn thận nói ra thái xuyên à chúng ta đi chậm một chút nếu như đi nhanh quá có lẽ sẽ bị phát hiện thái xuyên châm chọc nói cửu anh Ngươi cứ đắn đo do dự như vậy, đừng nghĩ đến chuyện lăn lộn với bố gia." Nói xong, Thái Xuyên hầu như lấy tốc độ độn hành mà xông lên diễn Tuyết Phong. Phương Chi Khuyết biết, với kiểu đi lại này, muốn không bị phát hiện là không có khả năng. Cái diễn Tuyết Phong này cũng có cấm chế, hắn ta cũng không hiểu Thái Xuyên tránh đi cấm chế trên diễn Tuyết Phong như thế nào, cũng chỉ có thể nhanh chóng tăng nhanh tốc độ đi theo Thái Xuyên. Còn về chuyện đi theo Lam tiểu bố lăn lộn, ha ha, Phương Chi Khuyết hắn ta không đáng tiền như vậy sao? Quả nhiên, hai người còn chưa đến đỉnh diễn tuyết phong, đã bị quan dục tuyết phát hiện ra. Quan dục tuyết giận dữ, ở chân diễn thánh đạo, xem như là ra ra nàng cũng sẽ không xông lên diễn tuyết phong của nàng. Đây là hạng người từ đâu tới mà không hiểu quy củ như vậy, dám xông lên diễn tuyết phong của nàng. Đây là muốn chết sao? Bách Linh, người lập tức bắt người xông lên diễn tuyết phong ta lại, ta muốn nhìn thử xem, là ai ăn gan báo mà dám xông lên diễn tuyết phong của ta. Quan dục tuyết hử lạnh một tiếng, đứng lên, thật ra nàng cũng vừa mới kết thúc bế quan, cộng thêm vừa nhận được tin tức của Gia Gia, chuẩn bị đến An Lạc Thiên Thành. Nếu không thì thậm chí ngay cả chuyện có người xông lên diễn tuyết phong của nàng, nàng cũng không biết, trực tiếp phát động khốn sát trận giết chết người xông lên diễn tuyết phong của nàng. Khi nàng bế quan mà xông vào động phủ của nàng, cho dù có giết, thánh chủ cũng sẽ không nói gì. Vâng, thiên độc thánh nhân mới đổi tên thành Bách Linh vừa lên tiếng, còn chưa lao ra ngoài đã lập tức dạy ra, bởi vì trong một người một thú xông lên này, hắn ta biết một thú thái xuyên đó không phải thái xuyên đã bị quan dục tuyết bán cho đại băng bàn cung rồi sao hơn nữa hai năm trước đại băng bàn cung đã bị tiêu diệt hắn ta có nghe nói đến chuyện này bây giờ là như thế nào đây thái xuyên đang ở đại băng bàn cung sao lại ở chỗ này tuyết chủ thiên độc thánh nhân chỉ mới nói được hai chữ đã bị thái xuyên cắt ngang cửu anh dùng lĩnh vực trói hai tên này lại là ngươi quan dục tuyết cũng không thể tin được mà nhìn thái xuyên Thái Xuyên là hỗn độn độc giác thú, bởi vì không thể nào nhận chủ, cho nên nàng đã bán cho đại băng bàn cung với cái giá cực lớn. Phương Chi Khuyết nghe thấy mệnh lệnh của Thái Xuyên, trong lòng giận dữ, cố ý không muốn nghe theo. Nhưng mà nghĩ đến Lam Tiểu Bố, hắn ta cũng chỉ có thể mở rộng lĩnh vực của bản thân, trói buộc quan dục tuyết và thiên độc thánh nhân lại. Quan dục tuyết và thiên độc thánh nhân đều là bước đại đạo thứ tư, hai bước đại đạo thứ tư, ở trước mặt bước đại đạo thứ sáu như Phương Chi Khuyết, chẳng hề có chút năng lực phản kháng nào cả. Thái Xuyên huynh đệ, người cũng biết là ta bất lực, hơn nữa ta cũng không làm ra chuyện gì có lỗi với bố ra cả. Thiên độc thánh nhân cảm nhận mình bị lĩnh vực của cường giả trói chặt, nhanh chóng nói với Thái Xuyên. Trong lòng hắn ta đã hoài nghi, huyện này nhất định có liên quan đến Lam Tiểu Bố. Người khác không biết sự lợi hại của Lam Tiểu Bố, nhưng hắn ta thì biết rất rõ. Lúc trước Lam Tiểu Bố và Mạc Vô Kỵ có tu vi gì? Vậy mà dám hãm hại Tần Kình Thiên, kết quả còn thành công. Tần Kình Thiên cũng không phải bước đại đạo thứ tư bình thường, chẳng những nhiều thủ đoạn, còn gian xảo không gì sánh được. Nhìn xem ngay cả chuyện quan sung thu lại đại diễn giới, nửa đường tần kình thiên cũng có thể trốn đi được, đã biết tần kình thiên châu như thế nào. Một người như vậy, hết lần này đến lần khác lại bị Lam Tiểu Bố và Mạc Vô Kỵ hãm hại thành công. Nếu không phải hắn ta không ra tay, bây giờ chỉ sợ đã không còn người tên tần kình thiên này nữa rồi. Thánh kiếm cung bị diệt, đại băng bàn cung bị diệt, thái xuyên xuất hiện ở đây, hắn ta không muốn nghĩ đến Lam Tiểu Bố cũng không được các ngươi thật to gan, nơi này chính là chân diễn thánh đạo, gia gia của ta là một trong tứ đại thánh chủ của chân diễn thánh đạo, các ngươi lại dám ở đây ra tay với ta. Quan Dục Tuyết bị lĩnh vực đại đạo của Phương Chi Khuyết trói buộc, lập tức giận dữ. Cho đến bây giờ, chỉ có nàng đi trói người khác, cho đến bây giờ, chỉ có nàng đi bắt nạt người khác, từ khi nào đến lượt người khác ức hiếp Quan Dục Tuyết nàng rồi. Phế tử phủ của bọn hắn. Thái Xuyên cười he he, nói xong thì lại truyền âm cho Phương Chi Khuyết, nhanh nói câu bố ra đã dạy ngươi ra đi người dám quan dục tuyết hoảng hốt cho dù ra ra quan sung trở về tử phủ nàng cũng đã bị phế rồi khó mà chữa trị được hơn nữa sau khi chữa trị rồi nàng còn có thể bước vào bước đại đạo thứ năm hay không phương chi khuyết biết đã đến bước này hắn ta đã không còn đường lui nữa hơn nữa có chuyện gì mà hắn ta chưa từng làm đừng nói là phế đi tử phủ của quan dục tuyết cho nên sau khi nghe thấy lời thái xuyên nói lập tức có hai đạo đạo tắc đánh xuống dứt khoát phế đi tử phủ của quan dục tuyết và thiên độc thánh nhân đồng thời cười ha ha nói ta không dám. Ngay cả thánh kiếm cung ta cũng tiêu diệt được. Phá khư thuyền của phá khư thánh đạo ta cũng dám cướp, người nói xem ta có dám không. Ngươi, cảm nhận tử phủ của mình đã bị phế, quan dục tuyết tức giận đến mức muốn phun trào. Thái Xuyên vẫn luôn nghe lời truyền âm của Lam Tiểu Bố, nhìn thấy tử phủ của quan dục tuyết đã bị phế. Nó chuyển qua thiên độc thánh nhân nói, thiên độc, ngươi nói một chút, đỗ bố đang ở đâu? Thiên độc thánh nhân biết bây giờ mà bán quan dục tuyết, tương lai kết cục của hắn ta sẽ rất thê thảm nhưng mà không bán quan dục tuyết bây giờ kết cục của hắn ta cũng sẽ rất thảm cho nên sau khi nghe thấy lời thái xuyên nói hắn ta không chút do dự nói nàng không giết đỗ bố đỗ bố đang thay nàng quản lý đại diễn giới đại diễn giới đã bị nàng luyện hóa bây giờ đang nằm trong chiếc nhẫn trên tay nàng thái xuyên quay đầu nhìn về phía phương chi khuyết đại ca bây giờ chúng ta bắt bọn chúng lại rồi lập tức đi ngay thù của thanh san tỷ chúng ta sẽ báo sau đại ca phương chi khuyết sửng sốt gọi hắn ta là đại ca hắn ta không thể gánh nổi đâu. Thái Xuyên này chính là thú sùng của Lam Tiểu Bố, sao lại gọi hắn ta là đại ca? Phương Chi Khuyết còn đang suy nghĩ, Thái Xuyên đã cuốn thiên độc thánh nhân và quan dục tuyết đi, sau đó hai người này lập tức xuất hiện trong vũ trụ duy mô của Lam Tiểu Bố. Thái Xuyên, chúng ta đi nhanh thôi, có người đến. Phương Chi Khuyết không kịp suy nghĩ nhiều, trước đó hắn ta và Thái Xuyên tiến vào diễn tuyết phong gây ra động tĩnh quá lớn, rõ ràng đã kinh động đến chân diễn thánh đạo. Một khi bị chân diễn thánh đạo bao vây, hắn ta sẽ chẳng còn cơ hội kích phát truyền tống phù nữa thái xuyên phun ra một lá truyền tống phù nói đại ca chúng ta tụ hợp tại chỗ cũ lúc nói chuyện thái xuyên đã kích phát trận phù khí thế cường đại không ngừng dâng trào phương chi khuyết đâu còn dám tiếp tục suy nghĩ nữa lấy truyền tống phù ra kích phát một khắc sau hai đạo bạch quang cuốn lên cuốn lấy thái xuyên và phương chi khuyết phương chi khuyết và thái xuyên không dừng lại ở cùng một chỗ phương chi khuyết biết rất rõ sự đáng sợ của chân diễn thánh đạo cho nên vừa rơi xuống mặt đất, đã nhanh chóng độn về nơi xa, cứ chạy ra khỏi phạm vi vây giết của chân diễn thánh đạo rồi tính. Sau khi Thái Xuyên rơi xuống mặt đất, lại lấy một cái độn phù khác ra rồi kích phát, đây là độn phù vô quy tắc mà Lam Tiểu Bố đưa cho nó, chính là vì không để đối phương có thể quay ngược ra được hình ảnh. Bố ra, tên họ phương kia chắc chắc sẽ không quay về nữa, đúng là đáng khinh bỉ. Lần này sau khi dùng độn phù di chuyển một lần nữa, câu đầu tiên Thái Xuyên đã tức giận bất bình nói. Thân hình Lam Tiểu Bố đột ngột xuất hiện bên cạnh Thái Xuyên, cười ha ha, chúng ta cũng đi thôi, ta chỉ sợ hắn sẽ quay về. Nói xong Lam Tiểu Bố đưa Thái Xuyên vào trong trường sinh giới, sau đó thi triển độn thuật vô quy tắc mà biến mất. Nếu như đã cõng nồi, vậy thì đương nhiên phải cõng cái nồi này chạy càng xa càng tốt, sao có thể đi bên cạnh hắn được chứ? An Lạc Thiên Thành, Đế Bạch Đạo Trì, đây là nơi tiếp đón khách lớn nhất ở trung ương thế giới, cho dù là hoa sen cấp thấp nhất cũng chính là thánh bảo cao cấp hơn thần tài ở nơi này thậm chí không cần tu luyện, cũng có thể cảm thận được thực lực của mình không ngừng tăng lên, đạo tắc đại đạo thiên địa rõ ràng đến mức có thể chạm tay vào. Thứ có cấp bậc cao hơn, hoa sen đều được huyễn hóa thành chỗ ngồi ẩn chứa đạo vận lưu chuyển, chỉ là giờ phút này, trên cơ bản những chỗ ngồi này đều đã kín người. Quan sung ngồi tại một trong 10 cái ghế ở hàng trên cùng, cách hắn ta không xa là một tên cường giả bước đại đạo thứ sáu đang thao, thao bất tuyệt. Chỉ là quan sung lại không quan tâm hắn ta nghĩ rằng thiên đế khổ nhất xí, Tìm hắn ta chỉ là vì muốn thảo luận một vài chuyện của đại hội vĩnh sinh, nhưng không ngờ sau khi khổ nhất xí, và đông đảo cường giả đạo môn bàn luận một số việc về đại hội vĩnh sinh rồi, lại đề nghị mọi người đến đế bạch đạo chỉ luận đạo. Luận đạo cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, nhưng bây giờ Quan Sung cũng không thể bỏ đi quá sớm. Ở nơi này, địa vị của hắn ta không thấp, nhưng người có địa vị cao hơn hắn ta không phải là không có, thậm chí còn có 7-8 người. Trong tình huống này, Quan Sung hắn ta muốn đi, cũng không thể không từ mà biệt. Thế nhưng sau khi luận đạo mười mấy ngày, Quan Sung thật sự không thể nhịn được nữa, hắn ta phát một đạo tin tức ra ngoài, bảo Quan Dục Tuyết tiến đến An Lạc Thiên Thành. Cho dù lúc này truyền tin tức ra ngoài là rất không lễ phép, nhưng mà Quan Sung không quan tâm được nhiều như vậy. Quan Sung phát tin tức ra ngoài, phần lớn mọi người đều cảm nhận được. Chỉ là địa vị của Quan Sung không thấp, là thánh chủ của chân diễn thánh đạo, tất cả mọi người không dám nói gì thêm. Thiên đế khổ nhất xí là chủ nhà, nhìn thấy cách làm của Quan Sung cũng khẽ nhíu mày luận đạo coi trọng nhất là phải chuyên tâm thành ý người khác đang trong quá trình luận đạo người lại phát tin tức ra ngoài chẳng những không tôn trọng người đang luận đạo mà còn không tôn trọng chủ nhà như hắn ta tin tức quan sung vừa phát ra mới nửa ngày một tu sĩ chân diễn thánh đạo đã vội vàng tiến vào đế bạch đạo trì người này chẳng những xâm nhập vào trong đế bạch đạo trì mà còn xế rách cấm chế của đế bạch đạo trì to gan khổ nhất xí không nhịn được lửa giận trong lòng nữa lại là chân diễn thánh đạo Chân Diễn Thánh Đạo ngươi là đạo môn đỉnh cấp thì sao chứ? Chẳng lẽ không để thiên đế này vào mắt sao? Quan Thánh chủ, có người xâm nhập vào trong Chân Diễn Thánh Đạo, bắt quan dục tuyết." Tên đệ tử Chân Diễn Thánh Đạo kia vội vàng nói xong một câu rồi thờ dốc không ngừng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Luận đạo ở Đế Bạch Đạo trì, trừ loại cường giả như Quan Sung có thể phát tin tức ra ngoài, tin tức bên ngoài rõ ràng không thể truyền vào trong được người này tới đây truyền tin, rõ ràng là đã thiêu đốt đạo nguyên mà tới. Cái gì? Quan Sung đột nhiên đứng lên, giờ phút này hắn ta có chút không tin, lại có người dám xâm nhập vào trong chân diễn thánh đạo, còn ở chân diễn thánh đạo bắt đi dục tuyết, ở trung ương thế giới, làm sao có loại chuyện này xảy ra? Khổ nhất Di vốn đang nổi giận cũng không thể tin được mà hỏi, ngươi không nói sai đấy chứ? Thánh kiếm cung bị người ta diệt đi, đó là bởi vì thánh kiếm cung chỉ mới miễn cưỡng xem là đạo môn cấp 1. Loại đạo môn này ở trung ương thế giới khắp nơi đều có, nhưng mà chân diễn thánh đạo là nơi nào? đây không phải là vì thiên đình kém cỏi cho dù là đạo tổ có ra mặt trung ương thiên đình cũng không thể nào áp chế được chân diễn thánh đạo bây giờ có người xâm nhập vào chân diễn thánh đạo bắt đi cháu gái của thánh chủ cái này còn nghiêm trọng hơn cả chuyện diệt đi đại băng bàn cung và thánh kiếm cung rất nhiều sở dĩ đại vũ trụ cho đến bây giờ không có người nào dám vi phạm quy tắc ngầm là bởi vì tất cả mọi người đều biết rõ người chế định quy tắc ở đây là ai lẻn vào chân diễn thánh đạo bắt đi quan dục tuyết tương đương với phá hủy quy tắc ngầm vậy thì bước tiếp theo sẽ làm cái gì có phải là khai chiến với loại đạo môn đỉnh cấp như chân diễn thánh đạo có phải là giống như khi diệt thánh kiếm cung trực tiếp diệt đi chân diễn thánh đạo nếu như chân diễn thánh đạo mà cũng có người diệt đi vậy thì đại vũ trụ sẽ hoàn toàn bộc phát hỗn chiến sẽ không có đạo môn nào nghe theo thiên đình nữa cho dù là đạo tổ cũng không thể nào áp chế được thiên đế bây giờ ta nhất định phải quay về chân diễn thánh đạo mong có thể mượn dùng truyền tống trận ở đây một chút bây giờ quan sung vẫn còn chưa rõ lắm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cho nên vội vàng muốn quay về khổ nhất xí không chút do dự nói chuyện này trung ương thiên đình cũng muốn xem một chút quan thánh chủ ta đi với ngươi phá khư thánh đạo ta cũng muốn đến xem một chút một tên nam tử mập lùn đứng lên nói hắn ta chính là thánh sứ ly kiệt của phá khư thánh đạo là một cường giả bước đại đạo thứ sáu chúng ta cũng đi qua đó xem một chút lại có mấy người đứng lên có người có thể tiến vào trong chân diễn thánh đạo đồng thời bắt đi nhân vật quan trọng ở chân diễn thánh đạo, đây không phải là chuyện nhỏ. Có thể ngồi ở chỗ này, không phải đại lão một phương thì chính là đạo chủ hoặc thánh chủ của các đạo môn lớn. Ai biết hôm nay là chân diễn thánh đạo, ngày mai có khi nào là chính bọn họ. Gần đây trung ương thế giới có vẻ không được yên ổn lắm, bọn hắn nhất định phải nhanh chóng xác định rõ rốt cuộc là có chuyện gì. Bởi vì trực tiếp sử dụng truyền tống trận, chỉ chưa đến một nén nhang, một nhóm người đã xuất, hiện bên dưới diễn tuyết phong của chân diễn thánh đạo giờ phút này bên ngoài diễn tuyết phong đã sớm bị đệ tử chân diễn thánh đạo canh giữ chỉ chờ thánh chủ trở về sau khi thánh chủ quan sung đại diễn đạo của chân diễn thánh đạo trở về cùng một đám người thiên đế một tên thánh chủ hồng nguyệt đạo trọng thứ của chân diễn thánh đạo cũng quay trở về bốn đạo nguyệt dũng đại hoang mỗi một đạo đều có một thánh chủ bình thường rất ít khi có thể gom lại một chỗ hôm nay lại một lần có hai người thật sự là bởi vì chuyện lần này quá lớn nếu như hai thánh chủ khác không thể nào quay về chỉ sợ bốn đại thánh chủ đều sẽ tụ hội. Sung huynh, chuyện này chỉ sợ không đơn giản. Trọng thứ trở về sớm hơn một chút, vẫn luôn chờ đợi quan sung, không tiến vào diễn tuyết phong. Quan sung gật đầu, giọng điệu ẩn chứa sát ít, cho dù là ai, dám đụng đến chân diễn thánh đạo ta, đều phải chết. Nói xong thì là người đầu tiên tiến vào trong diễn tuyết phong, những người còn lại cũng kéo nhau vào diễn tuyết phong. Diễn tuyết phong không có dấu vết đánh nhau, nhưng mà không gian vẫn còn để lại đạo vận lĩnh vực. Có bốn loại lĩnh vực, một là của dục tuyết còn có một đạo là lĩnh vực thiên độc còn lại chắc hẳn là lĩnh vực của kẻ đột nhập vào chân diễn thánh đạo ta một trong số đó trọng thú nói đến đây thì có chút khó hiểu nhìn quan sung sao lại là đại đạo chớ chú a à, còn có hơi thở của hỗn độn độc giác thú chuyện gì xảy ra vậy quan sung rõ ràng cũng cảm nhận được bốn đạo lĩnh vực hắn ta nhìn về phía khổ nhất xí khổ thiên đế sao ở đây lại có đạo tắc đại đạo chớ chú trong lòng khổ nhất xí cũng rất khó hiểu phương chi quyết là do hắn ta thả nhưng mà phương chi khuyết muốn khôi phục được thực lực cho dù có thánh hồn mộc giúp đỡ ít nhất cũng phải qua mấy chục vạn năm nữa bởi vì phương chi khuyết là một quân cờ quan trọng của hắn ta cho nên hắn ta mới khó hiểu rất rõ ràng lời quan sung là đang có ý hoài nghi hắn ta bởi vì lúc trước chớ chú đạo thành là do hắn ta hủy diệt cường giả đại đạo chớ chú ở chớ chú đạo thành cũng là do khổ nhất xí hắn ta tiêu diệt hữu thánh thừa đại sa tiển của trung ương thế giới rõ ràng đã hiểu ẩn ý trong lời nói của quan sung hắn ta lập tức bước lên nói Người này rời đi cho đến bây giờ chưa đến nửa ngày, bây giờ thi triển quay ngược thời không, có thể cho ra hình ảnh hoàn mỹ lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không cần đại sa tiền nhắc nhở, Quan Sung đã bắt đầu quay ngược thời không. Với thực lực của Quan Sung, cộng thêm chuyện này mới xảy ra chưa được nửa ngày, Quan Sung chỉ cần 10 giây đã có thể quay ngược lại hình ảnh diễn ra vào nửa ngày. Trước hình ảnh rõ ràng cho thấy Phương Chi Khuyết dẫn theo Thái Xuyên, xông vào trong diễn tuyết phong, sau đó khống chế quan dục tuyết và thiên độc thánh nhân đối thoại giữa hai người cũng vô cùng rõ ràng thái xuyên gọi phương chi khuyết là đại ca mà phương chi khuyết cũng thừa nhận chuyện thánh kiếm cung và thính đạo hào là do hắn ta làm được được lắm chỉ một sâu kiến nho nhỏ tu luyện chớ chú đạo cũng dám động đến chân diễn thánh đạo ta cả người quan sung đầy sát khí trong miệng đang nói được nhưng trong lời nói chẳng có chút tốt đẹp nào ly kiệt mập lùn cũng nghiêm nghị nói ta đã nói mà sao mà phá khư thuyền của phá khư thánh đạo ta lại vô duyên vô cớ mà bị cướp đi hóa ra là người này năm đó người này ở chớ chú đạo thành làm sằng làm bậy phá khư thánh đạo ta không đi tìm hắn hắn lại dám ra tay với phá khư thánh đạo ta đúng là không biết tốt xấu lại càng có nhiều người hơn đưa mắt nhìn về phía khổ nhất xí bởi vì khổ nhất xí đại diện cho trung ương thiên đình hơn nữa còn đang điều tra án thánh kiếm cung bị diệt đại băng bàn cung bị diệt thì quên đi dù sao thì người diệt đại băng bàn cung chính là thạch trường hành trung ương thiên đình có trâu đến đâu cũng không có cách nào đi tìm thạch trường hành tính sổ trừ khi đạo tổ ra mặt, như vậy thì mới tìm kiếm thạch trường hành được. Nhưng mặt mũi của đại băng bàn cung cũng không lớn như vậy được, có thể khiến đạo tổ ra mặt báo thù cho bọn họ. Nếu như nói chuyện của thánh kiếm cung đối với khổ nhất xí mà nói không là gì cả, dù sao thì điều tra cũng cần có thời gian. Nhưng mà đến chân diễn thánh đạo gây án chính là phương trì khuyết, chuyện này có chút ý nhị. Năm đó chúa tể ở chớ chú đạo thành chính là phương trì khuyết, đương nhiên, trước khi chớ chú đạo thành bị tiêu diệt, nơi đó cũng không phải có tên là chớ chú đạo thành mà là một cái đạo thành vô cùng phồn hoa. Chỉ là vào một ngày nào đó, toàn bộ người trong chớ chú đạo thành đột nhiên bị đạo tắc chớ chú xử lý, lúc này mới chọc đến trung ương thiên đình, khổ nhất xí tự mình ra tay, tiêu diệt chớ chú đạo thành. Nếu như chớ chú đạo thành đã bị tiêu diệt, chúa tể của chớ chú đạo thành là phương chi khuyết nhất định cũng sẽ bị diệt chứ, cái này mọi người không cần phải suy nghĩ, bởi vì đó là chuyện đương nhiên. Nhưng bây giờ, phương chi khuyết chẳng những không bị tiêu diệt, ngược lại còn quang minh chính đại đến chân diễn thánh đạo gây án khổ thiên đế chuyện này ngươi nói thế nào thánh chủ trọng thứ của hồng nguyệt đạo chân diễn thánh đạo dứt khoát hỏi nếu như là đạo môn khác có lẽ còn không dám quang minh chính đại hỏi khổ nhất xí như vậy nhưng mà chân diễn thánh đạo thì không cần phải cố kỵ chuyện này rõ ràng chuyện này có liên quan đến phương chi khuyết ngươi ngươi có dám nói không bây giờ trong lòng khổ nhất xí đang cảm thấy vô cùng xui xẻo phương chi khuyết là con cờ quan trọng hắn ta giữ lại nhưng mà quân cờ này phải mấy chục vạn năm sau mới có thể sử dụng đến sao bây giờ lại bại lộ sớm như vậy nhưng đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là gia hỏa này làm thế nào mà khôi phục được tu vi. Dựa vào đạo tắc lĩnh vực thánh nhân ở nơi này còn vươn lại, bây giờ thực lực của Phương Chi Khuyết không hề kém hơn năm đó, thậm chí còn mạnh hơn, đây là định thẳng tiến đến bước đại đạo thứ bảy sao. Hắn ta giữ lại Phương Chi Khuyết chính là để còng nồi chuối đít cho mình, bây giờ hắn ta còn chưa đến hầm cầu, cái đồ cõng nồi này đã xảy ra vấn đề. Mà cho đến bây giờ hắn ta vẫn còn đang rất mờ mịt. Khổ thiên đế, chuyện này ngươi nhất định phải đưa ra một lời giải thích thấy khổ nhất xí không nói gì lần này ly kiệt của phá khư thánh đạo không nhịn được mà nói khổ nhất xí hít một hơi thật sâu tạm thời vứt bỏ hết những ý nghĩ khác trong đầu ra ngoài ôm quyền với quan sung rồi nói quan thánh chủ chuyện này ta nhất định sẽ phụ trách đến cùng vừa rồi ta vẫn còn đang suy nghĩ rõ ràng ta đã giết chết tên phương chi khuyết kia rồi vì sao người lại còn có thể xuất hiện ở chỗ này thậm chí đại đạo còn chẳng lùi bước đây là sai lầm của ta sau khi ta trở về sẽ lập tức phát ra lệnh truy sát hữu thánh thừa đại sa tiển cũng vội vàng nói thiên đế loại chuyện này cũng không phải chỉ mới xảy ra một hai lần những lão gia hỏa này đều có thủ đoạn luân hồi phương chi khuyết tu luyện đại đạo chớ chú ở chớ chú đạo thành đã giết không biết bao nhiêu người vô tội không biết hắn đã lấy được biết bao nhiêu bảo vật đỉnh cấp nếu như hắn ta còn sót một sợi tàn hồn dựa vào trí bảo đỉnh cấp sống lại một lần nữa cũng không phải là không có khả năng đại sa tiển rõ ràng là đang giải thích thay cho khổ nhất xí giải thích của hắn ta cũng không phải là không hợp lý, bởi vì loại cường giả đỉnh cấp như Phương Chi Khuyết nhất định có rất nhiều thủ đoạn, thật sự khó mà giết chết được nghe thấy vậy, cho dù là Quan Sung hay Ly Kiệt đều im lặng. Đừng nói là bây giờ không có chứng cứ trực tiếp cho thấy khổ nhất xí, có liên quan đến chuyện này, cho dù có chứng cứ trực tiếp, bọn hắn cũng không thể trở mặt với thiên đình của Trung ương thế giới được. Chuyện này chỉ sợ sẽ xử lý không tốt được, rất có thể Phương Chi Khuyết có quen biết với Thạch Trường Hành, nếu không thì sao con hỗn độn độc giác thú kia lại ở trong tay hắn còn nhận hắn là chủ. Một tên thánh nhân tham gia luận đạo ở đế bạch đạo chỉ rồi theo chân đến đây, lo lắng nói một câu. Trong lòng khổ nhất xí vẫn luôn lo lắng chuyện này, nếu như Phương Chi Khuyết quen biết với Thạch Trường Hành, đồng thời quan hệ còn không tệ, cho dù hắn ta có tìm được Phương Chi Khuyết cũng khó có thể bắt hắn ta lại. Quan Sung hừ một tiếng, cho dù là Thạch Trường Hành, cũng không thể không để ý đến công bằng đạo nghĩa như vậy, đến chân diễn thánh đạo ta bắt người, thậm chí còn bắt cháu gái quan dục tuyết của ta đi. Lúc nói lời này, hắn ta đã quên mình đã không để ý đến công bằng đạo nghĩa như thế nào gian sát nghi thanh san sau đó dứt khoát bán tề mạn vi và thái xuyên đi bây giờ khổ nhất xí không muốn đắc tội với thạch trường hành chuyển sang nói bọn hắn rời khỏi nơi này bằng truyền tống trận không định hướng dựa vào năng lực của chúng ta chắc hẳn có thể tìm được vị trí truyền tống của bọn hắn đúng bây giờ chúng ta đi ngay có lẽ còn có thể đuổi kịp trước đó quan sung bị lửa giận bao phủ trong lúc nhất thời không nghĩ đến chuyện này bây giờ khổ nhất xí nhắc đến hắn ta lập tức nhớ lại chuyện ngược dòng truy vết đối với những cường giả này mà nói rất nhẹ nhàng đã có thể tìm được vị trí truyền tống của thái xuyên nhưng mà bọn hắn lập tức nhận ra manh mối ở chỗ này đã bị gãy mất bởi vì thái xuyên đã dựa vào độn phù vô quy tắc rời đi dao động không gian hầu như chẳng có chút dấu vết quy tắc nào đừng nói là bọn hắn cho dù đạo tổ có đến cũng chẳng thể làm gì được cũng may khi bọn hắn tiếp tục ngược dòng truy vết đối với phương chi khuyết thì vui mừng phát hiện ra Phương Chi Khuyết vậy mà không thi triển độn phù vô quy tắc, vậy đã nói rõ khi Phương Chi Khuyết chạy trốn có vết tích, với nhân vật như bọn hắn, muốn tìm được Phương Chi Khuyết, vậy thì sẽ có cơ hội. Ta thì cảm thấy có chút kỳ quái, vì sao thú sủng của Phương Chi Khuyết có độn phù vô quy tắc để thi triển, mà Phương Chi Khuyết lại không thi triển loại phù lục này? Ti chủ thánh giám ti phong kiệt thiểm của trung ương thế giới khó hiểu nói một câu. Lý Kiệt lạnh lùng nói, cái này có gì mà kỳ quái? Phương Chi Khuyết hoàn toàn không có dự định giấu giếm sự tồn tại của hắn nếu không thì làm sao dám ở chân diễn thánh đạo, tự thừa nhận là hắn diệt đi thánh kiếm cung. Có lẽ trong này còn có chuyện gì đó mà chúng ta không biết rõ, cho dù nhìn từ góc độ nào nào mà nói, Phương Chi Khuyết đều không nên để lộ ra chuyện diệt thánh kiếm cung và cướp thính đạo, hào có liên quan đến hắn. Là ti chủ thánh giám ti của Trung ương thế giới, Phong Kiệt Thiểm từ đầu đến cuối đều cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái. Quan Sung từ Tốn nói, hắn ở chỗ này thi triển toàn bộ là đạo tắc chớ chú, hoàn nữa khi diệt đi thánh kiếm cung, cũng là đạo tắc chớ chú đã giết đi đông đảo tu sĩ của Thánh Kiếm Cung. Ở trung ương thế giới, ngươi tìm một người tu luyện đại chớ chú thuật đến xem. Nếu không tìm được, ngươi nói chuyện này còn cần phải làm rõ sao. Hơn nữa, năm đó hắn ở chớ chú đạo thành tàn sát hơn trăm vạn tu sĩ, hắn có che giấu không? Rất nhiều cường giả khinh thường che giấu chuyện mình làm. Đây là đang vấn đạo tâm, lời quan sung nói miễn cưỡng cũng có thể giải thích được. Tại Thánh Kiếm Cung, từ đạo tắc chớ chú ra, hắn còn thi triển đại hủy diệt thuật, đại thiết cát thuật và đại vẫn mệnh thuật. Tên phương chi khuyết kia ta đã từng nghe nói đến, hắn còn chưa có năng lực lớn như vậy. Phong kiệt thiểm phản bác. Nếu như thiên đế khổ nhất xí không ở nơi này, hắn ta sẽ không phản bác, cũng không dám phản bác. Nhưng mà thiên đế đang ở đây, những gì mà hắn ta nói, thiên đế đều sẽ nhớ kỹ. Quan sung lạnh giọng nói, nếu như ngươi là phương chi khuyết, nếu như ngươi giết mấy trăm vạn tu sĩ trong một cái đạo thành, có lẽ ngươi có thể tìm được các loại đại đạo thần thông khai thiên nghe thấy lời này của quan sung ngay cả phong kiệt thiểm cũng không thể nói được gì nữa mặc dù hắn ta biết chuyện quan sung nói không thể nào xảy ra nhưng cái này dù sao cũng có khả năng cùng lúc đó phương chi khuyết đang điên cuồng độn gấp cũng hiểu ra thái xuyên gọi hắn là đại ca chỉ là dùng để người khác thấy được khi quay ngược thời không mà thôi cái này chẳng những là để hắn ta cõng nổi mà còn muốn hắn ta cõng nổi thật triệt để nhưng hắn ta cũng chẳng thể làm gì được Trước khi chưa bước vào bước đại đạo thứ bảy, hắn ta chỉ có thể cõng nồi huống chi, hắn ta còn không biết Lam Tiểu Bố có hạ ấn ký đạo niệm trên người mình hay không, ít nhất thì tạm thời hắn ta không dám vi phạm ý của Lam Tiểu Bố. Trong khi độn gấp, Phương Chi Khuyết mơ hồ cảm thấy bất an hắn ta chợt nhớ, quan sung chính là bước đại đạo thứ bảy. Nếu như đuổi theo hắn ta, chỉ cần tuyến đường chạy trốn của hắn ta có một chút dấu vết, đối phương cũng có thể đuổi được hắn ta. Loại cảm giác bất an này càng lúc càng đậm, Phương Chi Khuyết khẳng định, nếu như hắn ta còn không tìm ra cách, hắn ta nhất định sẽ bị bắt. Cho dù hắn ta khai ra làm tiểu bố, nhưng hắn ta cũng không thể trốn thoát. Với thủ đoạn của khổ nhất xí, buông tha Phương Chi Khuyết hắn ta là chuyện lạ nghĩ đến đây. Phương Chi Khuyết không còn dám tiếp tục độn gấp nữa, hắn ta không chạy thoát những cường giả bước đại đạo thứ bảy kia. Thần hình hắn ta lóe lên, vọt vào trong một khu vực hỗn độn. Muốn sống, chỉ có thể vào trong khu vực hỗn độn. Tiến vào khu vực hỗn độn, hắn ta còn có cơ hội sống sót, nếu như không vào khu vực hỗn độn, hắn ta ngay cả cơ hội sống sót cũng không có. Trong nháy mắt khi xông vào trong khu vực hỗn độn, Phương Chi Khuyết hoàn toàn hiểu ra, Lam Tiểu Bố chính là muốn hắn ta chạy vào trong khu vực hỗn độn. Nếu không, với khả năng tính toán của Lam Tiểu Bố, không thể nào không biết, sau khi hắn ta chạy ra khỏi chân diễn thánh đạo sẽ bị đuổi giết. Nhưng mà Phương Chi Khuyết biết rõ, cho dù chuyện nào xảy ra một lần nữa, hắn ta vẫn hiểu rõ ý nghĩ của Lam Tiểu Bố, hắn ta cũng vẫn sẽ theo ý nghĩ của lam tiểu bố mà làm việc hắn ta không muốn chết bây giờ đã có cơ hội bước vào bước đại đạo thứ bảy sao có thể cam tâm bị bắt hạng người tâm cơ như lam tiểu bố nếu như xác nhận trên người không có ấn ký đạo niệm của hắn phương chi khuyết thà rằng chịu chút thiệt thòi cũng không muốn tiếp tục liên hệ với loại người này nữa không cần đuổi theo hắn đã tiến vào trong khu vực hỗn độn rồi khổ nhất xí là người đầu tiên ngừng lại chẳng những hắn ta những cường giả bước đại đạo thứ bảy bên cạnh khổ nhất xí đều biết không bắt được Phương Chi Khuyết rồi, người ta đã tiến vào trong khu vực hỗn độn truy cập halayzi.com, hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lam Tiểu Bố đã rất quen thuộc với Nhất Tịnh Thánh Thành rồi, giờ phút này hắn lại đến phụ cận Nhất Tịnh Thánh Thành một lần nữa. Nhưng mà lần này hắn không tiến vào Nhất Tịnh Thánh Thành, mà dừng lại ở một vùng hoang dã cách Nhất Tịnh Thánh Thành ngàn vạn dặm. Bởi vì lo lắng quan sung vì quan dục tuyết mà tìm. Đến nơi này, Lam Tiểu Bố không dám kéo quan dục tuyết ra ngoài, mà dứt khoát đi vào trong vũ trụ duy mô ngươi rốt cuộc là ai lam tiểu bố vừa xuất hiện quan dục tuyết đã lập tức lớn tiếng hỏi chỉ là nàng mới nói được một nửa đã nghi ngờ hỏi ngươi là ai lam tiểu bố kéo thái xuyên từ trong trường sinh giới đến trước mặt quan dục tuyết nó vô cùng khinh thường quan dục tuyết nói năm đó xuyên gia đã nói với nhà ngươi rồi không nên động đến gia gia ngươi lại cứ không nghe thế nào bây giờ ngươi đã là tù nhân rồi ngươi là bố gia quan dục tuyết hoảng hốt mà thốt lên Nàng cũng không biết tên Lam Tiểu Bố, chỉ là vì Thái Xuyên đã nhiều lần nói với nàng, bố gia sẽ đến cứu nó, bảo nàng không nên đối nghịch với bố gia. Còn không ngờ được, hôm nay thật sự gặp được bố gia này, hơn nữa nàng thật sự đang nằm trong tay bố gia. Lam Tiểu Bố khẽ vẫy tay một cái, Thiên Độc Thánh Nhân đang bị giam cầm ở đằng xa lập tức giống như một bao cát bị ném đến, ngã ở trước mặt Lam Tiểu Bố. "Bố gia, chuyện này ta thật sự vô tội mà." thiên độc thánh nhân vừa nhìn thấy lam tiểu bố đã lập tức kính cần cầu xin tha thứ trong lòng hắn ta thì thở dài một tiếng mình quả nhiên đoán không sai lam tiểu bố thật sự đến rồi ngay cả bước đại đạo thứ sáu cũng là thủ hạ của hắn làm việc cho hắn gia hỏa này ở đâu dường như cũng là một nhân vật khuấy đảo phong vân đây chỉ là một lam tiểu bố mà thôi nếu như mặc vô kỵ kia cũng xuất hiện hai người họ liên thủ đại vũ trụ chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ đổi thành họ mạc lam rồi vô tội ha ha ở bách linh vũ trụ ngươi thả tần kình thiên đi ta còn chưa tìm ngươi tính sổ ngươi lại ở đại diễn giới mà cấu kết với tần kình thiên thì sao giọng nói của lam tiểu bố rất lạnh khiến thiên độc thánh nhân không tự chủ được mà dùng mình một cái hắn ta sao lại bị ma quỷ ám ảnh mà liên thủ với tần kình thiên chứ có thể tưởng tượng lúc trước cho dù đại diễn giới không bị quan sung cuốn đi sau khi hắn ta liên thủ với tần kình thiên cuối cùng vẫn sẽ bị lam tiểu bố bắt được người ta ngay cả đại vũ trụ cũng có thể đến thậm chí còn có thể diệt đi cả thánh kiếm cung ở vũ trụ trung đẳng chẳng lẽ không bắt được thiên độc thánh nhân hắn ta nghe thấy lời lam tiểu bố nói thiên độc thánh nhân cho dù rất muốn cãi lại nhưng mà hắn ta không thể tìm ra được một cái lý do nào cả trước mặt loại người như lam tiểu bố ngụy biện không có bất cứ ý nghĩa nào cả hắn ta thở dài có lẽ chỉ nên nhận mệnh thôi với chuyện năm đó hắn ta không bỏ công cũng chẳng bỏ sức lam tiểu bố tuyệt đối sẽ không nhận hắn ta làm thủ hạ ngươi bắt ta đến đây gia gia của ta sớm muộn cũng sẽ biết là ngươi làm Tương lai chân diễn Thánh đạo ta nhất định sẽ truy nã ngươi, khiến ngươi không thể nào náo thân ở đại vũ trụ." Quan Dục Tuyết tỉnh táo lại, nàng cũng biết, bây giờ mạng nhỏ đang ở trong tay Lam Tiểu Bố, cửu anh kia nhất định cũng là thủ hạ của Lam Tiểu Bố, đừng nói là gia gia của nàng bây giờ không biết nàng đang ở đâu, cho dù có biết, cũng không kịp cứu nàng. Lam Tiểu Bố hoàn toàn mặc kệ không quan tâm đến Quan Dục Tuyết, tay hé ra, cuốn chiếc nhẫn trong tay Quan Dục Tuyết đến. Thần niệm rơi vào chiếc nhẫn, các loại đạo tắc tràn ra, chỉ qua nửa nén hương đã gỡ bỏ hết toàn bộ cấm chế của chiếc nhẫn. nhưng mà Lam Tiểu Bố cũng không vội vã dùng thần niệm thẩm thấu vào trong chiếc nhẫn kia mà bắt đầu khắc họa các loại đạo tắc kết giới, sau đó luyện hóa chiếc nhẫn đại diễn giới này. Lam Tiểu Bố đang luyện hóa đại diễn giới, Thái Xuyên thì nhìn trầm trầm quan Dục Tuyết và Thiên Độc Thánh Nhân. Thái Xuyên, ta đối xử với ngươi cũng không tệ đi, mặc dù đưa ngươi cho hội đấu giá, nhưng cũng đâu có ngược đãi ngươi. Quan Dục Tuyết thấy Lam Tiểu Bố đang luyện hóa đại diễn giới thử tìm điểm đột phá ở chỗ thái xuyên thái xuyên cười lạnh nói đó là bởi vì ngươi không có tư cách để xuyên ra nhận ngươi làm chủ mà thôi lúc đầu bố ra cũng chưa chắc sẽ giết ngươi nhưng người giết thanh san tỷ tỷ, mạng nhỏ này ngươi đừng nghĩ đến nữa nghi thanh san không phải do ta giết quan dục tuyết lập tức cãi lại thái xuyên khinh thường nói ngươi cho rằng lão già quan sung nhà ngươi kia có thể sống bao lâu nữa lão già này an ổn lâu rồi lại dám chọc đến trên đầu bố ra và xuyên ra ta Quan Dục Tuyết dứt khoát nhắm mắt lại, nói ra ra nàng sống không được lâu. Lá gan phải to đến mức nào mới dám nói như vậy. Thiên độc thánh nhân ở bên cạnh không nói gì cả, hắn ta đang hoài nghi lời Thái Xuyên nói là thật. Năm đó Lam Tiểu Bố và Mạc Vô Kỵ liên thủ với nhau, suýt chút nữa là xử lý luôn cả tần kình thiên, mà bây giờ Lam Tiểu Bố có thể thu phục bước thứ sáu, đồng thời dựa vào đại năng bước thứ sáu này diệt đi thánh kiếm cung, còn cứu được Thái Xuyên, sau đó ngang nhiên đến chân diễn thánh đạo bắt hắn ta vào quan Dục Tuyết. Lam tiểu bố chắc hẳn là bước vào bước đại đạo thứ tư, cái tiến bộ này quả thật quá là. Với loại tốc độ phát triển này của Lam tiểu bố, tương lai diệt đi, quan sung dường như cũng không phải là chuyện không thể nào. Thiên độc thánh nhân không biết, diệt đi thánh kiếm cung, Lam tiểu bố cũng không để phương chi khuyết ra tay. Lam tiểu bố xé mở cấm chế trích nhẫn đại diễn giới, bắt đầu luyện hóa đại diễn giới, quan sung lập tức cảm ứng được, nhưng mà khiến hắn ta tức giận và điên cuồng chính là, hắn ta hoàn toàn không thể khóa được vị trí của Lam tiểu bố rất rõ ràng lam tiểu bố còn đang ở trong thế giới của mình mà đẳng cấp thế giới của lam tiểu bố lại còn không thấp có lẽ chỉ có đạo tổ mới có thể tìm được vị trí của lam tiểu bố chỉ cần hắn ta đưa đạo tắc cấm chế đại diễn giới cho đạo tổ cho dù đối phương có ở trong thế giới của mình luyện hóa đại diễn giới đạo tổ cũng có thể tìm ra được đối phương đang ở đâu nhưng mặc dù hắn ta là một thánh chủ nhưng muốn tìm đạo tổ giúp đỡ cũng không dễ dàng lắm hoặc là nói hoàn toàn không có khả năng có lẽ Quan Sung đột nhiên nghĩ đến một người, hắn ta lập tức cúi đầu hành lễ với khổ nhất xí, khổ thiên đế, trước đó ta nôn nóng vì cháu gái mình, nói chuyện có chút không ổn, mong thiên đế thứ lỗi. Khổ nhất xí không rõ ý của Quan Sung, thấy đối phương khách sáo nói lời xin lỗi, cũng đáp lễ lại, quanh thánh chủ khách sáo rồi, trong tình huống đó, có chút nôn nóng cũng là chuyện bình thường, không sao cả. Tên phương chi khuyết kia nếu đã trốn vào trong hỗn độn, muốn ra ngoài chỉ sợ rất khó. Nếu như hắn ta không chết trong hỗn độn, vậy thì sẽ ở trong hỗn đạo bước vào bước thứ bảy. Nhưng mà cho dù hắn có bước vào bước đại đạo thứ bảy hay không, chỉ cần hắn dám ra ngoài, trung ương thiên đình ta nhất định sẽ dốc toàn lực, bắt lấy hắn. Quan sung cảm tạ một lần nữa rồi nói, khổ thiên đế, vừa rồi ta cảm ứng được có người đang phá cấm chế thế giới của cháu gái ta, nhưng ta không thể nào nắm bắt được phương vị của đối phương. Lời quan sung còn chưa nói hết, khổ nhất xí đã lập tức hiểu ý của đối phương, hắn ta cười khổ nói, thời gian của đạo tổ rất quý giá, ta chỉ là một thiên đế nho nhỏ, hoàn toàn không thể mời đạo tổ nổi. Chuyện mà quan sung không thể làm được, nhất định chỉ có thể mời đến đạo tổ. Muốn nhờ đạo tổ giúp đỡ, vậy thì không bàn nữa. Nếu như chuyện gì cũng cần đạo tổ hỗ trợ, vậy thì đạo tổ cũng không cần phải thành lập ra một cái thiên đình. Quan sung vội vàng nói, ta không phải muốn mời đạo tổ giúp đỡ, mà là muốn mời trường hành đạo tôn. Vị trí của thạch trường hành cũng chỉ có thiên đế khổ nhất xí này biết, cho nên quan sung mới nhờ cậy đến khổ nhất xí quan thánh chủ thạch trường hành có khả năng có quan hệ với phương chi khuyết sao hắn có thể giúp đỡ ly kiệt của phá khư thánh đạo khó hiểu nhìn quan sung nói quan sung đành phải nói ra trường hành đạo tôn và phương chi khuyết có quan hệ chỉ là suy đoán của chúng ta mà thôi cái suy đoán này cũng là vì con hỗn độn độc giác thú kia lỡ như hai người họ không có quan hệ gì thì sao hơn nữa cho dù có quan hệ ta tin rằng trường hành đạo tôn cũng không phải là người bắt cháu gái ta đi trước đó không lâu quan sung còn ở chân diễn thánh đạo nói cho dù là thạch trường hành cũng không thể không để ý đến công bằng đạo nghĩa bây giờ cần thạch trường hành giúp đỡ lập tức nói ngược lại đúng là cái miệng đi sau cái mông mà chỉ là nơi này không có ai dám phản bác hắn ta thôi khổ nhất xí gật đầu trước đây không lâu ta mới nhận được tin tức trường hành đạo tôn đã đến an lạc thiên thành chắc hẳn dự định ở an lạc thiên thành một khoảng thời gian ngắn nếu quan thánh chủ muốn gặp trường hành đạo tôn không bằng chúng ta cùng nhau đến an lạc thiên thành có thiên đế khổ nhất si ở đây, chỉ cần nằm trong phạm vi trung ương thế giới, luôn luôn có cách dùng tốc độ nhanh nhất để quay lại An Lạc Thiên Thành. Đúng như khổ nhất si nói, Thạch Trường Hành vừa mới đến An Lạc Thiên Thành. Sở dĩ Thạch Trường Hành đến An Lạc Thiên Thành là bởi vì hắn ta muốn để con gái Thạch Uyển Dung của mình tham gia đại hội vĩnh sinh. Chờ sau khi đại hội vĩnh sinh kết thúc, hắn ta sẽ tìm cách để con gái bước vào bước đại đạo thứ sáu. Không chỉ như vậy, hắn ta còn muốn dẫn theo Thạch Uyển Dung quen biết với đủ loại người, tăng thêm tầm hiểu biết của Thạch Uyển Dung. Nếu không thì lại gặp phải đạo môn như đại băng bàn cung, chẳng lẽ hắn ta có thể vĩnh viễn đi theo bên cạnh con gái mình sao? Bởi vì Thạch Trường Hành vốn đang muốn tham gia đại hội vĩnh sinh, cho nên khổ nhất xí dễ dàng tìm được khổ nhất xí. Ở Kim Lạc Lâu nghe thấy lời quan sung và khổ nhất xí nói xong, Thạch Trường Hành lập tức cau mày, hắn ta hoài nghi người tiến vào chân diễn thánh đạo chính là Lam Tiểu Bố. Nhưng mà hắn ta không có chứng cứ, chứng cứ duy nhất chính là có Phương Chi Khuyết tham gia hắn ta rời khỏi chớ chú đạo thành. Lúc đó Lam Tiểu Bố và Phương Chi Khuyết đều ở chớ chú đạo thành. Hai người này có thể liên thủ. Khiến hắn ta không hiểu là Phương Chi Khuyết là bước đại đạo thứ sáu, hơn nữa còn không có bất cứ vết rách. Đại đạo nào cả, cái này không bình thường lắm. Thứ nhất Phương Chi Khuyết không có khả năng hoàn thiện đại đạo trong thời gian ngắn như vậy. Thứ hai Lam Tiểu Bố không thể nào mới được Phương Chi Khuyết, cho nên hắn ta mới cảm thấy không phải là Lam Tiểu Bố. Trừ chuyện đó ra, nếu như thật sự là Lam Tiểu Bố, lam tiểu bố hoàn toàn không cần dùng loại thủ đoạn quá khích này hắn ta để lại một cái lệnh bài thân phận cho lam tiểu bố lam tiểu bố hoàn toàn có thể dựa vào thân phận của hắn ta mà đến chân diễn thánh đạo nếu như chân diễn thánh đạo thật sự giam giữ bằng hữu của lam tiểu bố dựa vào tên tuổi thạch trường hành hắn ta vẫn có thể cứu người được không đúng thạch trường hành nhanh chóng khẳng định người kia chắc chắn là lam tiểu bố bởi vì lam tiểu bố đã đến đại băng bàn cung cứu người bây giờ nghĩ lại chắc hẳn lam tiểu bố Đến đại băng bàn cung là cứu con hỗn độn độc giác thú kia nghĩ đến đây, Thạch Trường Hành hiểu ra, mình bị Lam Tiểu Bố hố rồi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.